được phát thì chuyển cam luôn đi. Chuyển luôn đi. Chưa đã ấy đâu. Được rồi. Đã tớ thông báo đâu. Bắt điện lên. Điện vào nhà này. Hôm nay không có thông báo à? Không có thông báo phát à? Hello mọi người. Hello các chị. Hello các chị yêu nha. Hello mọi người. Các chị ơi, chia sẻ livestream cho em nào. Tặng quà gì bây giờ nhỉ? Tặng bộ ga đi các chị yêu. Em chào chị gái cải tây nhá. Em chào chị gái tập sống khác. Hello tất cả mọi người. Chị yêu nào lên like chấm bài, chia sẻ bài cho em. Ga gối xả đầu like đi ngơi. Tặng các chị yêu bộ là bộ này. Em tặng các chị yêu nhá. Bộ ga không đồng đi. Các chị nhá, em chào chị Tuyết Tuyết. Áo phao đằng sau có bé 40 cân mặc vừa chị ơi. Có áo phao 40 cân. Em chào chị Mai Đào nhá. Hello mọi người. Em chào chị Hồng Hoàng Thị. À, em chào chị Ma Thị Tiêu nha, em chào chị gái Hiệp Lê. Hello tất cả chị em mình nha. Hello tất cả chị em mình nha. Chị yêu nào lên like chấm cho em xin chấm nào. Chị yêu nào lên like rồi chấm cho em xin chấm nào. Em chào chị Cát Lớp nha. Hello mọi người, em chào chị Ti Ly Thạch. Lâu lắm mới được đọc tên. Em chào chị gái Chi Mai nha. Em chào chị Sống Sao Cho Vừa. Hello mọi người, em chào chị gái Heo Sinh. Em chào chị Thần Thị Ban nha. Chia sẻ livestream giúp em nha các chị yêu ơi. Em chào chị Thảo Trần. Áo phao đen của Lữ. Áo phao đen là của bé trai đấy chị ơi. Hàng toàn bộ hàng của bé đấy. Hello mọi người. Nào cho em xin bộ ga vào đây đi. Em xả tặng các chị yêu đầu like này. Em tặng các chị yêu nha. Lên like cho chị gái em tặng không đồng luôn. Tặng không đồng bộ ga luôn nha mọi người. Còn ít lắm. Ga nhà em còn ít. Em xả tặng lốt các chị. Được chưa ạ? Bấm chia sẻ livestream 200 chị gái em bắt đầu chốt bộ ga không đồng cho mọi người nha. Bấm lên chia sẻ livestream 200 tiếc quá muốn mua OP chị gái luôn. Anh kêu mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Em chào chị Khánh Yến ạ. Quần nam 75 cân OP chị gái, quần nam 75 cân nhiều mã lắm. Nhiều mã. Em chào chị Thần Thị Dung. Là bộ sao cái điện cái này rơi quỳnh quỳnh này anh. Em chào chị gái Huyền Thư. Có cách tân của bé trai có chị ơi. Em có cách tân của bé trai nhưng mà có chỉ sai đến 20 cân thôi. Cái tân của bé trai em chỉ có size đến 20kg thôi. Cái tân của bé trai em chỉ có size đến 20kg thôi các chị nhá. Mọi người ơi chia sẻ livestream giúp em lên 200 chị gái. Em bắt đầu tặng bộ ga không đồng nhá. Tặng bộ ga không đồng nhá. Cái bộ ga mét 6 còn màu gì? Màu vàng với màu vàng mét 8. Mét 8 còn vàng hồng. Hết rồi đúng không? Còn cốm không? Lấy đi. Chia sẻ livestream em tặng các chị theo bộ ga tặng này nhá. Các chị được chọn này. Ví dụ như là các chị được tặng bộ ga không đồng, các chị sẽ được chọn size giường. Size giường nhà em đang có size của mét 6, 2m, mét 8, 2m và 2m2. Ví dụ như các chị nằm mét 8 thì các chị báo nhà em là tặng cho chị bộ mét 8, được chưa? Các chị nằm mét 6, các chị báo nhân viên nhà em là lấy bộ tặng mét 6. Chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm cho em. Em ơi, chốt đơn cho chị lại 2 áo, 1 áo vậy là như nào chị Hạnh Siro? Là như nào chị gái nhà em không biết. Chị lên cho em mã là xử lý đơn hàng kèm số điện thoại bên em gửi thiếu hay như nào. Có áo phao treo đằng sau, áo phao treo đằng sau chị bún quà mới bán rất nhiều rồi, 195.000 ạ. OK chị gái luôn. Cái này ấy các chị phải bấm chia sẻ nhá. Nhớ giúp em này, quà tặng nhà em Trang bao giờ cũng là tặng thật. Nên là chị yêu nào mình OK mình chia sẻ livestream cho em lên 200 chị gái em bắt đầu chốt mini game mọi người nhá. Và lưu ý giúp em bây giờ mét 62m em xả tặng các chị yêu với giá tiền là 65.000 đồng cả bộ. Comment này. Xả bộ ga và kèm số điện thoại giúp em. Mét 6 là còn màu vàng đúng không? Màu vàng và màu hờ, màu vàng và màu gì? Mét 6 còn nguyên vàng à? Xả bộ ga mét 6 hoặc xả bộ ga chiều nay rồi OK chị yêu luôn ạ. Chiều nay hàng nhà chị mà không gọi được là OK chị gái luôn. Em chào chị Quỳnh Phạm nhá. Các chị lên đơn cho là xả bộ ga và kèm số điện thoại này. Được chưa? Bình thường mọi người đi ra ngoài mua 20.000, 25.000, 30.000 một cái vỏ gối như này. Đúng chưa nào? Tất cả hàng nhà em bên này có váy đằng sau tí em lên hết cho các chị yêu. Bấm chia sẻ lên cho em đi. Cứ đủ 200 chị gái em bắt đầu chốt nhá. Xả bộ ga em tặng các chị với giá 65.000 đồng cả bộ. Lưu ý giúp em toàn bộ là hàng chất cốt tông nhá. Toàn bộ là hàng chất cốt tông. Không phải là hàng xoa đâu. Được chưa? Xả bộ ga em có màu vàng của mét 6 này. Màu vàng của mét 8 này.
Mét 6 em có màu vàng, màu vàng này em có cả mét 6 và cả mét 8. Mét 6 của em chỉ có 65.000 đồng thôi nhá. Lưu ý nghe rõ giá này. Mét 6 chỉ có 65.000 thôi. Mét 8 của em chỉ có 69.000 đồng một bộ thôi nhá. Một bộ của em là một ga hai vỏ gối nằm. Em nói thật luôn, Tết nhất đến nơi rồi các chị này, anh em bạn bè quê các thứ về nhà nào mà chả phải mua cái này. Đúng không? Em xả nghỉ hàng thì mới có cái giá này thôi. 65.000 đồng cho em một bộ. Toàn bộ lưu ý là chất cốt tông. Ok, chị Khánh Yến có xả bộ ga. Chị Sống Sao cho vừa có xả bộ ga. Chị Ma Thị Tiêu có xả bộ ga. Màu này của em là màu xanh cốm nhá. Màu xanh cốm này em chỉ còn nguyên mét 8 thôi. Màu mét 8 em còn thêm cả màu hồng. Mét 8 em có đủ 4 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn. Mét 8 2 mét chỉ có 69.000 đồng cả một bộ thôi nhá. 69.000 đồng cả một bộ đây. Toàn bộ họa tiết 3D như này. Toàn bộ họa tiết 3D đẹp như này các chị nhá. Toàn bộ họa tiết 3D đẹp như này. Các chị yêu comment giúp em là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Mét 8 của em là có màu hồng này, màu cốm này. Đấy chưa? Màu hồng, màu cốm giúp em này. Màu vàng ạ, à, màu vàng nhá các chị yêu nhá. Màu vàng, màu ghi nữa này. Màu ghi ok, chị Hằng Lê có xả bộ ga, chị Phạm Minh Châu có xả bộ ga, chị Tú Anh có xả bộ ga. Đây là màu ghi của mét 6 này. À, màu ghi của mét 8 này. Các chị comment cho em là xả bộ ga 65.000 đồng cả bộ ở đâu bán ạ? Chia sẻ like để em chốt bộ ga không đồng cho mọi người. Bấm chia sẻ lên 200 chị gái. Cái lên cho em là hàng nhà em trang đẹp lắm, sẽ ủng hộ dài dài. Em cảm ơn chị Hương Loan, thank you chị. Không có mét 2, chị Hoa Thủy Tiên có xả bộ ga, chị Ma Thị Tiêu có xả bộ ga 2m x 2 các chị này. Nếu như nhà chị nào nằm giường 2m x 2m2 nhá. Em tặng các chị với giá 75.000 đồng một bộ, 2m x 2m2 luôn. 2m x 2m2 bình thường là giá nó sẽ gấp đôi mét 6 đấy. 2m x 2m2 thì em có màu hồng này. Em có màu hồng này các chị này, em có màu kẻ cam. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn cho em là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Xả bộ ga và kèm số điện thoại, ga chống thấm em còn chị ơi. Đấy em xả các chị này. Có 75.000 đồng cả bộ này nhá. 75.000 đồng cho em là cả một bộ ga như này. Toàn bộ chất liệu là hàng cốt tông, không bay không xù, mà riêng dòng này thì các chị này, ví dụ như Tết nhất anh em bạn bè về mình cất đi xong rồi mình đến sang năm mình lại dùng thoải mái. Mình nằm được cho em là 4 mùa. Nay chị nhận được váy trắng bé mặc vừa đẹp. Em cảm ơn chị Xuân Phạm. Xả bộ ga cho em nhá. Màu này của em là màu kẻ cam. Chỉ có 2m x 2m2 thôi. Kẻ 2m x 2m2 này em có kẻ cam này. Hồng này. Em chuẩn bị qua mã nhá. Em chuẩn bị qua mã nhá. Có áo phao ạ. Các chị lên đâu là xả bộ ga kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 2m x 2m2 chỉ có giá là 75.000. Mét 6 chỉ có 65.000 thôi. Mét 8 chỉ có 69.000 thôi. 69.000 với 65.000. Tội gì các chị không chốt. Đi ra ngoài chưa mua được một đôi vỏ gối đâu. Được chưa các chị yêu, xả bộ ga màu ghi cho nè. Anh ơi gấp lại của em với nhá. Xả bộ ga cho em màu này của em là màu xanh cốm nhá. Màu xanh cốm đẹp lắm, toàn bộ họa tiết 3D như này. Ok, chị Hoa Đá Bé có, chị Hồng Trần Hương có xả bộ ga. Xả bộ ga chị Hồng Hoàng Thị có. Comment giúp em là xả bộ ga chị nào có đơn chiều. Comment là dồn đơn chiều kèm số điện thoại nhá. Comment cho em thêm cái mã là dồn đơn buổi chiều. Được chưa, lên đơn cho em là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Toàn bộ là họa tiết 3D thôi. Được chưa các chị yêu, toàn bộ của em là họa tiết 3D thôi nhá mọi người nhá. Còn chị yêu nào chưa chia sẻ, bấm chia sẻ cho em nào. Chị yêu nào chưa bấm chia sẻ lên cho em nào. Ôi tại sao lại view lại chán thế nhỉ, dạo này view chán ghê nhỉ. Còn chị yêu nào chưa chia sẻ, mình bấm chia sẻ giúp em nhá. Lên giúp em là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Xả bộ ga và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi hôm qua em đặt hàng mà em không có ở nhà. Ok chị gái Thúy Xuân, chị Hoa Đá có ạ. Không ở nhà khó chốt hàng lắm các chị, vì chốt đến lúc các bạn bưu tá cũng không đi giao được. Chốt đến lúc các bạn đi bưu tá cũng khó đi giao hàng ấy. Các chị bấm chia sẻ livestream lên rồi. Bây giờ thôi không tặng được bộ ga để em sẽ tặng váy cho các con nhé. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào? Được chưa? Dài rộng bao nhiêu đủ size giường. Ga thì nó phải theo size của đệm chứ các chị. Đúng không? Nó phải theo size của đệm mới vừa được các chị nhá. Mét 6 2m, mét 8 2m và 2m x 2m2. Hỏi mãi mà không thấy trả lời ạ. À. Em không nhìn thấy comment chị gái nhá. Không nhìn thấy comment đâu, em chào chị gái Quỳnh Phạm. Được chưa? Bây giờ thôi em tặng cái này luôn cho tình yêu là mình chia sẻ nhá. Tặng một cái váy này cho tình yêu là chia sẻ rồi này. May mắn cho em nha, con này lên đơn cho em luôn này. Được chưa? Ok, chị gái Bích Trâm có xả bộ ga, chị Nhâm Đặng có xả bộ ga. Em chào chị Vi Mận nha. Lên giúp em. Cái gì? Hả? Còn áo phao siêu nhẹ của bé 20 cân. Ok chưa các chị? Em chào chị gái Hoàng Ngọc có 28 cân á, 28 cân chắc em chỉ có mẫu parka dài thôi. Ok ạ, lên đơn cho em mã này luôn, xả bộ ga cho chị Phương Nguyễn, mét rưỡi à. Ok chị gái luôn, lâu quá không vô coi like. Em chào chị gái Kim Anh nhỉ. Ô view chán ghê cơ các chị ạ. Thôi bấm chia sẻ lên cho em nha, cái này lên cho em luôn này. Là tặng quà xinh gạch ngang số điện thoại nhớ nha. Chị yêu nào chia sẻ rồi mình nhận comment. Xong rồi tí nữa chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nha. Tặng tình yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất sang đây các chị yêu nhé.
nay chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em gửi tặng một cái khăn. Khăn này nay bị bom về này. Được chưa? Tặng bộ ga ok chị gái Mỹ Vân. Cái này các chị comment cho em là tặng quà sinh cái ngang số điện thoại ghim chị thứ 6 nhá. Ghim chị gái thứ 6. Ok, chị Hoàng Lan lên đầu tiên mất rồi, chị Cải Tây lên thứ 2. Được chưa? 30 phút đầu like đi, 45 phút đầu like đi, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em gửi tặng cái con khăn này nhá. Được chưa? Chị Cải Tây lên thứ 2, chị Đinh Nhiên lên thứ 3. Chị Hoa Đá lên thứ 4. Chị Tập Sống Khác lên thứ 5. Ok, em chúc mừng chị gái Quỳnh Phạm lên thứ 6. Tất cả quà tặng nhà em đều ghi tên trực tiếp trên màn hình. Không tặng ảo nha các chị yêu này. Tặng cho chị Quỳnh Phạm. Em chào chị gái Tú Anh. Tất cả nó đều là 1m8, em nhìn hết rồi. Có mỗi cái bộ màu ghi này nó không có size này. Không thấy có size giường. Còn đâu tất cả của nó đều là 1m8, kẻ cam là 2m2. Thế em lộn ra chứ. Ok chưa các chị yêu, bây giờ em xả tiếp này mọi người. Bấm chia sẻ live stream cho em nhá. Váy treo trên đằng sau của em là 149.000. Chị Quỳnh Phạm đấy, số điện thoại đấy. Váy treo trên đây em lên luôn cho các chị cái set váy treo trên này. Vẫn còn đủ size đúng không? Ok chưa mọi người, cho chị xem pack ca bé trai rồi. Ok chị gái luôn, pack ca bé trai chốt lại. Hôm nọ chưa chốt được à? Hôm nọ chốt mà lại không đi đơn á. Ủa, thế chắc là hết hàng. Em chào chị gái Huỳnh Minh Thơ nhá. Mỗi chị lên like bấm lại cho em xin lượt chia sẻ. Set áo này của em các chị lên đơn cho em luôn này. Ui giời. Set này thì bán gọi là tứ quang giờ nó chỉ còn tầm 2, 4, 6, tầm khoảng 10, 20 set thì đấy nữa thôi. Các chị nhá, còn tầm khoảng hơn 10 set thôi, cũng không đến 20 set đâu cái set này ấy. Các chị lên đơn giúp em mã này luôn đi này. Đẹp quá, mã này của em ấy. Bán tặng kỷ niệm các bé lốt 147.000. 147.000 set này các chị yêu lên đơn cho em, chỉ còn màu này sang lắm. Em chốt được các bé từ 15 cân đến 25 cân này. 15 đến 25 cân comment giúp em mã này luôn. Đẹp chưa ạ? 15kg đến 25kg nha các chị nhá. Đến 25 cân thôi. Chốt đến 25 cân, em chào chị Lê Lan nha. Các chị lên đơn cho em set váy này luôn là gì nhỉ? Mã này của em sẽ đặt mã cho các bé là M1 kèm số điện thoại cho em. M1 kèm số điện thoại nhá. Xả tặng các bé luôn 147.000. 147.000 comment cho em là M1 và kèm số điện thoại 147 nha các chị yêu nhá. M1 cho em và kèm số điện thoại 147.000 đồng một bộ ạ. 147.000 đồng một set nhé. Các chị lên đơn cho em là M1 kèm số điện thoại. Size từ 15 cân đến size 25 cân. M1 147. Cho em xin phao siêu nhẹ với sao bắt ca bé đi. M1 kèm số điện thoại cho em 147 nhá. Đây này còn đúng một cái này này. Đó, còn mấy cái những cái linh tinh này em xả tặng lốt các chị yêu này. 90.000. M1 cho chị Vi Mận một cái. Bắt ca bé gái đằng sau á. Bắt ca bé gái đằng sau của em là 195. Đây các chị lên đơn cho em con này là M2 đi. M2. Cái này dành cho các chị đến 60 cân. M1 cho chị Kim Ngân Phạm có đơn, cho chị Vi Mận có đơn. Cái này lên đơn là M2. Tặng luôn các chị 90.000. Tặng luôn các chị 90.000 gió thô. Cái này em có một vàng, hai cam. Một vàng, hai cam và một màu đen nha các chị yêu nhá. Và một màu, hai màu đen. Các chị lên đơn cho em má này luôn là M2. M1 chị Hoa Thủy Tiên để lại số điện thoại giúp em. M2 kèm số điện thoại cho em 90.000 đồng một cái. Áo này của em là gió thô, con này em nhập vào 120.000. 120.000 đấy, bây giờ em còn ít em nó toàn kiểu bị lẫn đấy. Em xả lốt các tình yêu mình với giá 90.000. M2 cho em có hai cái màu đen nhé các chị nhá. Hai cái màu đen này, một cái màu vàng và hai cái màu cam. Cái tân ba bông hoa em còn ít chị ơi. Lên đơn cho em là M2 kèm số điện thoại. M2 45 cân cho các chị đến 65 cân. À 60 cân quay đầu thôi, 45 cân cho các chị đến 60 cân. Comment cho em là M2 kèm số điện thoại nhá. Xả tặng các chị yêu với giá là 90.000 đồng, đẹp lắm. Mẫu này mặc tuyệt vời. Thế chưa? Cái này lưu ý giúp em là gió thô. Gió thô nhá mọi người. Đấy, các chị lên đơn cho là M2 để hôm nay em mặc linh tinh mặc quần ở nhà ấy. Chị yêu nào chốt M2 comment M2 cho em. Chị yêu nào chốt M2 comment M2, em ghi M2 đi. M1. Ok chị gái Ngô Thị Thanh Bình có. Pa ca của bé còn ít lắm, pa ca của bé gái thì còn ít. Lên đơn là M3 luôn. Lên đơn cho các chị là M3 luôn. Cho em xem áo ấm bé trai lại rồi. Ok chị, có cách tân có ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M3 còn đúng một cái này, M3 còn đúng một cái. Cái này khoảng tầm 25 đến 28 cân, 25 đến 28 cân 69.000, comment M3. Comment cho em mã M3 còn đúng một cái thôi nhá, còn đúng một cái M3 kèm số điện thoại. M2 cho chị Vân, M2 của em là size từ 12 cân trở đến 25 cân. Ok chị Lê Mary có M2. M2 của em là 45 cân đến 60 cân. Lên đơn cho em con này là M3 còn đúng một cái thôi này. Hàng này trước em bán 109 đấy, bây giờ em sale các chị 100. Sale cho các chị này. Hàng này trước em bán là 109 đấy, anh ghi tặng cho chị Quỳnh Phạm xong chưa? Em bỏ ghim nhá, bấm chia sẻ lên cho em nhá mọi người. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M3 kèm số điện thoại một cái duy nhất thôi. Xả tặng luôn các con với giá 69.000.
xả tặng luôn các con với giá 69.000, đúng một cái. Ok, M3 chị Vân Khanh, M2 chị Mi Tuyết, màu cam. Chị Lê Mary có, còn chị yêu nào chốt M2 lên M2, M3 lên M3 cho em nhé. Đây lên nó các chị này, cái hình như hôm qua không lên mã LA này đâu đúng không? Tại vì ở kia là thấy chốt cái áo mà có chữ đằng trước nhiều lắm. Cái đơn chưa nhặt kìa. Cái này các chị lên đơn là M4, nhưng mà chỉ còn từ size L trở lên thôi. Không có hàng gì về giờ này nữa đâu các chị. Không có hàng gì về giờ này nữa rồi. Bây giờ chỉ còn ít nào nữa, em thanh lý ít đấy thôi. Thanh lý thôi, cố gắng thanh lý tầm 2-3 hôm nữa là em nghỉ Tết nhá. 2-3 hôm nữa là em hết hàng là em nghỉ. Mà tất cả các cái đầu vào bây giờ nó cũng nghỉ hết rồi các chị. Nhập vào bây giờ còn toàn những cái hàng tồn, nói thật sự luôn. Những cái hàng tồn mà chả xốp nào nhập ý thì mới có thôi. Chứ còn bây giờ không có hàng đẹp nữa đâu. Nhà nào còn ít nào là các chị chốt bạn ít đấy thôi. Ok, chị Kim Liên có này. Em chào chị Anh Vũ nha. Các chị lên đơn cho em con này là M4 cho em. Được chưa ạ? 25 cân đến 40 cân. Nhưng mà cái này số lượng còn ít nhá. Cái này số lượng còn cực kỳ ít luôn. Được chưa ạ? M3. M3 hết rồi chị ơi. Đây con comment cho em mã này là M4 đi nhá. M3, M4 cho em và kèm số điện thoại. Được chưa ạ? 25 cân. Không còn size bé đâu. 25 cân cho đến 40 cân. Đẹp tuyệt vời. Cái này nó không quá dày nhưng mà rất là ấm. Bởi vì chất bên ngoài của nó là chất kaki mềm. Bên trong là nót lông. Bên trong là nót lông giữ nhiệt cho các con rồi nhá. Mọi người lên đơn cho em con này là M4. M4 cho em còn khoảng 10 cái thôi. Chứ không đến 10 cái đâu. Còn từ size L trở lên, size M em hết. Mẫu này size bé em hết này. Mẫu này em còn từ size L trở lên. Mẫu này, mẫu paca này mặc quá đẹp luôn. M4, 195.000 đồng một cái. M4 bán đồ đỏ phía sau. Ok, chị Ngô Tuyết lên cho em con này là M4. Bấm chia sẻ livestream giúp em nha. M4 cho em ạ, đẹp xuất sắc như này. 195.000 đồng một cái. Bây giờ giá nhập vào là không có hàng. Không có để nhập với các chị yêu. Mã hàng này của em là M4 còn khoảng 10 cái nhá. Còn khoảng 10 cái, thật sự luôn là với lượng hàng nhà em bây giờ thì sale tầm 2-3 ngày nữa là em hết, là em sale trực tiếp tại nhà nữa thôi. Các chị lên đơn cho em con này là M4 kèm size, kèm số điện thoại cho em. Từ 25 cân, còn được chục cái nhỉ? Không, chắc không còn chục cái đâu nhá. Chắc không còn được chục cái đâu, xả tặng lốt các con với giá 195.000. Đây này, cái này còn 2 cái đâu một cái rồi nhỉ? M4 cho em và kèm số điện thoại. Đây, mẫu áo của bé trai, áo gió của bé trai đây xả 90.000. Đây này chị M4 cho chị Vũ Thảo một cái ở ẩn comment là có đồ lam đây. Các chị này em xả tặng luôn các chị yêu. Cái này em có size đến 40 cân, 25 cân, 20 cân đến 40 cân. Comment M5. Đẹp lắm, hàng này ngày trước em bán 109 ấy. Bây giờ em sale luôn các chị là 90.000. Comment M5. M4 cho chị Hoa Nguyễn có. Hả? M4 là còn từ 25 cân đến 40 cân. Sao không thấy hiện comment của mình? Chị Vân Khanh bây giờ mình nhìn thấy đấy. 195.000. Comment cho em mã này luôn là M5. Chị Hằng Lalo, lúc chiều cứ đợi điện thoại mà không thấy sốc gọi lại á. Ok chị yêu. Cái này tại vì lúc chiều nay nhà em có khách xỉ đến lấy hàng. Đó. Đây các chị nhìn cho em mã này này. M5 cho em và kèm số điện thoại. 90.000, hình như cái này còn tầm 5 cái. Ở ngoài Ngọ bảo còn đúng không mã này ấy. Mã này của em là M5, 90.000 một cái. Đây chị Anh Vũ chốt cho các bé cái mã này này, đẹp. Chờ lên cho em M5 kèm số điện thoại nhá. M5 kèm số điện thoại cho em 90.000. Trang còn cách tân bé gái màu hồng không em? Hình như là còn đó chị. Lên cho em con này là M5 nhá, 90.000 một cái, 90.000 một cái. M5 đen ghi cho em. M5 nói chung ngày mai, đây này, màu ghi này em còn size to này. Màu ghi này em còn size đến 45 cân này. Màu ghi này em còn size đến 45 cân. M4 size to nhất là 40 cân. Các chị lên đơn cho em con này là M5, 90.000 nốt. 90.000 nốt nha. Mẫu này chiều nay rõ ràng thấy 2 cái mà không biết là giờ thấy đâu rồi. Cái mẫu này của em là còn này. Các chị yêu lên đơn một cái duy nhất thôi, không đọc tên. Cái này của em còn một cái em không đọc tên này. M6 cho em, 12 đến 14 cân. M6 98.000. M6 kèm số điện thoại một cái duy nhất thôi nhá. 96.000 cho em. M6 là 96.000. Đấy này, một cái duy nhất này, 96 này. Comment cho em là M6. Để em xem là còn cái Mickey cam này, hình như qua chốt hết rồi đúng không? Hả? Áo gió vừa rồi là 90.000 nốt. Thả nốt cho nó gọn gàng. Đây lên tiếp với các chị này. M5, M6 rồi à. M6 cái áo kia rồi phải không? M6 cho em, 96.000. Đấy, bây giờ cứ còn gì nữa em xả nốt cho em siêu nhẹ của bé đi. Thảo Nhi mà ok các chị yêu M6. Em chào chị gái Mưa Nguyễn nhá. Đây các chị lên đơn cho em con này là M7. Cũng chỉ còn size to thôi. Cũng chỉ còn size từ 25 cân. 25 cân cho em cho đến các bạn tầm 40 cân. Các chị lên đơn cho em con này là M7 cho em và kèm số điện thoại. M7 đúng không anh? M7 kèm số điện thoại cho em. Bấm chia sẻ giúp em nha mọi người. M7 kèm số điện thoại, em xả tặng các bé lốt với giá 195. 25 cân, 25 cân đến 40 cân. Comment cho em là M7. Cái chữ LA này theo nhá, comment là đây là áo LA. Được chưa, em chào chị gái Vũ Uyên. M6 ok chị yêu luôn. Lên cho em con này là M7.
M7 này ngày mai nhặt luôn, anh ơi ít lắm. M7 cho em, M7 ít lắm nhá. M7 kèm số điện thoại 195. M7 cho chị Hương ra một cái. M6 em không đọc tên nhá. M7 cho em và kèm số điện thoại này. M7 và kèm số điện thoại cho em. Cho em xin áo siêu nhẹ của bé đi. Bây giờ sale áo siêu nhẹ của bé luôn. Sale áo siêu nhẹ của bé luôn. Bộ 23 này vẫn còn đúng không anh? M6 là 96.000. 96.000 đấy, xả lốt 96.000 đấy. Chồng em còn bất ngờ hỏi giá cơ. Lên đơn ạ, hôm trước em mua hàng mà không thấy gọi điện chốt đơn, chị Hồng Hạnh lên mã ạ. Lên chưa cho em là chưa gọi điện chốt đơn, chị nhớ mã không? M7 chị Lưu Thị Mai có. M7 cho em, M6 em không nhận hàng nữa đâu. M6 em không đọc tên, ngày mai chị nào có đơn bên em ưu tiên chốt đơn trước. Thế này các chị lên đơn cho em mã này luôn là bộ bát. Bộ bát kỷ niệm các chị luôn 39.000 ạ. À, bộ bát 39.000 đồng 2 bát. Các chị nhanh tay, cái mẫu này là vừa được chuyến cuối cùng. Hàng quà tặng nhá, hàng đồ tặng Tết. M7 cho chị Hồng, Hồng Tái Lê có, chị Lưu Nguyệt Mai có. À, chị Lưu Thị Mai có, cái này ẩn comment quá luôn á. Mấy ngày hôm nay không hiểu tại sao Facebook kiểu gì. Các chị lên đơn cho em con này là bộ 2 bát và kèm số điện thoại cho em. Bộ 2 bát và kèm số điện thoại giúp em. 39.000 đồng, 39.000 đồng cho em bộ 2 bát nhá. Các chị nhìn cái chất xứ của nó này. Đi ra ngoài mua 40-50.000 một cái bát tô rồi đúng không? Đó, cái này còn có lắp đậy luôn. Các chị lên đơn là bộ 2 bát và kèm số điện thoại cho em. Bộ 2 bát và kèm số điện thoại nha, 39.000 đồng. Em còn tầm 2-3 bộ thôi. Còn tầm 2-3 bộ ưu tiên các chị đi kèm vào đơn. Được chưa? Lên đơn cho chị nào xác định mình chốt mình chốt nha. Vận chuyển cái này nó cực kỳ khó. Lên đơn cho là bộ 2 bát kèm số điện thoại. Bộ 2 bát kèm số điện thoại cho em. Áo đỏ đằng sau không có 17 cân nữa rồi. Áo đỏ đằng sau hôm đầu nó có đến 22 cân, hiện tại hết hàng. Lên đơn là bộ 2 bát kèm số điện thoại. Ok chị Hoa. Hoa đá hoa có bộ 2 bát, comment cho là bộ 2 bát. Hôm nay chị nào mua cái áo siêu nhẹ này được giảm giá sâu luôn này. Được giảm giá, được sale giá sâu luôn này. Được chưa? Chị ơi qua đặt rẻ 5 màu hồng chị ạ. Ok chị Thúy Trần lên, chị Thúy Xuân lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại cho em. Em nhận được hàng rồi, chất đẹp dã man luôn ạ. Em cảm ơn chị Phạm Thanh Thúy nhá. Cảm ơn chị gái. Đây, con áo này em sale luôn cho các bác luôn. Còn size từ 14 cân đến 24 cân nữa thôi đúng không? 14 cân đến 24 cân. 14 cân đến 22 23 cân nữa thôi. Hết size to. Chị nào nhanh tay có đơn này sale lốt cho các chị cho nó hết nhá. Bộ 2 bát cho chị Lê Hường có đơn. Chị yêu nào chốt cái mã lên đơn là M8 phải không anh ơi? M8 phải không? M8 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? Có size cho các bé từ 14 cân cho đến 22 cân, 23 cân. Chị Lê Hường bộ 2 bát. Chị Lê Hường có đơn rồi, bộ 2 bát có rồi. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M8. Mẫu này thì không phải bé mặc đâu, kể cả chị em mình mặc những cái dòng siêu nhẹ này, gọn người và cực kỳ đẹp. Lên cho em mã này luôn là M8 kèm số điện thoại, em nhận đơn. Em xả nhá. 159.000 đồng, giá này chưa bao giờ có luôn. Được chưa? 159.000 đồng comment. Ok chị Mi Tuyết có bộ 2 bát, lên đơn cho em mã này luôn là M8 kèm số điện thoại. M8 em có màu đen, màu rêu, màu xanh than, màu vàng. Được chưa? Màu vàng. Các chị yêu lên comment cho em mã này là M8 kèm cân nặng, kèm số điện thoại, em nhận đơn 159.000 đồng cho em. Cái mẫu này em còn nhiều em xin phép xả lốt nhá. Xin phép xả lốt cho em. M8 áo đen kia, áo đen kia đến tầm 23 cân cho chị. 16 đến 23 cân là còn size hết sạch size to. Nói chung về cứ hết size to trước các chị nhá. Mẫu đấy em cũng bán mấy hôm rồi. Các chị lên đơn cho em con này là M8 đi. M8 cho em ạ. Cái này 23 cân mặc ok, đẹp lắm. 23 cân 7 tuổi thoải mái cho em. M8 cho em, ok chị gái Huế Ngô có M8. Chị Hoa Nguyễn có M8 cho em. Cái này không còn 25 cân rồi, chồng em báo còn 23 cân thôi. Còn đến 23 cân, hàng này 25, 26 cân hết hàng. Mẫu này nếu như size đợt trước em bán của nó là size đến 26 cân đấy. M8 và chị Hoa Thủy Tiên có đơn. Em tặng các chị luôn là 159.000 đồng ạ. M8 cho em ạ. Mặc cực kỳ đẹp nhá cho chị Mi Tuyết ạ. Trang ơi còn áo cổ lợ, dạ còn chị nhá. Lần trước bán 19.000 không còn chị ơi. M8 cho em ạ, màu đen ạ. M8 cho em màu vàng ạ. Các chị lên đơn là M8 ạ. Và kèm số điện thoại cho em ạ. M8 em có màu hồng ạ. 14 cân nha các chị nhá, đến 23 cân ạ. M8 màu xanh than ạ. M8 màu rêu ạ. M8 cho em và kèm số điện thoại nhá. 159.000 đồng một cái ạ. Em chào chị gái Khương Ngân, lên giúp em con này là M8. Đây các chị này mũ của nó bo như này nhá. Chị yêu nào chốt M8 comment giúp em là M8 kèm số điện thoại. 159.000. 159 nó còn lẻ quá, 159. Áo đen của em có đến 3, áo đen của em chắc chỉ còn đến 20 cân thôi. À, vì lần trước chốt A36 mà không biết shop còn nữa không á chị. Chị không nhớ đâu, chốt lại hàng cho em đi. Nhà em gọi hết đơn, những cái đơn hàng mà trên 100.000 là chắc chắn nhà em gọi hết. Trên 100.000 là chắc chắn nhà em gọi hết. Cho em xin cái áo quận 19.000 đi anh ơi. Đây các chị lên đơn cho em áo này luôn là M9, 19.000 đây các chị hỏi đây đúng không? Ngày mai chốt bé trai hoặc bé gái giúp em nhá. 8 cân cho em.
8 cân cho đến 18 cân là còn size. Còn màu trắng thì em còn size từ đây rồi. Màu trắng thì em còn size từ 18 cân. Màu trắng này thì em còn size từ 18 cân đến 35 cân. Comment cho em là M9. Cái này à, 19.000 nhưng mà chất lượng cực kỳ luôn nhá, chứ không phải 19.000 mà mặc một lần vứt đi đâu. 19.000 nhưng nó dày, nó mịn cực kỳ luôn. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M9 kèm số điện thoại, 19.000 đồng một cái. Đây. Các chị em này, em ôm cái này thật sự luôn, nó quá nhiều, 8 cân nhá. 8 cân cho đến 18 cân. Em nhìn rồi, áo đẹp lắm, áo phao lỗ à, ok chị gái luôn, lên kiểm lên cho em nào. À gửi về em đổi cho. Shop gọi chốt đơn những mãi không thấy hàng. Ok chị Vi Mận lên mã là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. M8 ở chị Nguyên Nguyên, ok chị yêu. Còn váy công chúa, váy công chúa lúc nào cũng bán mà. Các chị lên cho em con này là M9 cho em. Được chưa? Em tặng các chị luôn 19.000 nha. Ngày mai chốt bé trai bé gái. M8 là chị Mi Tuyết có, M9 là chị Huế Ngô. Áo cuộn này chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Anh Vũ nhá. Lên cho em con này là M9. Các chị lấy bao nhiêu cái cũng ok. Được chưa? Lấy bao nhiêu cái cũng ok. Trên mã này em còn nhiều. Em xả tặng lốt các chị là 19.000 đồng cho chị cải tây, ok chị gái luôn. M9 kèm số điện thoại. M9 là chị Phạm Minh Châu có M9. Đây comment cho em là M9 kèm size kèm số điện thoại nha. 19.000 đồng một cái. 19.000 đồng bé trai bé gái mặc ok trên mã này. Ví dụ như 18 cân cho đến 35 cân là nhà em chỉ còn màu trắng thôi đúng không? Chỉ còn màu trắng là còn từ 18 cân đến 35 cân thôi các chị nhá. 35, 37 cân vẫn ok. Lên đơn cho em con này là M9 ạ. M4 là cái gì đấy anh? M9 và kèm số điện thoại giúp em. Lò A vàng của em là 195. Lên cho em con này là M9 kèm số điện thoại nhá. 19.000 đồng một cái. Đấy, em chốt gọi là cứ chốt tặng rẻ các chị ạ. Phao đen ạ, M9 cho chị Maria Huệ có đơn ạ. Comment cho là M9 nhá. 19.000 đồng ạ. Chị Hoa Thủy Tiên có M9. Chị Lê Hường ok ạ. Chị Nguyễn Hương Giang có M9 hai cái luôn ạ. Cái này lên đơn là M9 kèm số điện thoại cho em nhá. Áo này em nhận rồi 19.000. Nói họ không tin, chất đẹp lắm. Ủa em cảm ơn chị gái. Cảm ơn feedback của chị gái Thanh Hoàng nhá. Em nói thật luôn là em cứ bán cho các chị như này này. Ok chị Hằng có đơn. Ví dụ như là không phải 19.000, nếu như 19.000 mà các chị mặc 1 đến 2 lần vứt đi ấy, thì nó thành đắt đúng không? Nhưng 19.000 đồng của nhà em đã bảo rồi, các chị này nó dày, nó giãn, nó mịn lắm. Nên là các chị ok hàng thanh lý mà. M9 cho chị Kim Ngân Trần có, em nhận được áo rồi, ok chị gái luôn ạ. Lên cho là M9 kèm số điện thoại. Áo rút dây đỏ đằng sau có mũ có lông. Cái hôm đấy chị gửi cho em ở đây Hà Vi. Lên cho là M9 ạ. M9 cho chị Thảo Vi 18 cân, ok chị Thanh Hoàng, chị Thảo Hoàng có đơn M9 nhá. Comment cho em là M9 kèm số điện thoại. Áo nữ này còn ít à? Đây này giống chất của bé nhưng mà là hàng của nữ này. Cái hàng này từ 40 cân đến 53 cân. 40 đến 53 cân cho em comment M10, 19.000 nốt thôi các chị yêu. Còn duy nhất hai màu, cái này là của nữ nhá. 19.000 đồng một cái, comment. Ơ chị gửi cho em từ hôm đầu, hàng hôm đầu lên nó đủ màu mà bây giờ nó hết hàng rồi. Cái đấy còn ít lắm. Cái này các chị lên đơn là M10. Em còn hai cái màu rêu với cả còn 5 cái màu vàng, em tặng luôn các chị với giá là 19.000 đồng. Comment cho em là M10 không bao giờ bị bai bị xù gì hết. Riêng dòng này các chị nhá, mặc gọi là tẹt tèn ten cho em. Lên cho em là M10 kèm số điện thoại. 19.000 nốt cho các chị yêu. Bấm chia sẻ lên cho em nào. M10 kèm số điện thoại, đây em đang để trái này. M9 là chị Hoàng Ngọc, có chị Phạm Phương, ok chị. Chị nào có đơn hồi chiều comment dồn đơn chiều cho em. M9 là chị Diễm Quỳnh có. Cái này lên cho em là M10 kèm số điện thoại này. M10 và kèm số điện thoại giúp em Trang. Giá tiền của nó sẽ là 19.000 đồng một cái. 40 cân cho đến 55 cân. Ok chị yêu, M10 kèm số điện thoại. M10 kèm số điện thoại. Cái áo gấu anh ra xem còn không. M10 cho em ạ, ok chị gái. M10 cho chị Hương Dinh một cái. Comment cho em là M10 kèm số điện thoại nhá. 19.000 đồng. 19.000 đồng áo gấu anh xem còn cần quán nào không. Cái mã này màu xanh hết à. Đây paka của bé trai đây. Paka của bé trai đây. M10 chị Hằng Nano có, M10 chị Thảo Hoàng có. Comment cho em là M10. 19.000 đồng một cái. M10, 19.000 đồng một cái cho em. Để cho có đồ bé trai đây. M9 cả trai cả gái đều mặc được. Đúng rồi chị ơi, nó đơn giản mà. M10 chị Vân Nguyễn Vân có. M10 chị Lê Lan có. Ok chị Phạm Minh Châu dồn đơn hồi chiều. M10 chị Heo Sinh có. Chị Phạm Khánh Hà có. Chị Maria Huệ có. Đấy nó ẩn comment, em cứ phải thoát ra em vào lại mới đọc được comment này. Chị Phạm Thanh Thúy có M10. Chị Hải Hoàng có M10. Comment cho em là M10 kèm số điện thoại nhá. 19.000 đồng. Tiếp tục cho em mã này luôn là M10 đúng không? M11. M11 cho em chỉ còn từ 10 cân thôi. 10 cân đến 14 cân. Comment M11 tặng luôn các chị 165.000. Hàng này vừa nhẹ nhá. Ok chị Hải Hoàng có, chị Hạnh Giáp có. Đây các chị lên đơn cho em nhìn cho em này. Cái này của em nó nhẹ như không luôn ấy. Đó, nhẹ, đẹp cực kỳ. Comment M11 cho em nhưng mà còn toàn size bé rồi, size to các bạn ấy chốt hết rồi. Các chị yêu lên giúp em con này là M11 cho em và kèm số điện thoại ạ. 165.000 nhá. 165.000 bộ mát ok chị gái luôn ạ. M11 cho em và kèm số điện thoại này 165 nhá.
165.000 một cái ạ. M11 màu hồng này, M11 màu đỏ, chỉ còn 2 màu thôi. Chị yêu nào chốt M11 comment duyên là M11 kèm số điện thoại. 10 cân cho đến 14 cân. Màu đỏ này thì chỉ còn 10 cân, 10 đến 12 cân rồi đúng không? Màu đỏ này chỉ còn 10 đến 12, 13 cân. Còn màu hồng này thì còn từ 12, 13 cân đến 14 cân này. Để chưa các chị yêu? 11 đến 14 cân cũng ok. Các chị lên đơn cho em mã này bởi vì tay nó thun. Lên đơn cho em con này là M11 kèm số điện thoại. Chị heo sinh có rồi. M11 kèm số điện thoại cho em. Để trả giá cho lốt cho các chị yêu cho nó nhanh gọn nhẹ là còn 165.000. Comment dưới là M11 và kèm số điện thoại nhá. M11 và kèm số điện thoại cho em. Cho em xin cái quần lót nỉ bé trai đi nha. Đây quần lót nỉ của nam này. M11 và kèm số điện thoại cho em. Trang còn bộ nỉ nam. Còn chị yêu ơi, còn mà chất đẹp lắm luôn ấy. Riêng rằng dòng nam nhà em các chị cứ yên tâm mà mua. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng, may xấu chất xấu em nhận về. Riêng hàng nam này form đẹp, chất đẹp và may cực kỳ đẹp cho em. Ok chị Hồng Thắm có M11. Comment ra là M11 kèm số điện thoại 165 nhá. Bây giờ lên các chị mã này là M12. Cái này hôm nay hơi ngọ nó báo còn sai đến 75 cân à. M11 cho chị My Kiều một cái. À cho chị Hoàng Kiều một cái. Ok chị, cho em xin cái quần lót lỉ của bé với cả combo quần vào đây đi. Em xả tặng luôn các chị nào có bé bé nhỏ nhỏ. Được chưa? Đây các chị lên đơn cho em con này là M12 này, 128.000 đồng. M12 của em đây mọi người nhìn cho em này. Quần lót lông dành cho các anh, các ông. Đấy các chị mua có thể mua cho chồng, cho bố chồng hoặc là cho bố mình thì cho bố đẻ mình thì ok. Cái mã này rất là đẹp luôn. Cái này bây giờ em chỉ còn size từ 50 cân đến 70 cân thôi. Hết size 80 cân nhé mọi người. Hết size 80 cân mà ngày hôm qua em về 200 quần mà hôm nay nó hết sạch size 80 cân. Các chị yêu ơi, được chưa? Lên đơn cho em con này là M12 và kèm số điện thoại 128.000 đồng. 128.000 đồng M12. Đấy mua tặng gọi là mua cho ông, các ông mỗi ông cái. Mua cho chồng cái, một hai cái, mặc gọi là những cái buổi mà đi đêm hoặc là đi buổi sáng vào, các chị yên tâm luôn. M12 cho em, M12 chị Vũ Thảo có, chị Lê Mai Phương có M12, M9 cho chị Thuần Nguyễn, ok. Lên đơn cho em con này là M12, có size nhá, hàng đầy đủ size, không phải free size, một size đâu mọi người nhá. Hàng đầy đủ size các chị luôn với giá tiền của nó là 128.000, M12 và kèm số điện thoại, M12 cho em và kèm số điện thoại nhá. Quần tất lỉ người lớn còn hay sao chị ạ? Lên đơn cho em con này là M12 và kèm số điện thoại cho em 128.000, 128.000 M12 nhé, 112 kèm số điện thoại cho em 128.000 đồng một cái. Rồi tiếp lên các chị M13 này, M13 em tặng các chị luôn 99.000 đồng 5 quần, 5 cái các chị yêu ạ. Đây là toàn bộ hàng gáp kít, chất của em là chất cốt tông 100%, không bay không xù vải. Nếu như dòng gáp kit này mà bay mà xù lần năm sau không bán hàng các chị nữa. Để cho con này của em mặc cực kỳ sướng đời. Ok chị Thảo My có đơn, cái này lên đơn cho em mã này luôn là M13 kèm số điện thoại. Cái này em có đủ size cho các bé nhá, nhưng mà nó không đủ màu đâu. Ví dụ như các chị 99.000 đồng 5 quần, em sẽ lấy các chị các hình khác nhau thôi, chứ nó không đủ 5 màu khác nhau, nó chỉ có 4 màu thôi nhá mọi người nhá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M13, đủ size cho các bé từ 8 cân cho các bé đến tầm khoảng là 18 cân 5 tuổi. Em xả tặng các chị yêu là 99.000 đồng 5 quần. Ok chị là Lan Lịnh có đơn, lên đơn cho em mã này luôn là M13. 8 cân cho đến 18 cân 5 tuổi em nhận đơn. 99.000 đồng cho em là 5 quần. 99.000 đồng cho em là 5 cái. Các chị nhá, 99.000 đồng giúp em là 5 quần. Lên đơn cho em mã này luôn là M13 và kèm số điện thoại. Hoan hỉ cho em nhá, riêng cái dòng này các con mặc quanh năm. Thật sự luôn là ví dụ như đến tầm tháng 7, tháng 8 là các con đã phải mặc quần dài rồi, đúng không? Tháng 7, tháng 8 sang thu một cái là mặc quần dài, cho đến hết mùa xuân, hết qua Tết nha, qua hết tháng 1, tháng 2, tháng 3 bắt đầu nóng thì thôi. Chứ riêng cái quần này, quần cốt tông này lúc nào các bé cũng cần mặc, mặc đi ngủ các thứ khỏi lạnh chân. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này luôn ạ, là M13. Hết rồi hay là hết nhỉ chị Jose? M13 chị Thuần Nguyễn có, chị Phạm Thị Trang có M13. M13 cho em và kèm số điện thoại nhá. M13 chị Hằng Mon có 99.000 đồng giúp em là 5 chiếc. Bé gạo nhà em đi ngủ ở nhà toàn bộ mặc hàng này hết. Kể cả những cái ngày mà các con đi học trời lạnh lạnh buổi sáng ấy, sang thu một cái là các con toàn bộ mặc cái dòng này. Nó tiện lợi cực kỳ luôn. M13 cho em ạ, cho chị nào nữa đây ạ? M13 cho chị Ngô Diễm Tình có. M13 giúp em nhá, 99.000 đồng các chị có hẳn 5 cái. Hẳn 5 cái quần như này cho các con. Được chưa ạ? Đa số là các con mặc những cái quần dài chất cốt tông này, vừa mặc ở nhà mặc đi ngủ này. Chưa ạ? Vừa mặc ở nhà mặc đi ngủ mà mặc cái quần legging này thì kiểu gì các con phối với kiểu gì cũng đẹp cho em. M13 99.000 đồng cho em là 5 cái. Còn quần tất của bé không nhỉ? M12 cho chị lừa fan. Ok chị gái luôn. Lên tiếp cho mọi người mã này luôn là M14. Đâu yếm đâu, em còn ít này. Còn ít yếm em xả tặng lốt các chị yêu này.
Comment thôi em mã này luôn là M14. M14 em tặng luôn các chị 35.000 đi. 35.000 không phải là một cái đâu. Cái này em còn size từ 8 đến 12, 13 cân. 8 đến 12 cân các chị lên đơn cho em mã này luôn là M13. M13 cho em. M14. M13 quần M13 có không có 25 cân đâu chị yêu ơi. Cái lên đơn cho em là M14 cho em. Được chưa? Đây này cả một set như này 35.000 ấy ạ. Không phải là nguyên một cái yếm đâu. Chất đẹp lắm, không bay không xù. Các chị mua nguyên cái áo này bên ngoài đã 50-60.000 rồi. Trời, bên ngoài của nó là chất vải mì. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M14 nhá. Cái này em còn size đến 13 cân này. Được chưa ạ? M14 cho em, bé trai bé gái đều mặc hoan hỉ cho em mã này, ok hết nha. M14 và kèm số điện thoại em lên đơn 35.000 đồng một cái. 35.000 đồng là cả set luôn. Được chưa ạ? 35.000 đồng cho em là cả set. Cái này mặc cưng ơi là cưng luôn. M14 cho em còn mấy cái thôi nhá. 8 đến 13 cân. Được chưa ạ? Còn mấy set thôi các chị yêu ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là M14, cách số điện thoại cho em. M14 và cách số điện thoại cho em nha. Còn 5 hay 6 set gì đấy thôi. M14 là chị Hàng Mon cho chị Cà Chua, cho chị Ma Thị Tiêu. M14 cho em có 35.000 thôi. Em xảo là cái này em nhập vào 40 mấy nghìn đấy. M14 cho em ạ. Đấy, yêu ơi là yêu luôn. Các chị nhìn cho em này. M14 giúp em nhìn cái chất của nó này, dày đanh mịn. Cái này em còn 5 set nha, xả tặng luôn các chị 35.000. M14 cho em toàn size bé. Nói chung là cái này nó còn tồn lại các chị yêu. Tồn lại cái này mới xả kho thôi, chứ còn bình thường không bán cái giá này 35.000 này đâu ạ. M13 ok, chị Hồng Hạnh có, chị Heo Sinh có M14. Lên đơn là M14. M14 chị Thuần Nguyễn có. M14 kèm số điện thoại là em nhận đơn 35.000. 35.000 đồng một cái. M15. Đây, bộ trung tuổi dành cho các bà, hàng Bella. Lên đơn cho là M15, tặng luôn các chị này. Tặng luôn các chị bộ này 65.000. Mà thôi hôm nay sập giá một phát đi. Sập một phát giá các chị là 59.000 đồng bộ này. Được chưa? Lưu ý cho em là toàn bộ hàng công ty nha. Comment cho em mã M16, quần legging nốt lông của bé gái còn. Ok chưa? Các chị lên đơn cho em M16 cho em, không cần em phải đọc tên đâu, tại vì nó ẩn comment lắm. Chồng em ngồi máy tính, chồng em khách tạo đơn. Cái này của em chỉ còn size từ 40 cân cho đến 47 cân thôi nha. Còn nguyên size bé em tặng nốt các chị 59.000 đồng bộ này. Được chưa? Em tặng luôn các chị 59.000 đồng. Cái này là giá tặng chứ làm gì giá nhập được vào ạ. Không bao giờ bị bay xù nhá các chị, nhìn cho em này. Hàng của Bella. Các chị lên đơn cho em con này là M16, 59.000 đồng một bộ cho em. Em chốt màu này, màu này của em là màu xanh than. Màu này của em là màu xanh của vịt, màu đỏ đô và màu cam. Ok chị gái luôn. M10 mấy nhỉ? M10 mấy đây anh ơi? Anh ơi M10 mấy đây? M16 kèm số điện thoại cho em. M16 kèm số điện thoại giúp em. M16 nhá, 59.000 đồng một bộ luôn. Không bay xù, không bị bùng gối cho em. Cho đây cái may của nó đây ạ. Hàng của công ty ạ. Đây các chị nhìn cho em này. M16 cho chị Loan Đào một bộ, cho chị Ma Thị Tiêu một bộ. M16 kèm số điện thoại. M15 mà chị Hoa Đá có. Cái này lên đâu là M16 cho em. Đấy chứ ạ, M16 màu cam này. M16 màu này của em là màu tím than nhá. Em còn tầm khoảng 30 bộ em tặng nốt các chị yêu đấy. Là 59.000 đồng M16 đấy, mua tặng bà, tặng mẹ. Hoặc là mua tặng mẹ đẻ, mẹ chồng thì các chị mua mỗi bà 2-3 bộ về cho các bà mặc. Có 59.000 thôi, các bà đi ra ngoài mua 160 mấy nghìn đấy. Cho chị Vũ Huệ có, cho chị Thảo Vi có, cho chị Mai Khai ok. M16 cho em, cho chị Thị Linh. Các chị lấy mấy bộ comment luôn nhá. Ví dụ như ngày mai không cả các bạn thấy. Đơn hàng nhà em chốt từ 100.000 trở lên. Đây hàng mác công ty các thứ đầy đủ hết cho các chị yêu nhá. M16 và kèm số điện thoại giúp em. Đấy các chị nhìn cho em này. Được chưa? M16 các chị lấy mấy bộ comment mấy bộ, em tặng luôn các chị 59.000 đồng cho nó bon đơn. Thế M15 em thấy các chị lên M16 em chả biết được. M16 kèm số điện thoại giúp em. Màu xanh này, màu cam này, màu đỏ này. Được chưa? Màu tím than cho em. Nhận hàng rồi cái nào cũng đẹp. Cảm ơn chị yêu luôn. Em cảm ơn chị tập xuống khác nha. Lên cho em con này là M16 được chưa? Cho chị Lý Dinh M16 ok. M16 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Với giá tiền của nó ok, M16 chị Phạm Thị Khánh Hà 59.000 đồng cho em luôn. 59.000 đồng cho em luôn nhé. M16 kèm số điện thoại giúp em. M16 và kèm số điện thoại giúp em. Lên nó các chị M17 này. Đẹp lắm. Ở quần nam này thì đỉnh cao. Quần nam này còn có 2 cái thôi ạ anh. Mẫu này còn đúng 2 cái. Hàng này của nó gọi là hàng hiệu ấy. Đây mọi người nhìn cho em này. Con này xịn lắm luôn. Các chị nhìn may trong may ngoài cho em nó đẹp như này. Cái này em còn nguyên size từ bao nhiêu cân đây? Nguyên size 2X à? Nguyên size từ 70 đến 75 cân thôi.
từ 70 đến 75 cân quần này nhá. Đẹp không đẹp không lấy tiền, 95.000 đồng quần này. Comment cho em mã M17. Chị Thảo Vi có M16, chị Hàng Khánh đợi em tí. M17 cho em. Đúng hai cái thôi. Tặng luôn các chị 95.000. Chất của nó này. Hả? Cái gì? 2X. 70 đến 75 cân cho em M17 kèm size và kèm số điện thoại. 3X là 70 cân. Em đã nhận hàng rồi, đẹp lắm. Ok chị gái ạ. Mà gọi điện không thấy nghe máy này như nào nhỉ chị ơi? M17 cho em nhá. Cái này là 7 2X 3X 3X. 3X với 2X, cái này có 2X với 3X. Có từ 70 cân đến 75 cân à? 65 đến 75 cân có hai cái. Một cái 2X, một cái 3X. Chà, váy đỏ treo đằng sau là cái mã nào nhỉ? Nó lên chưa? Nó lên cái váy đỏ này chưa? Đây, váy đỏ này tặng luôn đây các chị yêu, con chim con cò này, điệu lắm. Handbook cho em. M17 có hai cái thôi, M16 chị Minh Khai có. Quần legging người lớn, nót lông bé gái còn chị ơi. Đó, các chị lên đơn cho em mã kèm số điện thoại nha. Tiếp tục lên đơn cho các chị này. Dồi ôi, M17 của em đẹp lắm. Áo vàng đằng sau chị Chu, chị Trung Suka 195. Đây, con này của em có đến tận 35 cân nhá. Con này của em có đến tận 35 cân này. Em bán luôn nói chị là 139.000. Lên đơn cho M18. Các chị cứ lên đơn nhá, hỏi váy đằng sau. Hỏi cái váy đằng sau nhíu vai á. À, cái váy đằng sau này của em là 147.000. M17 em hết rồi chị. Ok, các chị lên đơn cho con này luôn là M18 đúng không? M18 size từ 16 cân 5 tuổi. 16 cân 5 tuổi cho các bé đến 35 cân. Đẹp chưa? 16 cân 5 tuổi các con đến 35 cân. Handbook của váy này mà váy Tết. Comment cho em mã này M18. Em xả luôn các chị là 139.000. 139.000 M18 kèm số điện thoại luôn. Áo khoác bao nhiêu? Áo khoác là 195. Lên cho em con đấy là M18. M18 195.000 nhá. À, M18 là 139.000. M18 của em là 139 nhá mọi người. Lên đơn cho em là M18 và kèm số điện thoại 139. Đây này, cái dòng len này này, nó là len kiện nhá. Em nói luôn cái hàng này nó là len xưởng. Nhưng mà các bọn mọi người đang bán online ra là toàn 69 với cả 85 với cả 65.000 đồng một cái thôi. Chị nào ok thì mình hãng chốt nhá. Con này em tặng luôn các bé với giá 55.000. Em không nói hàng này đẹp đâu nhá. Các chị chỉ chọn màu tối hoặc màu sáng thôi. Mà thôi nhá, ăn cái mẫu này được số. Hả? Váy vừa rồi là 139. Váy vừa rồi là 139 nhá. Quần nào 65 cân của nữ có ấy mà. Hả? Thì đến 35 cân vẫn còn đủ size đến 7X anh ơi. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M19. Đủ size từ 16 cân đến 30 cân này. Hàng này nếu như không nhập được thanh lý, ok chị Nguyễn Lan có áo parka bé trai còn chị ơi. Treo cho em cái parka bé trai này lên đi. Áo khoác vàng đằng sau của em, chị Ngô Thị Hồng, áo khoác vàng đằng sau của em là 195. Có thấy comment của chị không? Có thì chị Nguyễn Lan ơi, bây giờ mình nhìn thấy này. Trang lên cách tân bé đi em, dạ ok chị gái. Lên cho em mã này luôn là M19. Đây các chị nhìn cái chất nhung nót đẹp chưa? Chất nhung nót của nó đây. Đó, nhung tuyết này. Đó, đổi màu đấy các chị, nhung tuyết đấy, các chị nhìn cho em này, đẹp. Con này các chị lên đơn cho em ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là M19 cho em. 75.000 một cái đi. M19 nhá, 16 cân cho đến tầm 30 cân. Em xả tặng các chị 75.000. Ok, M18 với chị Phạm Hồng. M19 cho em ạ. Lên bé trai đi, 26 cân. Ok chị Đinh Nguyệt này, xem áo khoác vàng. Dạ ok chị Thanh Nguyễn, đợi em Trang một chút xíu nữa nhá. Các chị này bấm chế độ để chế độ theo dõi page cho em đi. Chị nào chưa nhấn chế độ theo dõi page, lên chế độ theo dõi page cho em. Mã lên đơn là M19. Các chị lấy mấy cái, comment mấy cái giúp em luôn nhá. Cái này hình như nó có. Đó, lên cho em mã này luôn là M19 ạ. Còn quần tất lữ còn em ơi. M19 cho em và kèm số điện thoại. 75.000 đồng một quần. Hàng này nếu như không nhập được thanh lý em bán 88.000 đồng nhá. Cái này lưu ý giúp em là dạ. Đấy, gọi là kho kiểu họ nghỉ Tết ấy, họ còn mấy trăm quần em ôm hết. Nên là các chị ok, mà riêng dòng này các bé mặc rất là thích luôn. Lên cho em mã này luôn là M19 cho em. M19 cho chị Hoàng Ngọc hai cái, chị Hoàng Ngọc có, chị Thảo My có M19. Còn đồ thể thao á chị, còn chị ơi. Chị Duy An đầm treo đằng sau bao nhiêu? Đầm treo đằng sau là 147, dấu nó ẩn comment không đọc được luôn ấy. Cái pet bên này thấy đứng im con rồi này, không thấy chị nào comment gì, cho em xin một cái điện thoại khác, em bấm vào cái pet bên này nè. Chị Liễu Liễu có M19, comment với là M19 nhá. Khách mua hàng rồi còn gọi điện chơi đòi hay shop gửi luôn vậy? Không, bên nhà em vẫn phải gọi điện chốt đơn nhá. Bên nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị rất là kỹ, hỏi chiều cao cân nặng, ví dụ như không biết được là các chị mua cho con hay là mua cho cháu, đúng không nào? Bên nhà em không tự tiện gửi đơn đâu nhá, phải gọi điện. Các chị lưu ý này,
Các chị đặt hàng, các chị phải để ý điện thoại. Ngày mai nhà em phải gọi điện này, xin chiều cao này, cân nặng của bé nhá. Không phải hàng một size mà cứ thế gửi đâu. Cho chị Thương Nguyễn có, cho chị Múi Xù có, cho chị cái gì Nguyễn đây, chị Su Su Hiền Nguyễn có, chị Tam Đào có. Comment cho là M19 cho chị Đào Hồng Phúc có đơn này. Các chị nhá, lên cho là M19 cho em ạ, cho chị Đinh Nguyệt ạ. Chị Nguyễn Thanh em chào chị gái nha, lên đơn là M19 kèm số điện thoại. Với giá tiền của nó là 75.000 đồng một quần ạ. Đây các chị nhìn cho em cái chất nhung tuyết của nó này. M19 cho chị Thương Bùi ạ. Các chị nhá, đặt hàng bên nhà em là các chị phải để ý điện thoại. Nhà bán hàng trẻ con này nó khó lắm mọi người. Bé 20 tuổi, à bé 20 cân mà 3 tuổi khác với lại bé 30 à 20 cân mà 6 tuổi nhá mọi người nhá. Lưu ý giúp em đây là có M19 xỉ nha. Chị ơi, cái này em có tầm 300 quần đấy. M19 cho em lưu ý là vải dạ nhá. Cái này là hàng của em là dạ nhá mọi người nhá. Lên cho em là M19 kèm số điện thoại, 75.000 đồng một quần. Các chị mua tốt nhất cho hai bé 2 quần. Cho em một cái điện thoại nữa, em đọc cái comment bên này nè. M19 cho chị Trần Liễu Liễu có, chị Thương Bùi có. Nó ẩn comment lắm mọi người. Cho chị Vân Nguyễn có M19. Đấy, các em không đọc được đây này. M19 cho em kèm số điện thoại nhá. 75.000 đồng một quần cho em. Hàng đấy nếu như em không nhập được vào 88, hàng đấy không nhập được thanh lý ấy, thì hàng đấy của em nó là 88.000 đồng bán ra, chưa chị nào kêu đắt. Ok, chị Hương Lan có M19. Comment cho em là M19 ạ. Còn quần bò bé trai 28 cân còn đây chị ơi. Lên cho em là M19. Ok các chị, M19 mấy cái thì các chị lấy. Cái này còn đủ size không? Cái này còn size gì? Lên cho em mã này là M20 kèm số điện thoại này. Cái máy bên này chắc là bị ẩn comment quá rồi. Thấy đứng im từ nãy giờ, phải đến 30 phút rồi không thấy ai comment gì, không thấy nhảy comment gì. M19 có chỉ có một màu thôi nhưng mà hình như nó có hai mẫu á. Tại vì cái hàng dạ này thì nó chỉ có mẫu này thôi, dạ mà. Cái này bên ngoài của nó là dạ nha các chị nhá. Bên ngoài của nó là vải dạ đấy, đẹp lắm, không phải là vải sun sun đâu. Đấy, M19 cho chị, đấy bên này ẩn comment, bên page bên này là cho chị à. Nguyễn Minh Thị Minh Châu có. M19 cho em, em chào chị Lệ Quyên nhá, ẩn comment quá luôn ấy. Comment giúp em là M19 kèm số điện thoại. M19 cho chị Nguyễn Nhung có, cho chị Trương Hiền có, chị Lưu Thị Mai có, chị Thắm Trần có M19, chị Hồ Thảo Quyên có M19. Comment giúp em là cho cái điện thoại này sáng lên tí này, chả nhìn thấy gì đây. M19 kèm số điện thoại cho em. M19 kèm số điện thoại giúp em nhá. Áo vàng đằng sau của em nhưng mà sợ hết hàng rồi. M19 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Áo vàng đằng sau của em là 195.000 nhưng mà sợ hết hàng. Cái này còn size gì anh ơi? Lên cho em mã này luôn là M20 đúng không? M20 bây giờ chỉ còn size 16 đến 25 cân thôi. M20 cho em kèm số điện thoại. Em bán lốt các chị yêu mình là 239.000 đồng một cái lốt nhá. Bình thường hàng này bán là 249 thôi các chị yêu. Đó, hàng này của em đó là phao nhăn, hàng Quảng Châu trần hết cho em. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M20 kèm số điện thoại. Em chào chị Nguyễn Kim Nhung, chào chị Nguyễn Nhung. Áo vàng đằng sau là 195 ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M20, 16 cân 4 tuổi. 16 cân 4 tuổi cho các bé đến khoảng là 25 cân. Đây các chị nhìn cho em này, áo phao túi hộp. Lên đơn em chào chị La Vân Đa Nguyễn ạ. M20 cho em ạ. Cái này không có 50 cân, 50 cân mã khác. Em chào chị Biên Nguyễn, Biên Biên nhá. Lên cho em mã này luôn là M20. M19 cho chị Quyên Nguyễn có 30 cân. Có đến 30 cân, M19 cho chị Dung, cho chị Hùng Dung. Lâu lắm mới được đọc tên chị này. Cái lên đơn cho em mã này luôn là M20 kèm size, kèm số điện thoại. M20 màu cam. M20 màu rêu cho em ạ. Nhưng mà chỉ còn size đến 25 cân thôi các chị nhá. Chỉ còn size đến 25 cân thôi. Các chị lên đơn cho em là M20 kèm số điện thoại giúp em. 239.000 đồng một cái. M20 chị Chu Ngọc có, chị Đặng Cúc, chị Cúc Hà có. M20 cho em kèm số điện thoại ạ. M20 kèm số điện thoại ạ. Chị thông báo sự kiện xem áo treo với, đợi em tí nhá. M20 chị Đặng Ngọc Định, chị Đặng Ngọc Phi có. Bác ca bé trai hết 35 cân rồi chị. Cái mẫu này hôm đầu nó có đến 35 cân đấy. Nhưng bây giờ em không còn đâu. M19 bao tiền? M19 là 75.000. Chị ơi, quần dạ lót lỉ của bé đấy. Lên cho em con này là M20 đây, mọi người nhìn cho này. Đấy, M20 cho chị Đặng Ngọc Phi có. M20 kèm số điện thoại, em chẳng nhìn thấy chị nào nữa này. Cứ phải bấm ra thoát vào mới có cơ. M20 cho chị Ngọc Dung Phạm có. Các chị lên đơn cho em là M20 và kèm số điện thoại nhá. M20 kèm số điện thoại cho em. Đấy, đẹp lắm, áo parka của bé trai. Cái hàng này của em là hàng Quảng Châu nhá. 239.000 nốt. Hàng này bình thường em bán 249 ấy. Em còn toàn size bé em xả lốt. Còn toàn size bé em xả lốt các chị là 239 nhá mọi người. Lên đồ cho nam giới đi. Ok chị yêu luôn, lên đồ cho nam người lớn nhá mọi người. Bộ nam còn không anh ơi? Lên cho các chị mà một cái quần dạ đi nhỉ. Khổ ghê cơ. Ẩn comment lòi mắt ra. Quần tất này là còn nguyên màu này thôi đúng không? Quần tất em còn nguyên màu tím than này thôi. Được chưa? M19 cho chị Thanh Tâm. Ok, chị nào chốt M19 2 cái thì comment M19 2 cái nhá. Không cả nhà em mà đơn dưới 100.000 bên em không gọi điện chốt đơn, mọi người lưu ý. Đây, lên đơn cho em mã này luôn là M21 kèm số điện thoại. Nhận áo đó đẹp nhưng bị chật.
chặt gửi quay về đây em đổi hàng cho. Đẹp cực luôn ạ. M20 chị Hoa Mai có đơn ạ. Áo đen đằng sau không còn 35 cân đâu các chị. Đây, con này của em này. Quần tất nót lông cho em nhá. Em xả luôn mọi người 59.000 đi, tại vì nó còn nguyên màu này. Cái này các chị mặc trong mặc ngoài đều ok. Mặc bên trong mặc bên ngoài đều ok. Cho em mã này lên đơn là M21 kèm số điện thoại giúp em. M21 kèm số điện thoại giúp em nhá. 59.000 đồng một cái. Sale luôn cho các chị 59.000. Comment cho em là M21 kèm số điện thoại cho em. M21 và kèm số điện thoại 59.000 đồng một cái ạ. M19 của em là 75.000 nhá. Chị yêu nào chốt M21 lên đơn là M21. Taka lữ 20 cân còn chị ơi. Lên cho em mã này là M21 cho em. Cái mẫu mà anh nhìn ở đơn kia xem là bọn nó có chốt nhiều cái mã ấy không anh ơi. Nhiều cái Mickey này không? Tại vì Mickey ở đây này còn Mickey ở đây chắc không còn hàng á. Được chưa ạ? M19 cho chị Đinh Nguyệt 2 cái. M21 chị Ngô Diễm Tình 1 cái. Xem lại cái Paka. Cái này của em là còn 16 đến 20 cân này. M19 cho chị Yến Ngô ok chị. Lên cho em con này, em nhận đơn đúng 2 chị thôi nhá. Nhận đơn đúng 2 chị thôi, tại vì là cái này còn một cái màu cam. Đấy, xem đơn ở đấy còn nhiều cái chốt cái mẫu này không. Tại vì chiều nay bọn nó chốt muộn quá, ngọ không kịp nhặt. Lúc chiều like có dồn đơn được, có dồn đơn lúc chiều đấy chị. Đơn tối rồi mà đơn chiều. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Chỉ có LA thôi ạ, chỉ có cái ngực thôi phải không? Comment mã này cho em là M22. Thế thì còn được khoảng là 5 cái, 2 cái màu cam và 3 cái màu hồng. Màu hồng này có một cái đến XL này, màu hồng có một cái đến 25 cân này. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M21 bây giờ bắt đầu lên. À, M21 là quần tất, đúng không? Ba ca mẹ ok chị lớp Ninh. Cái lên đơn là M22. M22 cho em ạ, màu hồng em có từ 16 cân đến 25 cân. Các chị phải thật nhanh tay bởi vì hàng này không có đâu, 189.000 ạ. Áo Mickey này này, 189 nhá, M22 cái này em không đọc tên đâu. M22 kèm size kèm số điện thoại cho em bởi vì mẫu này hàng này bây giờ không có hàng nữa đâu ạ. Quần tất là 59 ạ, lên đơn cho em là M22 ạ. 25 cân còn một cái thôi nhá, 25 cân em còn một cái. M22 cho em ạ. Cho chị Đoàn Hồng Phúc có M19 hai cái, đúng rồi. Ví dụ mua cho các bà ấy. Mua cho các bà, mua cho chị em mình đều ok mã này. Mặc của nó sướng không bao giờ bị xù. M22 chị Tuyến Kim, chị Hạnh Giáp có, chị Tuyến Kim có đơn M22 chị ạ. M21 chị Hồ Hoa có, comment chị nào có đơn chiều comment dồn đơn chiều. M22 chị Vi Mận ok chị gái. Comment M22. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái mẫu này đợt trước nó có đến 35 cân đấy. Bây giờ em xả các chị này, màu cam là chỉ còn 16 đến 20 cân, còn màu hồng là còn 16 đến 25 cân, M25 cân còn một cái. Comment cho là M22 kèm size kèm số điện thoại nha. Chị Nguyễn Ngân có M22. Em chào chị Như Quỳnh, em chào chị Nguyễn Bích. Váy treo trên của em là 147. Comment cho em mã này là M22 kèm size kèm số điện thoại ạ. 189.000 đồng. Cho chị Nguyễn Quế để lại số điện thoại. Cái này không còn 30 cân đâu chị ơi, hôm đầu nó có đến 35 cân thôi nhưng bây giờ nó hết rồi. Hỏi ở dưới cho chị xem còn tí nào gửi hết lên mình bán cho những cái áo phao này. Comment cho em mã kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục em lên xả kho các chị này. Anh xem ở túi Nga nó vừa lên quay hàng cho nhà mình đấy. Nó có cái mẫu này không? Cái mẫu này còn đủ không? Nhiều không? Để em xả luôn một phát đi cho nó hết. Em gọn mẫu đi. Lên tiếp với các chị là M23. Mẫu này các chị không chốt được nữa là chịu này. Mẫu này bình thường em bán là 185.000 đồng. Hôm nay em xả cho các chị 169. M22 ok chị gái luôn. Lên đơn cho chị thông điệp sự kiện có. Cái này comment cho em là M23. Con này phải nhận hàng các chị mới thấy đẹp. Cái này bên trong của nó may này, nót nha các chị yêu nha. Đó, nhưng mà nó không may bên dưới vào đâu, bởi vì bên dưới vào mà nó không may đến đây đâu các chị nhá. Lưu ý cho em. Thế nó mới mềm cái váy, cái áo nó là dạng áo măng tô ấy, áo măng tô của bé. Lên đơn nó các chị má này luôn là M23. Chị Hoa Hà có, chị Linh Chi Khởi có, chị Thông Điệp Sự Kiện có rồi chị nhá. Lên tiếp cho các chị má này luôn là M23 và kèm số điện thoại này. M23 và kèm số điện thoại cho em. M23 và kèm số điện thoại. Được chưa các chị yêu? M23 và kèm số điện thoại cho em. Với giá tiền em xả luôn cho mọi người này. Áo đen treo đằng sau có không còn size lớn. Chị ơi, hôm đầu thì nó có đến size 30 mấy cân thôi. Nó cũng không có size lớn hẳn đâu, nó chỉ có size đến 3 mấy cân thôi. Áo em mặc là 45.000. M22 chị Quỳnh Như cho chị Nguyễn Quế. Cái này lên cho em là M23. 16 đến 26 cân. M23 nha các chị yêu nha. M23 màu vàng cho em này. Quần u mìn người lớn còn chị Oanh Bờm ơi. M23 cho em và kèm số điện thoại nhá. M23 màu vàng cho em này. M23 16 đến 26 cân. M23 màu vàng. Màu đỏ. M23 màu vàng màu đỏ cho em. Được chưa? M23 màu vàng màu đỏ cho em và màu gì ạ? Màu vàng màu đỏ cho em và màu hồng. Các chị yêu lên comment giúp em là M23. Ok chị Đoàn Hồng Phúc có M22, chị Kim Tuyến có M23. Comment cho em là M23. Có đến 26 cân đúng không? 26 cân nhưng tầm 6 tuổi thôi các chị nha.
26 cân 6 7 tuổi thôi các chị yêu ạ. M23 169.000 đồng, con này cực kỳ đẹp luôn. Cái này ở ngoài còn nhiều không? M23 và kèm số điện thoại. Nói thật ra là cái mã này nếu như mà sỉ không gửi em bán thì em bán hết lâu rồi nhá. Cái mã này chẳng qua là sỉ ôm tham quá, xong là bây giờ còn nhiều hàng em nên em xả đỡ hộ sỉ thôi. Lên cho con này là M23. M23 không có 30 cân, cho chị Dung Dương có M23. Comment cho em là M23. M23 kèm số điện thoại, em chốt đến 26 cân. M23 màu hồng này các chị yêu, nhìn cho em này. Kiểu áo măng tô đẹp dã man mà bên trong nót lông cừu. M23 màu hồng nhá. M23 màu đỏ nhá. Ở bên dưới đấy còn Mickey LA không? Có Mickey không? M23 chị Vi Mận, ok thế thì các chị cứ chốt Mickey đi. Các chị cứ chốt Mickey đi, ngày mai em lên em lấy thêm cho các chị tầm 20 cái em chốt nốt cho các chị yêu để nghỉ Tết. M23 chị Vi Mận một cái 169.000 đồng. M23 vàng hồng đỏ này. M23 vàng hồng đỏ, áo bé trai 33 cân không vậy bạn? Dạ em không còn hàng rồi. 33 cân rồi, không còn một cái mã áo phao nào nữa rồi. Lên đơn cho là M23 và kèm số điện thoại nhá. Đây này, nó có cả kiểu cổ như này này. Bữa giờ em hỏi nhân viên mà không có một mẫu á. Em cũng không nhớ được đâu, các chị lên đơn trên mã này. Đây này, nó có cả kiểu cổ này này. Nói chung mẫu nào lên cũng đẹp. Em lên chung vào một mã là M23 nhá các chị. M23 ví dụ ngày mai các chị thấy thích lấy cổ thủy thủ này, các chị báo lấy cổ thủy thủ. Cổ thủy thủ này thì nó chỉ có màu vàng, màu đỏ thôi. Còn màu hồng mới nhất thì nó không có mẫu cổ thủy thủ đâu. Các chị lên đơn trên mã này luôn là M23 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? M23 kèm số điện thoại 169.000 đồng một cái. 169 có cả mẫu cổ thủy thủ này. Được chưa? Ngày mai chị yêu nào ok thì mình lấy nha. Thích lấy cổ gì thì các chị lấy. Nếu mà các chị không lấy cổ thủy thủ thì bên em sẽ tự khác lấy cổ kia. Cho chị trần hợp một cái M23. Comment cho em là M23. Xem lại cái M20 à. M20 từ từ xem nó là cái mã gì ạ. Comment cho em là M23 100 bao nhiêu tiền đấy nhỉ? 169.000 đồng. 169 nhá. Rồi lên cho các chị tiếp này. Cái vừa nãy chồng em bứt cái gì? Cái này còn ít nữa này. Quần này của em nó dày, nó đanh. Cái này em có từ 16 cân 4 tuổi nhá. 16 cân 4 tuổi. Cái này còn xa đến bao nhiêu cân các chị nhìn cho này. Đấy, cái này kể cả các chị đóng bỉm cho các bé vẫn ok. Còn loại 9 cân còn ạ. Áo vàng đằng sau còn chị ơi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M24 này. Mọi người nhìn cho em cái quần của nó có chất lượng không này. Em xả luôn các chị 78.000. Lên đơn trên mã này luôn là M24. Em có size từ 16 cân 4 tuổi cho đến tầm 18 cân. 16 đến... Anh ơi! Anh Đức ơi! Lên trên mã này luôn là M24 nhá. Xả cho các chị còn 78.000 đồng một quần này. Hàng không đẹp, không chất lượng em không nhận tiền đâu. Lên đơn cho các chị mã này luôn là M24 kèm số điện thoại, dáng thể thao luôn. Cái này các con mix với bốt với giày thể thao thì ok đẹp. Áo khoác vàng trên tường của em là 195.000. M24 cho em. M24 không biết là... Anh ơi! Đùa đâu ạ? Cầm đúng một cái vào như này thì ai biết là nó còn size gì? M24 cho em ạ. M24 cho em và kèm số điện thoại. Cái này còn size, còn một cái này thôi gì? Cái này em còn từ 16 cân đến 20 cân nhé. 16 đến 20 cân cho em. Mã lên đơn là M24. Em bán tặng các chị luôn 78.000. M24 kèm số điện thoại. M24 kèm số điện thoại này, em còn ít chăn này. Toàn bộ chăn xịn thôi. Chăn kích thước là 2m x 2m4. Chăn này của em nó là kiểu như có mỗi có những cái em vứt ở dưới kho nó lâu quá, nó bị bẩn bẩn một tí thôi. Các chị về giặt hộ em nhá. Nó không đáng kể đâu. Ví dụ như cái này này, gọi là em cứ thông báo trước thôi. Ví dụ có cái nó bị, có cái nó không, kiểu như cọ vào tường ấy. Các chị lên đơn cho em con này M24 cho chị bằng lăng tím có, cho chị Vi Mận có. Cái này em chỉ có đến 20 cân thôi. M24 là 78.000 đồng. Các chị lên đơn cho em con này là xả chăn. Chăn của em là toàn bộ chăn 3D hai mặt. Chất là cốt tông đũi cho em. Đây các chị nhìn cho em cái trần của nó này. Hàng này đầu hè em bán là 199.000 đồng. Bây giờ em xả các chị còn 149.000. Comment trên mã này luôn là xả chăn kèm số điện thoại. Xả chăn màu này của em là màu hồng. Em chỉ tua một lần thôi. Nói chung là chăn này thì cứ đắp 4 mùa quanh năm. Màu này của em đây này, toàn bộ họa tiết 3D như này các chị này. Lên cho em là xả chăn màu này của em là màu xanh có hình con sư tử nhá. Màu xanh có hình con sư tử đấy. Toàn bộ là họa tiết hai mặt như này. Họa tiết là họa tiết 3D, hàng hai mặt như này cho các chị yêu. Được chưa? Lên đơn cho em là xả chăn kèm số điện thoại cho em 149.000 đồng. Kích thước là 2m x 2m4. Ví dụ như là chăn này các chị em mình đắp mùa hè ấy, thì mùa hè ví dụ như chị em mình mà làm một phòng mà điều hòa đúng không? Làm 4 5 người các chị vẫn đắp cái chăn to này vẫn đủ. Được chưa? Chăn này của em chăn ấm em hết rồi. Comment là xả chăn cho em ạ. Chăn không còn chăn ấm nha. Xả chăn, cái này là chăn hè chăn thu thôi nhá. Chăn hè chăn thu. Được chưa? Chăn hè chăn thu thôi các chị yêu này, đẹp dã man.
lên đơn là xả chăn kèm số điện thoại 149.000 đồng. Hàng này bình thường bán là 199 nữa, còn ở ngoài shop thì không có dưới 260-300 đâu các chị. Đây chất của nó là cốt tông đũi cho em. Comment là xả chăn tặng các chị là 149 nhá, 149. Đấy, màu này của em là hình con sư tử này. Màu này của em là hình con gì đây? Màu này của em là hình con chả biết hình con gì đây. Đây hình con này của em này. Đấy, chăn của em nó to, nó rất là to. Ví dụ như là mùa hè mình làm một phòng, mình chỉ làm 4 người vào một cái phòng cho nó đỡ tốn điều hòa ấy, thì các chị là ok. Một cái chăn này của nó là 2m x 2m4 cơ, không phải chăn bé tí bé tẹo 1m6 1m8 đâu. Chăn xả chăn kèm số điện thoại cho em đây, màu hồng này. Màu hồng còn có cả màu hồng hoa này nữa này. Một mặt là hoa như này, một mặt khác là như này cho em. Chưa, nó như hai cái chăn khác nhau, nó đẹp lắm ấy ạ. Chăn của em là toàn bộ là kích thước 2m x 2m4 nha mọi người. Đó, em chỉ tua một lần thôi. Chị nào ok được thì chốt hộ em cái, không thì em để sang em bán tiếp. Xả chăn cho chị Cà Chua một cái, cho chị Thảo Dương một cái. Xả chăn cho em ạ, cho chị Phượng Thắm một cái, cho chị Maria Huệ một cái. Comment cho em là xả chăn kèm số điện thoại ạ. Em xem lại cái mã M20 đó em tí nhá. Em xem lại cái mã M20 là mã gì. Xả chăn cho em ạ. Ok chị gái Su Su ạ, comment cho em mã xả chăn để ngày mai bên em kiểm tra. Nhưng mà sợ là đi đơn hết rồi chị yêu ạ. Tại vì đơn bây giờ nó cập vào Tết rồi. Nhà em các bạn, bây giờ nhà em cứ gọi điện đến đâu các bạn chốt hàng, các bạn nhặt đơn đến đấy luôn. Có vấn đề gì các bạn gọi điện trực tiếp lại các chị luôn. Comment cho em xả chăn chị Hiền Trần với áo vàng đằng sau của em đến 40 cân. Xả chăn và kèm số điện thoại cho em tua ra đi. Xả chăn và kèm số điện thoại. Ok chị Nguyễn Kha lấy mấy cái, comment số lượng kèm số điện thoại lên lại giúp em nha. Xả chăn kèm số điện thoại cho em. Với giá tiền của nó là 149.000, 149.000 đồng một bộ một cái. Đây này em, cách tân hồng này. Cách tân này em còn size, xem là còn size từ bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân nhá. Em còn size đến 3X này. 1X này. 1X đến 3X nữa thôi. Cái này chắc em chỉ còn 1X đến 3X thôi sao ấy các chị yêu ạ. Đấy, cái cách tân này của em là có size từ 17 cân nhá, 17 cân 6 tuổi cho em. Đây chị gì nhỉ? Chị 1X đến 3X. Mẫu này của em sẽ chốt trả lốt cho các chị yêu mẫu này. Cho chị một chiếc màu vàng đằng sau cho bé 28 cân. Ok chị Tuyến Kim. Ok chị xả chăn, ok chị Oanh Bờm có, cho chị Phương Nguyễn Thị có, cho chị Ngọc Châu, Ngọc Châu có xả chăn ạ. Comment giúp em, nó ẩn comment đấy các chị yêu, em thoát ra xong em vào là em đọc được bao nhiêu comment luôn. Comment giúp em là xả chăn kèm số điện thoại nhá. Đây cái này lên đơn cho em luôn này. Đẹp chưa? Đũi này, à cái này của em là gấm này, gấm cao cấp này. Đấy nó cứ hình bông hồng này, được chưa các chị? Cái mã này của em ạ, bác ca mẹ rồi, ok chị gái ạ, chị Thảo My có xả chăn ạ. Các chị comment giúp em là xả chăn kèm số điện thoại, nói chung là hàng đẹp chứ không phải cái hàng chăn hè đợt trước em bán nó các chị, những cái hàng mà poly cốt tông poly ấy chỉ có 90.000 một cái, nó khác nha. Mà 90.000 người ta bán nó các chị toàn 149.000 thôi. Được chưa? Nếu mà các chị mua rồi đấy thì các chị biết, nhưng mà chăn này của em nó chăn hàng cao cấp mà. Mọi người ơi nhìn cho em mã này này, đẹp chưa? Cái này các chị lên đơn cho em mã này, cách tân bao nhiêu tiền vậy em? Cách tân này em xả luôn đó các chị. À chăn là xả 149, cho chị Nguyễn Hương xả chăn, dạ ok chị gái. Comment cho em là xả chăn kèm số điện thoại nha. Xả chăn kèm số điện thoại, mã M20 là cái gì đấy mọi người cứ hỏi lại. Ok, đợi em một tí, hàng của bé trai đấy đúng không? Đây các chị ơi lên cho em mã này luôn là M bao nhiêu? Em đợi anh vào. Hả? M25. Em chỉ còn size từ 17 cân nhá, 17 cân ạ. Để em xem đến 3XL này. Còn toàn số bé thôi khổ. 17 cân cho đến 23 cân nữa thôi. Còn từ 17 cân cho đến 23 cân các chị lên đơn cho em mã này luôn là M25. Áo vàng đằng sau là mã bao nhiêu? Áo vàng đằng sau là mã bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Vâng, lên đơn cho em mã này luôn là M25 và kèm số điện thoại 17 đến 23 cân. 17 đến 23 24 cân cho em. M4 ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M25. Em bán xả luôn các chị yêu là 139.000 đồng đi. Em xả luôn các chị là 139 nhá. Hàng này bình thường bán là 149 cơ, bây giờ còn toàn size bé thôi, em xả tặng luôn các chị. Cái hàng này bình thường em có đài đến 35 cân đấy. Bây giờ em chỉ còn từ 17 cân đến 23 cân thôi các chị yêu ạ. 17 cân đến 23 cân, 16, 17 cân đến 23 cân cho em. Mã lên đơn cho em mã này luôn là M23 kèm M25. Đúng không? M25 kèm số điện thoại giúp em. Xả nhanh các chị 139. Áo vàng đằng sau có 34 cân cao 1m47, 34 cân cao 1m47 thì không vừa, ngắn tay. Em chỉ chốt đến 1m40 thôi. Lên trên mã này luôn là M25 và kèm số điện thoại. Đây những cái quần nỉ nữ này, em bán xả hết 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 cho các chị, em mệt mỏi quá rồi luôn. Váy bé có 13 cân có hàng. Toàn bộ là chất u mì thôi, quần mặc nhà của nữ nhá. Em nói thật sự luôn mà rất là mệt mỏi, em xả tặng các chị yêu con này là M26. Từ 40 cân cho các chị đến 65 cân cho em. Được chưa?
Hoan Hỷ giúp em mà không chọn cái kiểu sọc này, một sọc hay hai sọc hay sọc to sọc bé nữa nhá. Tại vì bây giờ em xả tặng các chị này, chứ bình thường em bán ra nếu mà để có nãi của nó phải là tầm 59.000 đồng một cái cơ, thì mới gọi là được 1-2.000 một cái, được chưa các chị yêu? Bây giờ em xả lốt cho các chị yêu này, với giá tiền của nó là 99.000 đồng hai cái cho em. Comment M26 nhá. Áo vàng đằng sau 18 cân 5 tuổi không vừa chị ơi. Lên đơn cho em mã này luôn là M26 kèm số điện thoại cho em. M26 kèm số điện thoại, 99.000 đồng cho em là hai cái. Được chưa? 40 cân đến 65 cân. Các chị lên đơn cho em là M26 99.000 đồng cho em là 5 cái. À 99.000 đồng cho em là hai cái luôn. Chị yêu nào ok thì mình lấy đơn thôi nhá. Chị yêu nào đây nó cũng chỉ có gần này kiểu sọc thôi mà. Được chưa? Quần mặc nhà của chị em mình. Lên đơn là M26 kèm số điện thoại, 99.000 đồng cho em là hai chiếc. 99.000 đồng cho em là hai cái M26 kèm số điện thoại cho em. M26 99.000 đồng hai cái. Tầm này thì nói chung là không giữ hàng làm gì nữa đâu. Em chỉ còn ví dụ như cái mẫu Mickey kia kìa. Mai nếu như mà đầu dưới mà nó còn ấy thì em lấy thêm các chị một vài chục cái. Em về em đẩy kèm vào đơn cho các chị đủ đơn. Cho chị Đoàn Kim Ngọc một cái M25, chị Ngô Diễm Tình một cái M26, chị Phượng Thắm một cái M26. M25 là cái kia nhá, M26 là quần mặc nhà của nữ, 99.000 đồng hai cái luôn. M26 kèm số điện thoại cho em. Xả chăn cho chị Lâm Tinh một cái, ok. Lên đơn là M26, chị Ngô Diễm Tình có, chị Đoàn Kim Ngọc có M25, chị Hà Nguyễn có, chị Oanh Bờm có M26. M26 còn có những cái ngày trước em bán 79.000 ấy. Cho chị Dung Hùng có M25, chị Minh Hạnh Lý có M26, ok tình yêu. Set này còn đúng 2 set thôi đúng không? Set này còn đúng 2 set thôi phải không anh? Cái set này em còn 2 set này. M27 139.000, M27 size XL. M27 của em là 55 cân đến 60 cân. M27 cũng toàn bộ là hàng của hãng này. M27 em còn một bộ size XL, một bộ size 2XL. Từ 55 cân đến 65 cân các chị lên đơn cho là M27 và kèm số điện thoại. M27 kèm số điện thoại cho em. M27 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? M27 kèm số điện thoại cho em 139 nha. M26 chị Đoàn Kim Ngọc. Bữa hỏi bên chị mua được ngoài ok chị yêu. Đây các chị lên đơn cho con này là M27 ạ. M27 của em trang bán cho các chị yêu với giá tiền lốt là 139. Còn hai bộ nhá. Này. Còn không? M27 139.000 đây toàn bộ hàng của hãng này. Được chưa? M27 em còn một bộ size XL và một bộ size 2XL, 139.000. Này anh ơi. Ok chưa? M27 cho em. M26 chị Đoàn Kim Ngọc, ok chị gái. M27 cho chị nào đây? Cho chị Hoa Hà một cái. À M26 ok, cho chị Nhiệt Huệ một cái. Cho chị lớp em coi lại M26 á, đợi em tí nhá chị lớp Linh. M27 cho chị Bằng Lăng Tím, đẹp lắm, 139.000. Để cho 139 cái gì đấy chị nào? Cho em xem lại cái mã hay là cái mã gì nhỉ? M27 cho em ạ. Đơn hôm nay chốt hết rồi sao ấy, em cũng không biết được, hình như chốt hết rồi đấy. Chị Lành Anh chưa được chốt đơn à? M27 cho em kèm số điện thoại nhá. M27 có hai bộ thôi, ngày mai tìm lại ở kho cho nó còn hàng. Lên đơn cho là M27 kìa. Cái áo Mickey này còn không, ở dưới đấy còn không? Anh Mickey này chị bảo nào, ở dưới kho còn không? Lấy thêm 20 cái nữa thôi gì? Còn 20 cái nữa thôi gì? Còn màu gì? Hả? Nói chung là Tết năm nay thì rét mà, nhưng mà thôi nhà mình ôm là gì nhiều quá. Tầm này là nghỉ rồi. Bán tầm 2-3 hôm nữa, tại vì mình chỉ lấy lên để cập với cái hàng kia là mình hết hàng thôi. Chả tham nữa. 139.000, lên đơn cho là M27 kèm số điện thoại. Cái váy này, set váy này là mã mấy nhỉ? Set váy này của em là mã mấy nhỉ? Xem lại còn mà không, ok chị yêu. Mỡ mờ một à? M1 cho em và kèm số điện thoại này. M1 và kèm số điện thoại cho em trang nha mọi người. Xả nhanh cho các chị yêu bộ này. Set này với giá là 147.000, 15 đến 25 cân. Comment M1 đấy các chị yêu bảo tôi lại. Còn có chị nào bảo tôi lại M20 nữa cơ. M1 cho em và kèm số điện thoại. Có quần lỉ con trai em vừa lên, quần lỉ con trai chưa thấy gọi cho mình. Ok chị Lành Anh Cao, anh ghi mai. Áo Mickey vàng hết rồi, Mickey vàng làm gì còn. Bây giờ em chỉ còn Mickey hồng với Mickey cam thôi. Nhưng mà ngày mai em lên thêm tầm khoảng 20 cái. Là dưới kia họ báo cũng chỉ còn 20 cái thôi. Nhưng không biết là còn màu gì ấy mọi người. Không biết là còn màu gì đâu. Em cứ chốt hết chỗ này rồi ngày mai lên tiếp em báo sau. Các chị lên đơn là M27 cho em và kèm số điện thoại. M20 là cái gì nhỉ?
Đây áo có chữ K ở ngực đây, chị nào vừa hỏi lại đây. Lên lại cho các chị là M20 nhá, 16 cân cho các bạn đến 25 cân. Lên đơn cho em mã này là M20. M20 kèm số điện thoại cho em. M20 màu cam. M20 màu rêu cho em ạ. M20 màu cam màu rêu nhá mọi người nhá. Lên cho em mã này luôn là M20 kèm size kèm số điện thoại, 16 cân cho đến 25 cân. Chị yêu nào chốt M1 cho chị Tâm Nguyễn có. Quần nỉ bé trai á, ok, quần nỉ bé trai, quần jean. Còn đây đợi em tí cho em lên quần jean bé trai luôn. Lên cho các chị mã này luôn là M20 màu rêu và M20 màu cam cho em kèm số điện thoại. Tại vì là nhà em này, mùng 10 em đã phải nghỉ rồi. Mùng 10 em là nghỉ dỗ ông nội rồi. Xong đến 18 âm là em lại phải về quê ngoại rồi, dỗ mẹ em rồi. Thế nên là em cũng không, năm nào cũng thế thôi. Em chỉ bán được đến tầm như vậy thôi. Năm nay thứ nhất là hàng hóa khó, thứ hai là bây giờ nó không còn cái mẫu gì mới. Tất cả những cái mẫu mới em đã lấy hết cho các chị rồi. Đấy, nó không ra thêm mẫu gì vì bởi vì bây giờ là biên biết là đóng cửa hết rồi, nghỉ hết rồi. Không có chỗ nào mà về hàng gì nữa rồi, nên là nó chỉ còn cái mẫu như thế mà em bán số lượng nó nhiều quá rồi. Năm nay thì xin phép các chị là em nghỉ sớm. Em thông báo ngay từ đầu rồi các chị nhá. Thông báo ngay từ đầu là em nghỉ sớm rồi, không như mọi năm. Mọi năm có thể em bán cho các chị đến 18 dương à, 18 âm, 17 18 âm là em nghỉ thì là em về dỗ mẹ, nhưng mà năm nay là chắc là em nghỉ sớm hơn một chút. Nhưng mà năm nay em thông báo hết rồi các chị nhá. Đây này, em còn gần này cái quần bò này. Nhập vào toàn trên 100.000 thôi. Toàn bộ chất bò cốt tông đẹp thôi. Đây còn một cái size nhỏ là 23 cân. Còn một cái size nhỏ là 23 cân 7 tuổi. Nhưng còn đúng một cái size nhỏ thôi các chị nhá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Mickey Hồng của em là 189. Ok, M20 chị Tiên Đào có đơn. Cái này lên mã đi anh ơi. Cho chị Trần Thảo Thảo. Ok chị. M28 cho em. Được chưa ạ? M28 chị lớp Linh đợi em Trang một chút nhá. M28 23 cân trở lên, 23 cân 7 tuổi. Cho các bạn đến 60 cân đúng không? Không chọn màu nhá, à, không chọn mẫu thêu đâu nhá. Được chưa ạ? Cái này M28 của em là chỉ còn size từ 23 cân đến tầm 35 cân này, xong là có size từ 45 cân trở lên thôi. Từ 50 cân, 25 cân nhá. Cái này em có size từ 23 cân cho đến 35 cân và có size từ 50 cân cho đến 60 cân. Là các chị lên đơn cho em mã này, 60 65 cân cho em. Dành cho các bạn mông to, đít to, bụng to đây. Được chưa? Em bán 89.000 đồng một cái. 89.000 đồng một cái cho em. Toàn bộ là chất bò cốt tông hàng đẹp thôi. Toàn bộ là chất bò cốt tông hàng đẹp. Áo khoác bé gái 25 cân nhiều lắm chị. Lên cho em mã này luôn ạ. Đẹp quá mọi người ơi. M bao nhiêu đây? M28. Anh ơi em bảo còn sót một cái áo đẹp đẹp á, anh nhớ không? À, cái mũ lông màu vàng mang nốt đây. M28 và chị Hoa Mai một cái 89.000. Em nói luôn, ngoài bên ngoài không có dưới 160, 170 đâu. Đây, chất bò nó toàn bộ là chất bò mềm, bò cốt tông đẹp như này thôi. Được chưa ạ? Không phải cái mẫu này. Cái mẫu mà paca như mũ nông ấy. M28 cho em. Trời ơi, cái này còn đến đây, cái này 45 cân vẫn còn đây này. M28 nhá, em chỉ nhận size từ 23 cân đến 35 cân. Và size từ 50 cân cho đến 65 cân. Các chị lên đơn là M28. Chị Hương Phan Thị có, cái này là quần của bé trai. Đấy, em còn tầm khoảng 10 cái nữa này. Các chị lên đơn là M28 giúp em và kèm số điện thoại. M28 và kèm số điện thoại giúp em. Đẹp chưa mọi người? Đấy, bạn nào nhất là mua cho các bạn mà nhỡ size đít to, bụng to, các bạn nhỡ size nhỡ cỡ này là ok lắm luôn. Cái nô này em bán vã man nhiều. M28 cho em và kèm số điện thoại nhá. M28 kèm số điện thoại cho em. Áo Mickey Hồng, ok chị Hoàng Kiều. Đây, con áo này em còn duy nhất một cái này. 228.000 đồng nốt cho các chị yêu. 228. Ở ngoài kia cái mã mà gần giống thêu là cái dòng chữ ở ngực mà có đúng một cái đấy, anh cầm ở đây cho em bán cái mã đấy rẻ lốt đi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M29, có đúng một cái thôi. Cái này là size 17 cân nhá, 17 cân cho đến 22 cân, 17 cân đến 20 cân thôi, 17 đến 20 cân. Mặc cho các bé để sang năm các con mà mặc tiếp. Đấy chưa, 228.000, đúng một cái duy nhất, còn đúng một cái mẫu này. Rồi ôi, mẫu này hôm trước em phải xả mất bao nhiêu đơn hàng, không có hàng mã này để trả các chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M29, một cái duy nhất thôi nhá. M29 cho em. Được chưa ạ? Xả tặng luôn các bé là 228. M29 kèm số điện thoại. M28 cho chị Hòa Phạm Hồng có, cho chị Nhật Huệ có. M29. Ok các chị yêu. M29 có đúng một cái thôi. Cho chị Hoài Lê M28. Ok các chị yêu. Con này còn hai, mời còn hai cái thôi đúng không? Con này hôm nay không thấy khách đến nhà mua hết mà. Con này lên đơn là M30, áo hip hop cho bé trai. 228.000. Lấy cho em cái kia vào đây, mấy lấy quần lót lông bé gái luôn, xả luôn. Đây các chị lên đơn cho em con này luôn là
bao nhiêu nhỉ? M30, M28 của chị Phan Ngọc Anh. Ok chị, 36 28 cân. Áo khoác cho bé gái 28 cân. Ui giời, áo khoác cho bé gái 26 28 cân đây này, mẫu LA đằng sau này chị này. M28 của chị Hoài Lê có. M28 của chị Minh Minh. Ok, M28 của chị Tuyến Kim. Ơ tại sao bây giờ nó mới nhảy comment nhỉ? Chị Tuyến Kim ơi, nếu như bé tầm 65 cân ấy, các bé nhớ size tầm 65 cân các chị chốt hai cái đi. Em nói thật luôn. Đẹp. May đẹp mà những cái form này các chị nhiều khi có tiền đi ra ngoài khó chọn cơ. Không không có ấy, khó có cơ. Cái hàng này lên cho là M28 nhá. Ok chị yêu luôn. Em chào chị Trần Thảo này. Cái này các chị lên đâu là M30. Em chỉ còn size từ 25 cân đến 33 cân thôi. 25 đến 33 cân, 185.000. Con này nhẹ như không mặc gì luôn. Con này mẫu phao hip hop này các bé mặc nhẹ như không mặc gì. M30. Cái đợt cái mẫu này đợt đầu em bán ra đâu các chị có 149.000 thôi. Mà bây giờ giá em nhập vào là 178.000 đồng. Em bán các tình yêu là 185.000. Chị yêu nào mình thực sự có nhu cầu mình cũng chốt. Comment cho em mã là M30, M29. Ok chị yêu, M30 cho em và kèm số điện thoại. Cho chị Hoa Mai một cái M30, chị Lý Dinh để lại số điện thoại. Comment là M30 mẫu phao hip hop cho bé trai 185.000. Nhưng mà bây giờ chỉ còn nguyên size XL 25 cân cho đến 32 cân thôi. Comment mã đấy cho em. Mẫu này còn duy nhất một cái này. Mẫu này cái cổ nó mất, nó không còn cái lông nữa đâu. Nha các chị yêu, mẫu này của em thì đẹp tuyệt vời. Một chiếc duy nhất dành cho chị nào nhanh tay thôi nha. Em không đọc tên mã này. Trời ơi các chị nhìn nó em cái này. Ok chưa mọi người? Lên đơn trên mã này luôn là M bao nhiêu? M30 shop có váy bé treo đằng sau có 25 cân chị Vân Du. Cái này đẹp quá trời đất. Mã M31. Chị Lãnh Thị Uyên ok chị yêu. Chị ơi cứ nhận hàng đi. Tại vì hôm trước em không biết là chị có những cái gì rồi. Đơn hàng của chị nó to quá em trang lại không nhớ hộ rồi. Cái này các chị lên đơn trên mã này có đúng một cái thôi. 20 cân đến 23 cân. Em bán 235.000. Một chiếc duy nhất 235. Cái hàng này bình thường em xỉ ra đã là 235 rồi nhé mọi người. Đó, các chị nhìn cho em mã này. Một cái duy nhất thôi. M31 cho em. Cái này đến 20 cân nhá. 20 đến tầm 18 đến 22 cân thôi. Anh ghi 18 đến 22 cân. Đây cái túi của nó là như này này. Các chị ơi, M31 cho em không đọc tên mã này. Không đọc tên mã này bởi vì mã này em hết hàng. Mã này hôm trước là chị nào chốt được là hoan hỉ. Đẹp như này mà bom đấy các chị. Được chưa? 235.000. Cái này lên đơn là M32. Cũng một cái. Cái này cũng còn một cái hàng phao Quảng Châu. Phao Quảng Châu cho bé gái này. M32 cho em. Cái này dành cho bạn nào tầm 30 cân thôi. Cái này dành cho bạn nào tầm 27 đến 30 cân. M32. M30 ok chị. Mickey Hồng còn chị ơi. Cứ lên đơn đi. Mã này lên Mickey Hồng ngày mai về được thêm đúng 20 con thôi. Ở dưới kia còn đúng 20 cái em ôm nốt cho nó hết nhá. Mã lên đơn là M32 kèm số điện thoại. M32 kèm số điện thoại cho em. Chưa toàn hàng đẹp cho các bé mặc Tết thôi. M32. Em xả nốt cho các chị 159.000. 30 đến 32 cân, 30 đến 32 cân. Comment M32 này anh này. M32. Giá tiền xả nốt các chị yêu là còn 159. Ok em chào chị Vi nhím nhím nha. M32 cho em. Đồ bé trai dạ ok chị yêu ạ. M32 đúng một cái đâu. 159 nhá. Đây cái phao nam này còn một cái này này. Phao nam này từ 55 cân đến 68 cân. Phao nam 55 cân đến 68 cân còn một chiếc duy nhất xả luôn 155.000. 155. Comment cho em mã này luôn là M33 155 nhá. 155.000 này anh này. M33 155. 155.000 M33 cái này còn một cái màu vàng nữa đâu rồi? Cái này còn một cái màu vàng nữa đâu rồi. Lên đơn cho là M33 kèm số điện thoại. Chị Chi Mai em đi đơn rồi đấy. M33 cho em. Giá duy nhất thôi 155.000. Đẹp lắm luôn. Cho áo len hàng Quảng Châu luôn nha. Không phải len cái hàng len này đâu. Phải len cái dòng len hàng của xưởng này đâu nhá. Cái dòng len xưởng này đâu. Nhìn form nó xấu em chả bán lên nai với các chị luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là M33. Em chào chị gái nhẹ tâm. Comment cho em mã này luôn là M33 đúng không? M33, ơ tại sao mọi người chốt M33 nhiều nhỉ? M34 cho em. Đẹp chưa? 17 cân ạ. À. À cái này có size từ đây là xem là size 100 này. 110 này. 120, 140 này. Cái này của em là 130. Sao nam 155. 100, 110 này, 120 này, 140 này.
Cái này có size từ 10 cân nhá. Anh bóc bố cái giá của rõ em làm ra rồi. Cái lên đơn cho em mã này luôn nè. Có size đến 15 cân thôi, 17 cân. Cái này em có size từ 10 cân đến 17 cân 5 tuổi thôi nhá. 10 đến 17 cân 5 tuổi, con này đẹp quá. M3 mấy đây? M34. Em xả luôn các chị yêu, 89.000. 89.000 M34 kèm số điện thoại 89. M33 em hết rồi đấy, còn đúng một cái thôi mà. M34 cho em. Khổ ghê, cái lúc em bán đầy hàng ra trả chị nào chốt. Bây giờ em hết hàng rồi. M34 cho em kèm số điện thoại. Rồi để ngày mai xem là cái mẫu áo phao lam đấy em còn thì em lấy thêm các chị. Chốt đơn cho mọi người nhé. M34 cho em kèm số điện thoại. Xả nhanh các chị yêu với giá tiền là 89.000 đồng cả. Cái này còn một gì thôi đúng không? 89.000 đồng này. M34 cho chị Thúy lưu một cái. M34 cho em kèm số điện thoại nhá. M34 có 26 cân. Đây các chị cứ lên lại mã cho em là Mickey này đi nhá. Ngày mai còn màu gì mình lấy màu đấy. Nếu mà chị nào dễ tính hoan hỉ thì em chốt 16 cân cho em. 16 cân cho em nhá. Bình thường nếu như mà em đủ size này em có đến 30 cân cơ. 30-35 cân nhỉ mã này. Nhưng mà không biết là ngày mai em về được màu gì. Thì ngày mai cũng chỉ còn có 20 cái thôi. Nên là các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn là áo Mickey này mã mấy. Em cứ tạm thời chốt màu hồng nhá. Ngày mai nhà em sẽ báo màu cho các chị yêu. Hả? Mickey của em là 16 cân nhá. Cho đến tầm 20-30 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Được chưa? Mã này của em là 189.000. Mặc đẹp lắm mà không cần quá dày đâu mà vẫn ấm. M22 kèm số điện thoại. Em tua lại một lần này thôi nhá. Bởi vì nó cũng chỉ còn 20 cái nữa thôi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M22. M22 và kèm số điện thoại. M22 kèm số điện thoại cho em. M22 và kèm số điện thoại cho em xem. Giờ chạ với giá tiền của nó là 189.000 đồng. M34 chị Tâm Bảo có đơn. M34 chị Hoa Mai. M3 cái gì? Size từ 10 đến 17 cân 5 tuổi thôi. 89.000 đồng. M34 89.000 nhá, hàng Quảng Châu. Lên tiếp các chị M35 này. M35 quần này mặc gọi là cực kỳ sướng ạ. M22 cho chị Vân Du ạ. Ok chị yêu ạ. Lên là M22 cho em. Để cho 189.000 ạ. Cho chị Thúy Lưu ạ. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M35. M35 kèm số điện thoại này. M35 cho em và kèm số điện thoại. Lưu ý rồi là quần nhung nhá. Cái này là dạ nhung. Hàng này dày. Dày và cực kỳ mịn luôn ấy. Nó sẽ giữ nhiệt cực kỳ tốt ạ. Chị Trang còn quần len tăm cho bé không? Em còn, chị rùa con. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M35. Em đầy hàng đầy đủ size nhá, không phải hàng free size đâu, một form đâu. Cái này là có size số luôn, từ 40 cân cho các chị đến 60 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là M35 màu lâu này, M35 màu đen. Hết màu ghi à anh ơi. M35 cho chị Hà Thu, M22 ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M35 và kèm số điện thoại nhá. M35 và kèm số điện thoại. Các chị này, nhấn cho em xin để bấm cho em xin cái nút theo dõi page đi để chế độ xem trước giúp em, tại vì nhà em không chạy quảng cáo nên là nhiều khi các chị không thấy bài like của em được. Các chị để chế độ theo dõi page cho em và nhấn cho em xin cái nút xem trước nhá. Ok, M22 chị Đào Hồng Phúc có đơn. Cái lên đơn là M35 màu đen và màu lâu cho em, 95.000 một cái. 95.000 một cái cho em M35 và kèm số điện thoại nhá. M35 và kèm số điện thoại cho em 95.000 đồng một cái. Được chưa? Đây xem là cái váy này em còn mấy cái này, em xả luôn các chị yêu này. M36, M35 cho chị Quỳnh Mai, M35 cho chị Tuyến Kim Tuyết, cho chị Ngô Tuyết có. M35 95.000 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền có M35. Comment cho em là M35 kèm số điện thoại nhá. M35 kèm số điện thoại cho em, mã lên đơn là M36 này. 16 cân cho đến tầm 3 16 cân cho em. Cái mẫu này còn 16 cân đến bao nhiêu cân nhỉ? M36 16 cân cho đến tầm mà. Cái này còn ít hết à? Mẫu này hết rồi anh ơi. M36 em còn từ 16 cân cho đến 20 cân thôi. 16 cân cho đến 20 cân. Comment M36 xả luôn 149 này. Xả luôn 149.000. Comment thôi là M36 ạ. Hàng Quảng Châu đẹp luôn. Các chị lên đơn cho con này là váy tàu này là M36. Cho chị Đoàn Kim Ngọc có. Chị Trương Mai có M35. Ok các chị. M35 có không có size 80 cân chị nhắc. Cho chị Đặng Hàng M35. Chị Vũ Thảo M35. Cái lên thôi là M36 ạ. M36 giúp em và kèm số điện thoại ạ. Lên đơn cho mọi người với giá tiền của nó sẽ là, lên cho các chị này, có từ 16 cân cho đến 20 cân thôi, còn 3 cái. 16 đến 20 cân 149.000. M36 chị Phương Hân có. M35 của em là cái quần dạ mà bo gấu theo chữ ấy. M36 ok chị Minh Hạnh Lý có M22 ạ. Cho em xin quần lót lông bé gái đi. Comment cho em là M36 nhá, xả luôn 149. Em xả luôn con đấy 149.
Tiếp tục lên các chị M37 này. M37 còn 2 cái này. Comment cho em mã này luôn là M37 ạ. Đẹp chưa? 155.000. M37 một cái 16 cân đến 16-17 cân, 18 cân. Một cái là 16 đến 18 cân. Một cái của em là size tầm 20 đến 25, 20 cân đến 22 cân. Comment cho em mã này là M37. Chị Ngô Diễm Tình có, chị Hải Yến có. Ok chị yêu. Comment cho em mã này áo đằng sau á chị. Áo đằng sau của em này là 189, áo này là 195, áo này là 189 nhá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M37 ạ. M37 là màu đỏ. Anh ơi ghi M37 màu đỏ. Một cái là size 16-18 cân, một cái là size 20 đến 23 cân. Comment M37. M37 đúng không? 155.000. 155 hàng Quảng Châu. M37 kèm số điện thoại. Tiếp tục lên áo siêu nhẹ cho mấy gái này, đẹp tí luôn. À nhưng ngay còn nhìn thấy một cái màu rêu này. Màu rêu này. M37 cho chị Nhật Huệ, một cái 16 đến 18, một cái 20 đến 23. Comment M37 kèm số điện thoại giúp em. M37 kèm số cho siêu cốc nước là áo vàng có size 36, áo vàng đằng sau có size đến 40 cân, nhưng cao bé cao tầm 1m40 trở về thôi nhá. Bé cao 1m50 là bị ngắn. Dạ. Váy là 155. Ok, M37 chị Nguyễn Hà, cái này lên đơn là M38. Em xả lốt 149.000 đồng. Móc của này em để đây lại đâu hết rồi nhỉ? Quay nhỉ, cái gì mà hát thì hơi ghê đấy. Lạnh quá. Ừ. Em vứt giấy này nhiều móc lắm. Đây. Okay. Lên đơn các chị má này luôn là M30 mấy nhỉ? M37 ok chị Hằng Na cũng có cho chị Nguyễn Hà. Ôi giời M37 nhiều chị chốt đấy. Lên cho em là mã này luôn là M38. M38 kèm số điện thoại. M38 8 cân đến 16 cân 5 tuổi. 8 đến 16 cân 5 tuổi cho em 149 nhá. 149.000. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn cho em mã này luôn là M38. Bộ nỉ lam đi á. Ok chị. Mai kiểm tra lại hộ tớ cái đơn gửi Việt theo về. Ok chị Trần Ngân Trần Nga. Ô cái này nếu mà hay là chị gửi về đây chị ghi cái tên gì. Lên cho em mã này luôn là M38. Áo vàng đằng sau ok chị Hào Lê. M38 kèm số điện thoại cho em. Áo vàng đằng sau của em là M bao nhiêu nhỉ? M38 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? 149.000 đồng. 149. Ôi dồi ôi, cái áo hoa cúc ngày hôm trước các chị tranh nhau chốt mà hôm nay vẫn còn đây. Được chưa ạ? Lên đồ người lớn áo cúc. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M40. Ôi dồi ôi, hôm trước bao nhiêu chị chốt này. Con này em còn 17 đến 22 cân. 17 đến 22, 23 cân cho em nhá. Mã lên đơn là M40. Còn một chiếc duy nhất thôi, 179. Hả? M38 là cái áo len áo siêu nhẹ bé kia kìa, anh không nhìn à? Màu hồng ấy. 149.000 à. M38 cho chị Hoa Thủy Tiên một cái. Váy treo đằng sau có không có 35 cân chị Lữ Châu. M35 cho chị Mặt Trời. M38 cho chị Vui Nguyễn. Cái lên đơn trang luôn là M39 một cái duy nhất thôi. M39 còn một cái. Xả nhanh các chị yêu này. Xả nhanh các chị yêu là 170.000. Chị yêu nào ok mình lấy nhá. M39 này. Một cái. Tớ ghi ok chị M39 cho em kèm số điện thoại. Hôm nay hỏi chị tươi chưa? M39 kèm số điện thoại cho em. M40 M39 ấy chị ơi. M40 còn một cái này. Lại ốm mà còn đeo rồi nữa. Hoa cúc không có 15-16 cân. Không có 15-16 cân rồi chị ơi. M40 cho em. Cái này lên đơn là M40 cũng còn một cái. 16-18 cân. M40 225.000. Paka này mẫu này bé trai bé gái đều mặc được. Hoa cúc 170. Không có. Dáng dài người lớn á, chưa tìm được cái lô nào đẹp á chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M40 à? M40 cho em, đẹp chưa? 225.000 nhá, 16-18 cân. Mẫu này thì bé trai bé gái đều mặc ok. Bởi vì nó thêu cái chữ này này. Được chưa? Mẫu này thì bé trai bé gái đều mặc ok. Túi của nó là túi vuông. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn là M40, đúng một cái thôi nhá. Một hạ 225. Lên M41 tiếp. Áo vàng đằng sau không có 10 cân đâu chị Nguyễn Vui. Áo 10 cân bây giờ em chỉ có cái mẫu đỏ kìa. Mẫu áo gấu đỏ còn nhiều không nhỉ? Vừa nãy sợ các chị chốt hết rồi. Nào các chị ơi comment cho em mã này luôn này. Bên trong nót lỉ nhá. Ok chị Ngọc, chị Ngọc Đinh Ngọc Quyên có. M39 cho chị Hiền Trần Thị ok. Có đơn buổi chiều comment dồn đơn chiều giúp em. Cái này các chị lên đơn cho là M41. Đây mọi người nhìn cho này. Quần nót lỉ của bé gái 16 cân cho em. Có từ 16 cân nhá cho đến 26 cân. M41 cách số điện thoại.
M41 16 đến 26 cân. M41 cách số điện thoại cho em. Ơ cái này còn nguyên màu mẫu này à? M41 em lên tổng hợp các mẫu nha. Ok chị Thúy Trang Trần có. Cái này lên đơn cho là M41 áo vàng đằng sau 28 cân. Ok chị, lên cho em mã này luôn. Lát like xong check tin nhắn inbox muốn xác nhận đổi hàng. Ok, chị Thảo My cứ gửi về đây đổi hàng. Bên em có bạn chuyên quản lý vấn đề đổi trả nha các chị yêu. Có một bạn chuyên quản lý vấn đề đổi trả khách hàng cho chị Lữ Châu. Cái lên đơn cho em mã này luôn là M41 giúp em. Em xả 65.000 đồng một quần. Em xả xuống còn 65.000 đồng một quần nhá. Hàng này bình thường em bán 79.000 đồng đấy. Bây giờ em xả cho chị còn 65.000, có size đến 26 cân. Để cho các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn là M41, không chọn mẫu nhá. À không chọn mẫu, đây nó chỉ còn gần này mẫu thôi mà. Nó em chắc chỉ còn tầm 30 cái thì đấy thôi. Lên đơn cho em mã này luôn là M41 cách số điện thoại. 16 cân cho đến 26 cân. 16 cân cho đến 26 cân 65.000 đồng một cái. M41 cho em ạ. M41 cho chị Thương Mai có. M41 cho em đi mọi người. M40 chị Lữ Châu rồi. Cái này lên đơn là M41 cho em. Được chưa? Em bán xả tặng các chị luôn 65.000 cho nó hết hàng thôi. Cho nó hết hàng nha các chị yêu. M41 cách số điện thoại cho em. M41 cách số điện thoại cho em. 20 à cái đấy của em là với giá tiền của nó là 65.000. M42 này em còn 3 cái hồng, 3 cái cam. M42 này. M41 chị Minh Hạnh Lý có. M41 chị Ngô Diễm Tình. Anh ơi ghi M41 đi. M41 là quần nỉ của bé kìa. M41 cho em và kèm số điện thoại. Hả? Đấy M41 đây. M40 là cái gì á? M41 cho em. M42 làm gì có M42, đã lên M42 đâu nhỉ? M41 cho em kèm số điện thoại. Váy vừa rồi bao nhiêu cân chị Ngọc Diệp ơi, là váy gì? Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M42 này. M42 là váy tiểu thư cho bé gái. Em chỉ còn size S, size M thôi, size từ 20 cân, à size từ 18 cân đến 23 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M42. 109 nha. Cho chị Nguyễn Toàn M41, cho chị Yến Ngô M41. Chị Thương Mai có M41 rồi. Các chị lên đơn là M41 cho em và kèm số điện thoại. Ơ chị Nguyễn Nga ơi, gửi về địa chỉ cũ á. Nhưng mà chị mua hàng bên em chưa? Mua hàng bên em rồi mà vẫn như các chị mua hàng rồi. Nhưng các chị phải dùng số điện thoại cũ nhá. Tức là các chị đợt trước bên em đổi dùng bằng số điện thoại nào đẩy. Nó trên app của cái phần mềm đẩy đơn ấy các chị, nó chỉ lưu giữ là số điện thoại với cả số điện thoại đấy thôi nhá mọi người nhá. M41 chị Hoa Thủy Tiên. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M42. Dạ ok chị gái, ok chị Trần Cảnh. M42 cho em đẹp lắm. Cái mẫu này hôm đầu em có size đến 40kg nhưng bây giờ em chỉ còn size từ 18 đến 23 cân thôi. Xả luôn cho các chị yêu với giá tiền là 109.000 đồng một cái. M42 hả? Cái này còn size SM. 18 cân đến tầm 23 cân. Hả? 18 đến 25 cân á? Làm gì còn mấy đâu? Ờ, hết rồi, còn đến mấy cái thôi. 18 đến 25 cân cho 18 đến 22 cân thôi. 23 cân thôi các chị nhá. Lên đơn cho em mã là M41 kèm số điện thoại. Xả nhanh các bác luôn, giá tiền của nó sẽ là 109.000. M42 mua nhiều rồi, địa chủ rồi. Ok, thế mà không tìm thấy à? Chị lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại đi. Lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại để mai bên em đưa cho các bạn viện theo xem nào. Áo vàng chị Thanh Thùy Nguyễn có. Cái này các chị lên tiếp cho mọi người mã này luôn là M43. À em còn muốn lên xả cái áo. Ơ cái quần mèo này còn một cái à anh? Quần legging nữ này. Legging nữ còn 3 cái này các chị này. Legging nữ còn 2 cái, còn 2 cái legging nữ. 40 cân đến 50 cân cho em mã này lên đơn là M44. M43 chứ đúng không? M43. Legging nữ nó lỉ. Em xả luôn còn 88.000. 88.000 legging nữ đẹp ơi đẹp luôn. Các chị lên đơn cái này nó có chữ like ở dưới chân. Comment cho em dáng thể thao. Mã lên đơn là M43, còn 2 cái nhá. M43 còn 2 cái. Các chị yêu lên đơn cho em mã này là M43 đi. Em xả nhanh các chị 88.000 đồng. Xả nhanh các chị 88.000 M43 kèm số điện thoại cho em. Này anh ơi, M43. Ok các chị, M43 kèm số điện thoại cho em. Váy này chiều, đúng rồi, chất nhung, đúng rồi, chất váy này chiều mình vừa nhận hàng rồi, chất nhung đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thảo My, lên cái dáng của nó cực kỳ cưng luôn. Không biết là còn những cái mã tay bồng tay biết xem còn không nhỉ. Lên cho là M43 kèm số điện thoại nhá. M43 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Anh M43 có 2 cái đấy thôi.
cái quần legging legging của Lữ nót lỉ đấy. Giá tiền là 88.000. Đúng rồi, M43 kèm số điện thoại. Chăn ông Kiều em hết rồi chị nhá. Chăn Kiều bây giờ em chỉ còn chăn chăn hàng suốt thôi, chăn hàng suốt Úc thôi, còn nguyên màu hồng thôi đúng không? Ui dồi ôi, con quần này ở đâu ra đây? Các kiểu mẫu quần này cho các chị yêu này. Quần của bé nhưng mà chất u mì Hàn. Chất u mì Hàn này các con mặc được cho em là 4 mùa nhá, không lo nóng cũng không lo lạnh, không lo xù vải, được chưa? Các chị lấy đơn cho em mã này luôn, đẹp quá mọi người ơi, chất của nó này. Cái này em có size đến 35 36 cân cho em mã này, các chị lên đơn là M44 đúng không? M44 ạ, áo vàng đằng sau của em là 4195. Chị yêu nào chốt cái mã lên đơn cho em là M44 đi ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Bán nhanh nha các chị yêu mẫu này. M44 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? 55.000 một cái. 55.000 một cái M44 cho em, để em chốt từ bao nhiêu cân đấy, chốt từ cái size bé em cho riêng size bé, còn cái này size to này. Cái này size to còn có người này, còn có người này cái đúng không anh? Cái này còn size đến 38 cân nhá. Cái này còn size đến 38 cân cho em. 1 2 3 4. Cái này có size từ 30 cân đến 38 cân. 30 cân đến 38 cân cho em, mã này lên đơn là M44. Em xả tặng các chị 55.000. Chất của nó đẹp tuyệt vời luôn. M44 kèm số điện thoại 55.000 một cái. M44 cho em. M44 là chị Lữ Châu một cái. Các chị lấy mấy cái, các chị comment M43 chị Đặng Thị Minh Nguyệt, ok chị. Các chị lên đơn trên mã này luôn là M44. Quá đẹp luôn mọi người. M44 kèm số điện thoại, áo đỏ đằng sau lưng của em là 165. Áo vàng có size đến 40 cân. Các chị lên đơn trên mã này luôn. Đấy anh vứt ra đấy cho Mai chúng nó nhặt luôn. M45 kèm số điện thoại cho em. Anh ơi xem ở cái quần ở ngoài kia kìa. Anh mang lốt đen khoảng 29.000 đi. Nào cái quần hip hop của bé trai này, bao nhiêu chị hỏi đây, bao nhiêu chị hôm trước hỏi em đây. Nó bị sót kho có 3 cái thôi, có size đến 40 cân này. Cái M44 là chị Tân Nguyễn có. Ok chị gái Nguyễn Thu Hương có. Cho chị Thương Mai có M44. Cái này comment cho em là M45. M45 của bé trai, quần hip hop của bé trai. Quần hip hop của bé trai có size đến 40 cân này. Size từ 30 cân đến 40 cân thôi. Cái này em chỉ còn size từ 30 cân đến 40 cân. Lên đơn cho em luôn là M45. M45 kèm số điện thoại. 30 cân đến 40 cân. Em xả luôn các chị luôn này. 75.000. Quần hip hop của bé trai. Cái này là vải u mì đẹp luôn. Chứ đấy, dáng hip hop cho em. Lên đơn cho em mã này luôn là M45. 75.000 nhá. Hàng này trước bán 85.000. M45 còn 3 cái. M46. Cái này còn 1 cái à? Cái này còn 1 cái à anh? Cái này M46 còn 1 cái. Lên đơn cho là M46. 79.000. Quần mèo của chị em mình, nót lông nhá. 79.000, cái này là size gì đây? Cái này của em là size tầm khoảng là 40 đến tầm 47 cân, 40 đến 47 cân. Comment M46, M45 cho chị Nhật Huệ có, chị Bằng Lăng Tím có M45. Comment trên mã này luôn là M46 một cái duy nhất thôi. Xả 79. Xả 79.000, M46 kèm số điện thoại giúp em. M46 kèm số điện thoại, M45 cho chị Nguyên Nguyên. Ok, M46 cho em nhé. Áo đỏ không còn 17 cân đâu chị. Lên đơn là M46 kèm số điện thoại cho em. Xả còn M46 là cái gì nhỉ? 79. Áo vàng với màu hồng sau có. Cái nào cũng có hai. À cái màu hồng có 22 cân. Cái màu vàng thì có từ 25 cân chị Vi Huyền Trang. Cái này các chị lên đơn là M48 à. Này kéo cái này xuống. M46 chị Dung Dương. M47 tiếp. M47 cách cân này. Ôi giời. Ôi cái cách tân này nó có từ SML hay sao nhỉ? Đây đây đây. Có đến 4X. Anh xem cho em con 4X này. Không, 7X hết rồi, 7X chiều nay chốt hết rồi. 40 cân đấy gì? 40 cân chiều nay chốt hết rồi, ngày mai xem còn có chị nào xả không thôi. Cái này có từ M. Còn mẫu mới này thôi, còn mẫu cũ chiều nay chốt hết rồi. Mẫu cũ chiều nay các chị 40 cân các chị chốt tiệt rồi. Được chưa? Áo vàng sau 40 cân, lớp 6 vừa, cứ tầm 40 cân. Tầm 40 cân nhưng cao 1m4 đổ về cho em. Mã này em có từ 16 cân này. Chất lượng tuyệt vời luôn.
16 cân cho em nha, cho các bạn đến tầm khoảng là bao nhiêu cân? Hả? Đến 28 cân. 16 đến 28 cân là em còn size mã cách tân ba hoa này. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M47 đúng không? M47 đẹp quá. M47 không còn chỉ treo hết lên đâu nha các chị yêu. Lên cho em con này là M47 kèm số điện thoại. Chợ M47 kèm số điện thoại cho em 16 cân nhá, 16 cân. Cái này là nhung ép. Nó không mềm đâu mà nó mới đẹp. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M47. M47 và kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu ạ. Váy hồng đằng sau là mã gì chị ơi? Váy hồng là mã nào chị? Cái lên đơn cho em không nhớ. Cái lên đơn là M47 cho em. 16 đến 28 cân à? 16 cân đến 28 cân. Em xả nhanh các chị luôn là 100. Bao tiền nhỉ? 135.000. Size bé xả lốt 135. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M47. M47 135, đẹp lắm, kèm cân nặng vào đấy cho em. Cái mẫu này bình thường nó có đến 40 cân cơ. M47 các chị ơi, tranh thủ chốt lốt đi để mấy em về hàng của mẹ. M47 chị Nguyễn Nhung một set. Lên đơn là M47 và kèm số điện thoại cho em. 135.000 ạ. 135.000 ạ, M47 kèm số điện thoại. 135 nhá các chị. 135.000 một set, mọi người lên đơn thôi là M47. M47 kèm số điện thoại. Chị Thảo My M47. Comment là M47, 135. M47 cho em ạ, Paka Lữ không còn 45, M47 chị Thảo Vi một cái. M47 chị Dương Hường một cái. Comment thôi là M47. Kèm số điện thoại cho chị Ngọc, Đinh Ngọc Quyên một cái, đẹp thế nhỉ. M47 này đẹp lắm này các chị này. M47 cho em 135 nhá, size đại. Lên cho em con này là M47 và kèm số điện thoại. 135.000, chân váy là chân váy xếp ly nha các chị. Chân váy này là chân váy xếp ly. Các con có thể mặc rời cái chân váy này cũng ok. Mặc rời cái chân váy này cũng ok. Comment M47 cho em. Có áo len bé trai có chưa? Lên là M47 đi mọi người. Chị Đinh Ngọc Quyên có. Cho em xem áo đỏ à. Áo đỏ nhưng size bé chị ơi. Áo đỏ size bé tí thôi, không còn size to đâu. Comment giúp em là M47 và kèm số điện thoại nhé. M47 kèm số điện thoại giúp em. M47 kèm số điện thoại, trang lên cách tân chất liệu gấm chưa? Chất liệu gấm em lên rồi, vừa nãy em còn gọi chị đấy. Vừa nãy em lên em còn gọi chị ấy. M47 cho em nhá và kèm số điện thoại. Bộ của bé này, bộ của bé xả tặng luôn mọi người. Bộ của bé, váy dạ đằng sau. Váy dạ đằng sau của em là 147.000. 147.000. Cái này các chị lên đơn là M48. Anh ơi kiểm tra lượt chia sẻ, em chị nào chia sẻ nhiều nhất em tặng cái khăn kìa, quên mất đấy. À, thôi để tí nữa tặng được. Cái này các chị lên đơn trên mã này luôn là M48 đúng không? M48 đúng không? M48 16 cân đến 25 cân, màu trắng này vẫn còn đủ size đúng không? Hả? M48 em chốt từ 16 cân 4 tuổi cho các bạn đến 23 cân nữa thôi. 10 Ai nhiều nhất? Chị Cải Tây à? Chị Cải Tây còn ở đây không chị ơi? Chị Cải Tây còn ở đây không chị ơi? Để em tặng một cái khăn này. Chị Cải Tây mình còn ở đây không nhỉ? Đâu rồi nhỉ? Cái khăn em vừa vứt ra em bảo để tặng quà, em lại vứt đâu rồi nhỉ? Em quàng không? Em vứt đâu rồi nhỉ? Em quàng thử xem em vứt đâu nhỉ? Quần đang mặc còn. Ok chị. Chị Cải Tây mình còn đây không? 22 cân. Cái này em còn đến 23 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là mã gì nhỉ? M48. M47 cho chị Hạnh Lê. M48 cho em và kèm số điện thoại này. Em chốt cho các chị từ 16 cân 4 tuổi cho các bé đến khoảng 23 cân. Được chưa ạ? Đẹp ơi là đẹp luôn, 59.000 bộ này luôn. Bai xù em nhận về. Được chưa, mặc mà bai mà xù em nhận về nha các chị yêu. Lên đơn trên mã này luôn là M48 kèm số điện thoại. Áo hồng đằng sau rồi, đợi em tí ạ. M48 kèm số điện thoại cho em sợ hết hàng. Ngày mai nó mới lên được thêm 20 cái đâu. Lên đơn cho các chị mã này luôn là M48 kèm số điện thoại cho em nhá. Ngày mai còn màu gì mình chốt màu đấy. M48 cho em ạ, 59.000 đồng ạ. M48 kèm số điện thoại 59 nhá. Phao người lớn giờ chỉ còn mỗi mẫu Paka thôi, chẳng có cái mẫu gì khác. Lên đơn trên mã là M4,
8 kèm số điện thoại. Đâu rồi chị Cải Tây, còn đây không chị ơi, để em tặng quà nào. Thế anh cứ ghi tặng quà chị Cải Tây đi, chả biết cái khăn này em vứt đâu rồi. À đây, anh ghi tặng cho chị Cải Tây đi. Tí nữa chụp ảnh lên cho chị biết. Tặng cho chị Cải Tây cái quà khăn này không đồng nhá, có lượt chia sẻ nhiều nhá. M48 cho chị Nhật Huệ một bộ, M48 cho chị Hà Nguyễn một bộ. Có 59.000 đồng thôi, hàng công ty. M48 cho chị Hiệp Lê. Cái này của em là toàn bộ nó là hàng công ty nhá chị yêu. Chất đẹp lắm, hàng cốt tông 100%. Comment là M48 cho em và kèm số điện thoại. Với giá tiền của nó là 159.000. Đa số nó còn màu trắng thôi, M48 ạ. Váy dạ 22 cân rồi, ok chị gái luôn. Có nha chị Huế Phạm, M48 và chị Ngô Diễm Tình. Cái này em có size từ 15 đến 25 cân, mã M1. Mã M1 đấy chị ơi, mã M1. Ok chị anh Vũ, lên cho em là M1 kèm số điện thoại. M1 cho em kèm số điện thoại nha. M1 của em là 147.000. Các chị lên đơn cho mọi người mã này luôn là M49. M49 16 đến 19 cân. 16 đến 19 cân cho em còn một size số 8 thôi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M49. Ôi con chúa, hôm nay chắc lên chiều lên rồi, tối nay lên ít rồi các chị. Lên cho em mã này luôn là M49 kèm số điện thoại giúp em. M49 kèm số điện thoại cho em nhé. Xả nhanh cho các chị yêu, 69.000. M49 69. M49 cho chị Bằng Lăng Tím. M49 này 69.000 đồng một cái. Len tàu, len hàng Quảng Châu. Các chị yêu lên cho em mã M49. Áo đỏ đằng sau 13 cân vừa. Áo đỏ đằng sau, nhưng áo đỏ đằng sau ngoài đấy còn mấy cái. Hết chưa? Vừa nãy các chị chốt liệu hết chưa? Áo gấu ấy. Vừa nãy chốt hết chưa? Sợ là hết rồi. Sợ là hết rồi các chị. Ôi giời, hôm nay cái chị kia chị hỏi mãi cái này thì ngọ kêu hết. Chị Yến Lê chị hỏi mãi cái này. Ôi cái này mai để nhắn tin cho chị Yến Lê này. M1 cho chị Sùng Thị Mải có. M1 là 147.000. 147.000 đẹp lắm. M1 cho em ạ, lên lại mẫu quần đang mặc đi sao. Ok, cho em xin cái quần em đang mặc. Cái quần em đang mặc em thật sự các chị, mặc nó không bắt bụi này. Không bắt bụi mà nó nhẹ như không ấy, sướng lắm. Em cứ tắm xong là em mặc cái này. Tắm xong là em mặc cái này, mặc nhà sướng. Lên đơn cho em luôn. Cái này cất đi cho chị Yến Lê chị chốt này. Lên tiếp với các chị mã này luôn này. Đây quần em đang mặc là M50 đi, xả còn 78.000 một quần. Quần này là gió giãn nhá. Cái này vẫn còn đủ size à? Hả? M49 này vẫn đủ size à? Ơ sao các chị đã chốt M49 rồi đây này? Quần em đang mặc lên là M49 đi các chị. M49 của em là size cho các chị từ 45 cân. À, thế M49 này là cái này rồi chồng ơi. Lên đơn là M50 nhá. M50. Chờ em một chí nha chị Vivi Huyền Trang. M49 69.000. Ok chị Đinh Nguyệt đúng rồi. M49 cho em 69.000 đồng. Cái này lên là M50 78.000 đồng một quần. M50 kèm số điện thoại cho em. Cái này em vẫn còn đủ size từ 40 cân, 45 cân. Hình như chỉ còn một màu này thôi đúng không? Cái mẫu này 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 là quần Umi rồi. Còn một màu này thôi chị ơi. 69. Thế lên đơn cho em là M50. M50 cho em 78.000 một quần. Đủ size đến 65 cân. Comment rất là M50. 78 mặc thích mà, cái màu này mặc cũng dễ mà. Chị Vi Đức, áo hồng đằng sau lưng của em là M mấy? M22 à? Áo hồng đằng sau lưng của em là M22 phải không? Phải là M22 không hay M mấy? Hả? Đấy Mickey đây. Lên cho em là M22 nhá. Nhưng mà ngày mai em không biết có lên được không. M50 ok chị Huyền Zumi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M22 kèm số điện thoại. Quần em mặc là 78.000. Ôi em đọc đi đọc về á anh. Lên cho em mã này luôn là M22 kèm số điện thoại. M22 kèm số điện thoại cho em 189.000 nhá. M22 được chưa? Ý có màu khác thì lấy thêm, nhưng mà không còn. Màu khác nó không còn. Không còn mã này. Đây này em chỉ còn cái mẫu này là quần u mì. Quần u mì còn mấy cái? Đây này quần u mì này em lên đơn các chị là M50 78.000 cho chị Đặng Minh Nguyệt. M50 chị Ngọc Diệp có. Lên đơn là M50 kèm số điện thoại. Nói chung là cái mẫu này mặc thích mà, nhẹ. Lên đơn các chị mã này luôn là M51 này. Còn mấy cái? Đúng là quần 3 sọc u mì này gì? Comment cho em mã này em có từ size M. Từ 45 cân nhá, 40 cân. Cái này là từ 40 cân là mặc được. Côn ống này. Dáng này cái này là vải u mì cũng 78.000, cái này cũng 78.000. Comment M51 à? M51 cho em. Chắc là chỉ còn size đến 55 cân thôi. M51 cho em và kèm số điện thoại.
xả nhanh các chị cũng 78.000. Quần em mặc hết màu đen rồi. Các chị lên đơn trên mã là M51 kèm số điện thoại cho em. Có từ cái này có từ 16 cân, ô quên không đọc sai à? Có từ 16 cân cho đến 30 cân. 16 đến 30 cân comment M22, 16 đến 30 cân nhá, 16 đến 30 cân giúp em. M49 ok chị Yến Hoàng Phi có. Cái lên đơn cho là M51 chị Huyền Zumi một cái. Một đơn một áo đỏ 13 cân ok chị. Áo đỏ 10 cái áo đỏ này áo gấu này nè. M mấy? Em vứt áo gấu ra ngoài về à anh? Đây này, cái mã này em còn một cái, hai cái này. Ôi dồi ôi. Mã này mới là đẹp này, không thôi. Mã này mới là đẹp này. Mã này lên đơn là M52. Các chị nhìn của em này, hàng siêu nhẹ nhá. Cái này em còn từ 13 cân cho đến 16 cân, 13 đến 16 cân cho em. Còn một size sao, còn đúng size 110 thôi. Các chị lên đơn là M52 cho em và kèm số điện thoại. Xả nhanh các chị 179.000 đồng. 179. Cái này mua ngoài 250 nhá. 250 trở lên hết không có đâu. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn, đẹp ơi là đẹp luôn, yêu lắm. Hàng nhẹ như không. Lên đơn cho em mã này luôn là M52, có hai cái. 13 đến 17, 13 đến 15, 16 cân. Chị yêu nào chốt cái mã lên đơn là M52 cho em và kèm số điện thoại. M50 chị Vi Huyền Trang một cái. M52, M22 chị Phạm Huyền một cái. Ok. Lên đơn cho em mã này luôn là M52 à. M52 có hai cái nhá mọi người ơi, 13 đến 17 cân, 13 đến 16 cân. Đẹp quá. 179.000 đồng. M52 kèm số điện thoại. M52 cái áo có chữ ở ngực liệu còn đơn không nhỉ? M52 kèm số điện thoại cho em. Đây áo có chữ ở ngực thì như hôm nay còn màu này này. Màu đỏ này. M52 cho em. Xét dạ kia, xét dạ là 147, mã M1 chị Huyền Zumi. Mã M1 cho em. Cái này em còn size đến 2X à? 3X, cái này vẫn còn từ 18 cân đến 30 cân. 18 cân đến 30 cân, 229.000. M52 chị Hoa Thủy Tiên một cái. M52 cho em, cái đấy đẹp lắm. Cái lên đơn là M53. Con này thì chị nào thích giày thì chốt trong mã này. M53 kèm số điện thoại. Còn 3 cái. M53 18 đến 2 đến 30 cân. Comment riêng là M53 229. M22 chị Vi Huyền Trang. Cái lên đơn là M53 cho em. M53 kèm số điện thoại. M53 kèm số điện thoại cho em. 229.000 lốt. 229 M53 kèm số điện thoại. M1 ok chị gái luôn. M1 cho em. Cái mẹ này lại M50 chị mặt trời. Cái lên đơn cho em là M53 kèm số điện thoại cho em. Ẩn comment lắm mọi người ơi. M53 và kèm số điện thoại giúp em Trang. 229. 229.000 đồng một cái. 229.000 đồng cho em là một cái. M53 kèm số điện thoại. Anh lại chia sẻ cái page này lên à? Hả? Cái này là chẳng có. Không, cái này là đánh sai ở mác thôi. Ok, M52 cho em. M52 hay M53 đấy? M53, ok chị Thùy Trần Phạm có. Comment mã vào đấy cho em. Comment mã vào đấy cho em, ngày mai các chị thích đổi gì đổi. Còn thì đổi mà các chị hết thì thôi nhá. Còn thì đổi mà các chị hết thì thôi. Được chưa? Hả? Có size bé, có size từ 1X đấy. Còn có 4 cái đấy. Cái đấy còn 4 cái thôi nhá. 3 hay 4 cái thôi. Nào xả tiếp, xả tiếp. Các chị ơi, xả tiếp mẫu này. À đây cái váy tiểu thư vừa rồi còn một đống đây này. À cũng còn size SM thôi. Váy tiểu thư vừa rồi chỉ còn size SM thôi. Đây các chị lên xả tiếp M53 cho em. M53 ok chị Phương Quang Phúc có. M53 chị Lý Dinh. M54 làm gì? M44 ok chị gái. Chị gái Khánh Trần M44 là cái gì đấy? Đây, cái áo này lên cho các chị luôn là M54. Đây các chị nhìn cái chất nhung nót của nó này. Chất nhung nót của nó này các chị này. Lên cho em con này là M54 à. M54 và kèm số điện thoại nhá. M54. Đây các chị nhìn hộ em cái chất nhung của nó này. M54 129.000. M54 129 nhá mọi người. Có size từ 17 cân đến 40 cân đúng không?
17 đến 40 cân, M54 màu vàng. 35 cân thôi. M54 bây giờ còn đến 35 cân thôi các chị. M54. Ok chị gái Thùy Trần. M54 kèm tối đấy, M54 có size đến 35 cân này. Đây size 7x đi đây. Size 5x mà đã to này, hết 7x à? 6x thôi. Cái này em có đến size 35 36 cân, các chị lên đơn là M54 giúp em. Đẹp ơi là đẹp luôn, nhìn cho em cái chất nhung này, ấm hơn len nhá. Ấm hơn len cho em M54 cho em. Được chưa? 129.000 M54 chị Tuyến Kim. Cái mã này em đảm bảo luôn, bé gái bé trai đều thích. Bé trai hôm trước về là cháy hàng luôn nhá, về là không còn hàng. Em lấy bé gái nhiều hơn, tại vì khách bé gái nhà mình nhiều hơn. Lên cho em mã này luôn là M54 màu vàng này, màu hồng này, 129.000. Và em có màu hồng đỗ nữa nhá. M54 có cả màu hồng đỗ. Các chị yêu lên đơn vào đấy cho em là M54 kèm số điện thoại. M54 chị Nguyễn Hà, chị Tuyến Kim. M54 cho em ạ, kèm số điện thoại. Em chào chị Tiên Nguyễn. Comment cho em là M54 cho chị Lữ Châu một cái. Chị nào chốt hai cái comment hai cái M54 cái này đẹp lắm. Nào lên tiếp M55 cho các chị. Cái này còn nhiều không? Cái quần này này. M53 cho chị Thúy Trần có. Cái này cứ ẩn comment, cứ phải thoát ra mới đọc được. M54 chị Lê Hường một cái. Mua không miễn ship, các chị mua tầm bao nhiêu tiền không miễn ship nha. Cho chị Nguyễn Dương Dương. Nhà em hỗ trợ ship các chị chỉ có thu 30.000 đồng thôi. Tầm này xả hàng rồi không miễn ship đâu các chị. Lên đơn mà tầm nào em bán cũng em không độn giá sản phẩm đâu. Người ta lãi 20-30.000 các chị này. Thì các chị mua tầm chục sản phẩm người ta miễn ship, nhà em không lãi nhiều đâu. 10 đến 10.000, 8.000 đến 10.000, mới cả 7-5.000. Có những cái xả lỗ rồi thì không nói, những cái lãi thì lãi trung bình cứ từ 5.000 đến 9.000. Được chưa? Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn. Là mã gì nhỉ? Thảm em còn đấy chị ơi. M54 kèm số điện thoại. M55 kèm số điện thoại cho em. Còn size từ 68 cân đến 80 cân đúng không? 68 cân đến 80 cân. Mã lên đơn cho em 95.000 quần dạ. Hàng của hãng này. Hàng nam các chị mua xấu về các anh không mặc đâu. Mà còn ăn quát ấy. Được chưa? Lại kêu là ăn quát mua đồ linh tinh. Rồi ok chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này luôn. Không miễn ship nha chị Nhạn Phạm. Em không miễn ship nha các chị yêu. Thông cảm giúp em không miễn ship, em nói thẳng luôn từ đầu. Có những chị là như hôm đơn vừa rồi chị Hương Giang là đi 25 triệu đúng không? Khách lẻ đấy. Chị ở bên sếp ấy mua 25 triệu nhưng bên em vẫn không miễn ship đâu, vẫn 30.000 tiền ship nhá. Bởi vì các chị mua nhiều, cái phí thu hộ của em nó cao. Bây giờ chị nào mua nhiều, chị nào mua nhiều cược nhá. Phải cọc em mới đi đơn nhá. Các chị mua đơn trên 1 triệu. Ngày trước thì em không bắt cược đâu, nhưng bây giờ gần Tết rồi các chị mua trên 1 triệu bên em, các chị phải cược các chị mới đi đơn. Còn nếu không các chị vui lòng cứ mua cho em tầm 500-600 đổ về thôi. Tầm 500 đổ về là em thích. Em cũng không. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M bao nhiêu nhỉ? M55 kèm số điện thoại nhá. M55 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 68 đến 80 cân, 95.000 một cái. 95.000 một cái cho em. Áo vàng đằng sau lưng em sợ là hết hàng rồi. Tại vì vừa nãy lên các chị cũng chốt nhiều. M55 cho em. Cái này lên đây là M56 còn một cái này. 45 cân đến 60 cân. 45 cân đến 60 cân. M54 chị Lam Bùi. Ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M56. Đây, hàng này các chị nhìn cho này. Nót của nó đây. M56 còn đúng một cái thôi. M55 là cái quần dạ của nam nhá. Cái quần nốt lông của nam là lên rồi đúng không? Cái áo này lên cho là M56. Có một cái thôi nhá, còn một cái thôi. Mẫu này hôm trước thì nó về được tầm mấy chục cái, nhưng hôm nay còn đúng một cái. M56 em còn một cái duy nhất thôi. 45 cân cho đến tầm 60 cân. Các chị lên đơn là M56. 209.000 đồng một cái. 209, M56 kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm. M56 này 209. Được chưa ạ? M56 209.000. Áo khoác vàng treo đằng sau có size 40 cân nhưng mà chỉ cao tầm 1m40 đổ về thôi nhá. Cao 1m50 là bị cọc. Được chưa? Cao 1m50 là bị cọc. Các chị nhá, lên đơn cho em mã đấy là M11 hay sao ấy. Không nhớ là M mấy. Cái áo vàng đằng sau là M mấy nhỉ? Nhưng mà áo vàng đằng sau có mỗi 4-5 cái thôi, sợ là các chị chốt hết từ đầu rồi. Còn có 1 hay 2 gì thôi. Đây các chị lên đơn cho mã này luôn. M56 chị Nguyễn Hà một cái. M56 là cái gì nhỉ? Ok, còn đúng một cái đấy thôi. Cái này các chị lên đơn là M57, 25 cân đến 35 cân. 25 đến 35 cân xả 76.000 một quần, quần dạ của bé gái nhá. Quần dạ của bé gái, cái hình bông cúc họa mi này thêu này. Comment cho mã này luôn là M57. M57 kèm số điện thoại cho em. M57 kèm số điện thoại cho em. Còn hai màu. Cái dây này để rút nha. M57 cho em kèm số điện thoại, màu ghi cho em này. Dáng thể thao côn ống rất là đẹp luôn. M57 dáng thể thao côn ống rất là đẹp. M57 em có màu ghi với cả màu đen.
M57 có màu ghi với cả màu đen. Các chị yêu lên đơn trên mã này luôn là M57. Xả còn 76.000 một quần. M57 thôi. Điều chị chốt M56 mới nhé. Cho em xin cái set, set bé trai kia đi anh ơi. M57 kèm số điện thoại. M56. Mặc thì mặc được, không bị ngắn đâu chị ơi. Nhưng mà ý là chắc cao tầm 1m70 đổ về thì sẽ đẹp vừa hơn. Set này còn 3 set này. Xả lốt này. Set này còn 3 set xả lốt này. Cái set này size M này. Cái gì đây? Cái này có size ML này. Quần hoa cúc hôm qua em chốt rồi, không có. Sao không có? Chị nhận phạm là như nào em không hiểu đâu. Nhà em hàng đấy còn nhiều lắm, em mới xả đấy. Em sợ không kịp cập vào Tết nên em mới xả đấy các chị. Cái này em chỉ còn size M với size L thôi. Áo không còn bé trai 35 cân nữa rồi chị ơi. Cái này lên đơn cho em luôn. Cái này em có size từ 17 cân cho đến 25, 17 cân cho đến 23 cân, 17 cân cho đến 23 cân. Nó còn hai size là size M, size L. Comment M58. Loại to không không có đâu chị ơi. M56 em hết, em còn một cái thôi mà. Cái đấy em còn có một cái size XL thôi sao ấy. Các chị lên đơn trên mã này luôn là M58 kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm set này ấy. M58 đúng không mọi người nhỉ? M58 em xả cho các chị yêu với giá tiền. Ok, chị Vũ Thảo có M57. M57 của em là quần dạ cho bé gái nhá. Lên cho em mã này luôn. Thế nhường M56 dạ ok chị. Cái này lên cho em luôn là M58. Một set này em xả luôn các chị luôn là 135.000. Set này trước em bán là 149 nhá các chị. Set này trước em bán đủ size là 149. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M58 đi. Xả nhanh các chị 135.000. 135, cái này em còn hai size là size M với size L. Hai set size M và một set size L. Các chị lên đơn cho em là M5. Ok. M57 còn mà, M57 cho chị Vũ Thảo. M57, M58 cho em. M58 là em còn 3 set nha. Chắc là sợ nhầm với cái mã nào thôi. M58 giúp em và kèm số điện thoại. Kẹp đâu anh? Kẹp còn nhiều à? Sai cái set đấy á. Set còn size M, size L, 17 cân. 17 cân cho đến 23 cân. Lên đơn là M58. 100. Cái đấy không còn 30 cân rồi, trước nó có đến 35 cân nhưng mà hết hàng ấy chị. Còn có 2, có 2 3 set thôi, còn có 3 set là 2 set size M, 1 set size L. Áo len kẻ này còn không? M58 cho em và kèm số điện thoại. Áo 135.000. Cái áo len kẻ này còn không? Hả? Đây lên đơn cho các chị M59 áo len kẻ này. Em xả nhá, 169.000 ạ. Xả 169 ạ, len kẻ len lông này các chị yêu nhìn cho em này. 169.000 đồng cái này ạ. 40 cân cho các chị đến 65 cân là ok ạ. M56 em không có đâu chị nhá. Chị lừa pha nên hay không còn hàng. Em bảo cái M56 của em là nó chỉ còn một cái thôi. Mỗi màu thế thì có chị nào hôm nay chốt đơn chưa? Thế thì mỗi màu này em còn một cái thôi, em tua nhanh, chị nào ok thì mình lấy nhá. Áo em mặc có bán chị ơi, 45.000. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M59 cho em. Màu lâu, màu xanh. Lâu xanh và màu hồng. 169.000. Tại vì mã này em sợ là hôm qua các chị chốt rồi. Đơn nhà mình chưa nhặt kia còn tầm khoảng 10 đơn không? Đây các chị lên đơn cho em con này là M59 nhá. Đẹp ơi đẹp luôn, lâu một cái này. Kẻ lâu, kẻ xanh và kẻ hồng. Mỗi màu còn cái, 169. Áo em mặc nhá. Áo em mặc các chị lên đơn là M60. Đấy chưa ạ? M60 cho em. Con này mặc thì cực kỳ phê. Mặc thì cực kỳ đẹp rồi. Nói chung là M59. Ok chị Nguyễn Hà. M59 cho em 169. Cái này nó có cả lỡ tay và cả cộc tay nhá. Cả lỡ tay, dài tay. Nói chung là các chị chọn màu thôi. Em xả nhanh các chị yêu cái mẫu này với giá tiền là 45.000 một cái. M60 cách số điện thoại cho em. Màu nào mặc lên đẹp. M60 và kèm số điện thoại, mẫu nào mặc lên đẹp. Các chị thích chọn dáng rộng thì chọn dáng rộng như em. Dáng rộng rút bụng. Còn không các chị thích chọn những cái dáng ôm này cho em. Đến 58 cân đổ về. Dáng rộng này thoải mái các chị đến 60 cân. Comment là M60 màu đen, màu lâu, màu trắng này. Màu vàng cho em. Em bán cho các chị yêu với giá tiền của nó là màu hồng nữa này. Với giá tiền là 45.000 M60. M59 đến bao nhiêu cân em nghe không rõ. M59 nó là free size len đấy á. Cái này lên đâu là M60 cho em màu đen này. Được chưa? Màu nào lên đẹp. M60 màu lâu cho em. Các chị cứ chốt đi, con này đẹp lắm. M60 màu vàng. Comment cho em là M60 kèm số điện thoại nhá.
M60 màu trắng cho em này, kiểu cổ tim. M60 kèm số điện thoại. Được chưa? Xả nhanh các chị 45.000 một cái. 45 M60 kèm số điện thoại giúp em. Dài cách tân em lên rồi. À cho em xin cái áo ấy đi. Cho em. Ok chị gái Thúy Trần có. Ủa M59 thì các chị chốt hết rồi đấy. Còn một cái màu lâu nữa là hết. Đây, M60 giúp em nha. M60 kèm số điện thoại cho em. Nào khăn tắm Hàn. Quần dạ hoa cúc 1m4 mặc được không Trang? Mặc được chị Jose. Em mặc vừa. Em mặc vừa size to nhất, nó chỉ hơi ngắn một tí thôi. Các con cứ cao 1m40 là ok. Đây là size 34 này. Em mặc vừa size to nhất là size 35. Đây các chị nhìn cho em. Quần hoa cúc này đẹp lắm. Đấy, đây. Đây là đang là size 34 nhá. Đây đang là size 34. Đây chưa các chị, cái form này của nó là kiểu form baggy ấy. Quần này đẹp kinh khủng luôn ấy. Có 76.000 em ôm. Nó đẹp quá nên em mới ôm tham. Được chưa? Áo nỉ cho bé trai 26 cân em hết hàng rồi. Cái này các chị lên đơn là khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại này. Khăn này vừa dày vừa bông nhá. Vừa dày vừa bông cho em. Thấm hút nước cực kỳ tốt. Lên đơn là khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại. 45.000 nốt nhá. Rộng 70 và rộng 70 và dài 1m4. Cái này của em Trang là rộng 70 và dài 1m4. Comment giúp em là khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại. Comment giúp em Trang là khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 45.000 đồng một cái. Em còn tầm khoảng 10-20 cái nữa đấy. Lên đơn là khăn tắm Hàn M60 chị Hằng Mon một cái. M60 chị Tân Hồ một cái. Lên đơn là M60. Ok chị gái chị Sùng Thị Mải có. Lên áo khoác bé gái đi à. Áo khoác bé gái em lên từ nãy giờ. Quần hoa cúc của em là 76.000. Quần này là M mấy nhỉ? Quần hoa cúc màu ghi màu đen nhưng dáng thể thao. 76.000. M57 cho em ạ. Nào các chị này, hai cái giống đang mặc, hai màu chị Tân Hồ. Ok chị gái lên đơn cho em mà M60 đi. M60 cho em, M60 màu lâu ok. Váy tiểu thư của bé em, váy tiểu thư bé em lên rồi chị ơi. Thế con chị cũng cho có mẫu nào cho bé trai 26 27 cân. Còn mẫu áo nào 26 27 cân? Áo lỉ thì không có, chỉ có áo phao thôi chị. Quần hoa cúc là 76.000, mã là M57 ạ. Có hai màu đen với cả ghi nhá, có hai màu đen với ghi. Đây các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn này. Comment giúp em là kẹp 19.000 và kèm số điện thoại. Em để một cái mẫu ra mà không biết ai để đâu nhỉ. Các chị lên đơn cho em là kẹp 19.000 hóng bộ lam. Hóng bộ lam ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn là kẹp 19k. Kẹp này nó bóng soi được cả gương này. Kẹp này nó bóng soi được cả gương các chị này. Lên đơn trên mã này là kẹp 19.000. Chị nào vào bếp cần luôn. Nhất là Tết nhất các chị hay vào bếp ấy. Nhất là Tết nhất các chị hay vào bếp. Comment giúp em là kẹp. Kẹp anh không bấm ra này thì ai người ta hiểu cái gì. Còn tất nam em hết tất nam rồi chị nha. Lên đơn cho em mã này luôn là kẹp 19.000 và kèm số điện thoại. Lên đơn cho em là kẹp 19.000 và kèm số điện thoại cho em. Anh comment cho em là kẹp. Cái kẹp này dùng để lật các thứ ấy các chị. Cái này không han không dỉ nhá. Không han không dỉ gì hết. Comment cho em là kẹp 19k và kèm số điện thoại. 19.000 đồng một cái kẹp à. Đây dầu tràm. Áo vàng đằng sau của em, chị cả ơi, áo vàng đằng sau của em là 195. Các chị lên đơn trên mã này là dầu tràm kèm số điện thoại, xả lốt 39.000 đồng. Xả lốt 39.000 đồng, comment là dầu tràm kèm số điện thoại cho em. Dầu tràm này nhỏ nước tắm cho các bé này xoa lòng bàn tay bàn chân này hoặc là xông phòng. Được chưa ạ? Comment là dầu tràm kèm số điện thoại. 39.000 đồng một lọ. 39.000 đồng xả lốt một lọ luôn. Các chị lên tiếp cho em mã này là xay tỏi ớt. Xay tỏi ớt mili. Các chị mua cho ông bà bố mẹ gì thì mua, thật sự luôn nó rất là tiện nhá. Cái này mua rất là tiện lợi luôn. Đấy, xay tỏi, xay ớt cho các ông khỏi cay mắt. Đấy chưa? Comment cho em là xay tỏi ớt kèm số điện thoại nhá. 29.000 đồng. 29.000 đồng cho em ạ. Comment cho em là xay tỏi ớt ạ, kèm số điện thoại cho em. Ơi, cái máy này sao nó bị xít xít này. Comment cho em là xay tỏi ớt kèm số điện thoại. 29.000 đồng một cái. Đấy, nó xay rất là ok luôn nhá mọi người. Lên cho em là xay tỏi ớt kèm số điện thoại. 29.000. 29.000 áo đỏ treo đằng sau là 165. 165 chị nhắc. Lên đơn là xay tỏi ớt kèm số điện thoại. 29.000 đồng một cái. 29.000 đồng xả luôn các chị. Nó gọn kho. Dầu tràm với chị Hoa Thủy Tiên. Dầu tràm với chị Trần Cảnh. Ok. Các chị lên đơn là xay tỏi ớt kèm số điện thoại cho em 29.000 nhá. 29. Dầu tràm với chị Hào Lê.
xay tỏi ớt là 29, còn dầu tràm là 39. Dầu tràm là 39 nha mọi người. Rồi tiếp tục em lên cho chị mã này luôn này. Xay tỏi ớt là chị Dương Hải Yến có. Xay tỏi ớt chị Hiền Thu. Cho em dầu tràm. Ok chị gái Tân Hồ. Comment là dầu tràm kèm số điện thoại nha. Cứ comment dầu tràm kèm số điện thoại là ok, có đơn. Cái này các chị lên đơn cho em luôn này. Dầu tràm xay tỏi ớt kẹp. Ok chị Huệ Vũ. Xay tỏi ớt 29.000 kẹp 19.000. Cái kẹp này các em xem trên cái kéo để em cắt nó ra chồng. Mà thôi chắc các chị, chồng em bảo ai cũng biết đúng không. Cái lên cho em là kẹp kèm số điện thoại cho em 19.000 thôi. Đấy, ví dụ như mình gắp trứng hoặc lật trứng này. Hoặc là các chị như kiểu là chiên thịt cá này. Các chị lên kẹp cho em, nó rất là tiện nha. Nó rất là tiện. Comment rất là kẹp, em xả 19.000 đồng. Con này em nhập vào 2 mấy hay 3 mấy nghìn ấy. Đấy, bây giờ em xả nó còn mỗi thứ một ít ấy. Em xả cho nó gọn kho. Comment giúp em là kẹp kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn, mà bao nhiêu. Tắc ca về 27 cân màu tối không còn đâu chị ơi. Xay tỏi ớt cho chị Thảo Nguyễn có. Cái này. Ok chị gái, M61 cách số điện thoại giúp em Trang nhá. M61 kèm số điện thoại cho em này. Mã này của em sẽ xả luôn đó các chị là 155.000. M61 em có size từ 33 cân đến 40 cân. M61 kèm số điện thoại cho em 155.000 cái hình con mèo này thêu này. M61 155. Cái này là bên ngoài là nhung, bên trong là nốt nông như này. Được chưa? 155.000. Cái này mua mặc nhà mặc nhất ấm lắm, đẹp nữa. Phong này vừa đẹp vừa ấm mà các con mặc nó không kiểu sật soạt ấy. Các con mặc nó sẽ mềm, nó kiểu không sật soạt, các bé rất là thích. Lên đơn cho mã này luôn là M61 cái số điện thoại cho em. M61 màu này của em gọi là màu lâu nhá. Màu lâu này. Em còn 3 cái màu hồng với cả 3 cái màu lâu. Lên đơn giúp em Trang là M61 kèm số điện thoại. M61 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? M61 cho em, dáng của nó đẹp chưa? Đấy, dáng túi hộp. M61 giúp em và kèm số điện thoại nhá. 155.000 đồng một cái. 155.000. Đấy, đẹp lắm ấy cái dáng này các chị ạ. Xẻ đằng sau. M61 kèm số điện thoại cho em 155.000 một cái. Dầu tràm kẹp rồi, ok chị gái luôn, dồn đơn với chị Nhân Hoàng, dạ ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M61 kèm số điện thoại nhé, 155. Xả lốt 155.000. Xả lốt 155.000. Áo đỏ treo trên của em là 165 nhé các chị. Lên đơn là M61 xay tỏi ớt rồi, ok chị gái Yến Hoàng, dồn đơn nhé. Ok chị yêu. Comment tiếp cho em mã này luôn này. Ship tỉnh, ship toàn quốc là 30.000. Tỉnh Tuyên Quang trong tỉnh nha các chị yêu. Trong tỉnh là 20.000 đồng. Đấy chứ ạ. Ông vứt cái này vào đây nhiều thế. Em không biết lên cái gì bây giờ. Đây lên cho các chị luôn mã này luôn này. M62 cho em. Đấy chứ ạ. M62 ạ. Bé gái 40 cân có đấy chị. Cái áo vừa rồi đấy chị. Áo vừa rồi có đến 40 cân đấy mọi người. 33 cân. Ok chị gái Thùy Trâm, Thùy Phạm. Nói chung là các chị phải cố gắng nghe điện thoại, bởi vì là không nghe điện thoại thì em sợ là shipper đi giao hàng không có được. Nên là bên em ít khi chốt đơn qua tin nhắn lắm. Bọn em ít khi chốt đơn qua tin nhắn lắm. Các chị không nghe điện thoại thì em sợ là mọi người là không shipper không đi giao hàng được ấy mọi người. Ơ tại sao chị Phiên Trần này này anh này? Chị lại comment ở ngoài cái bài gì nhỉ? Mà sao mình không nhìn thấy nhỉ? Ok chưa mọi người ơi, kẹp cho chị Lam Bùi có M61 chị Hoa Liên Liên. Cái này lên tiếp là M62 à anh? M61 đến 40 cân đấy chị. Lên tiếp các chị M62 này. Quần dạ túi hộp cho bé trai. Quần dạ túi hộp cho bé trai, hàng này thì dày cực kỳ luôn. Để cho comment cho em là M62 kèm số điện thoại, thế 29 cân rộng đấy. Paka đằng sau bao nhiêu? Paka đằng sau của em là 189 với cả là 195. Các chị nhìn cái chân nhung của em này. Chân nhung tuyết cho em này. M62 kèm số điện thoại cho em. M62, số ô con quần này không đẹp, không con nào đẹp hơn. 16 cân 4 tuổi cho các bé đến 35 cân. M62 119.000. Comment cho em là M62 và kèm số điện thoại. M62 và kèm số điện thoại cho em 119 nhé. 119.000 M62. Chị yêu nào chốt M62 comment cho em là M62. Cái này bên ngoài 165 luôn ấy. 119.000. Comment cho em là M62 và kèm số điện thoại. Khách nẻ đến nhà em mua bảo chị vừa mua 165.000 đấy. Comment cho em là M62 119.000. M62 cho em 119.000 nhé. Size đến 35 cân.
dồn đơn. Ok chị Nguyễn Hà, cái này các chị lấy M62 lấy mấy cái, comment mấy cái nhá. Quần jean bé trai lên rồi chị ơi, lên đơn cho là M62 và kèm số điện thoại. 119.000 đồng một cái, 119.000 đồng một cái M62. Xả tiếp này. À giấy ăn gấu trúc anh mang nốt đêm xả đi cho chị Vân Du một cái M62. Các chị có thích chốt giấy ăn gấu trúc không? Tầm này chắc là chốt giấy ăn gấu trúc là ok đấy đúng không? M62 chị Hiền Thu. Em xả luôn nhá, em bán theo thùng nhá. Cái này giấy ăn gấu trúc này theo em không biết là bán kiểu gì bây giờ nhỉ? Ok, M62 chị Hiền Thu. Chiều nay chị nhận được quần này rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Dương Hải Yến. Đẹp dã man. M62 có size đến 35 cân nhá. M62 ạ. Nhầm rồi, ok chị gái chị cả. Comment ra là M62 và kèm số điện thoại. Giấy ăn gấu trúc này các chị này. Im xem nào. Em còn ít thôi, em xả lốt tặng các chị yêu nhỉ. Được chưa? Comment cho em luôn. Em còn tí, em còn có một thùng này thôi nhá. Em định bán cả thùng, nhưng mà thôi, em bán tặng các chị luôn. Mặc thử áo vàng đằng sau đi á, em vừa mặc mà. Nhưng mà áo vàng đấy em hình như là hết rồi, tại vì nó còn có một gì hàng đấy hết rồi, em có lấy được nữa đâu. Cái này các chị lên đơn là giấy ăn gấu trúc kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em bán các tình yêu mình này. Thôi còn một ít này thôi, cứ bán thử các chị nhá. Giấy ăn gấu trúc này thì gần như chị nào cũng dùng rồi đúng không? Nếu như bán cả thùng được thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà thôi bây giờ còn có lẻ lẻ như này thôi thì bán bằng gốc thôi các chị yêu. Được chưa? Giấy ăn gấu trúc và kèm số điện thoại cho em. Comment cho em là giấy ăn gấu trúc nhá. Em bán các chị là 5.000 một gói đi. 5.000 đồng một gói giấy ăn gấu trúc kèm số điện thoại. 5.000 đồng một gói kèm số điện thoại cho em. Comment cho em là giấy ăn gấu trúc và kèm số điện thoại 5.000 đồng một cả. 5.000 đồng cho em một gói nhá. 5.000 đồng cho em một gói, được chưa? Lên đơn là giấy ăn gấu trúc và kèm số điện thoại. Đấy, các chị nào mà mình thích mua 1-2 tháng, 1-2 cái này về mình lau mặt hoặc là dùng làm gì đó thì ok. Nhà em thì định để cái này lại để dùng nhưng mà nhiều quá. Hai vợ chồng nhiều quá. Lên trên mã này luôn là giấy ăn gấu trúc và kèm số điện thoại. 5.000 đồng một gói, 5.000 đồng một gói cho em. Tiếp lên cái gì bây giờ nhỉ mọi người ơi, lên cái gì? Nào quần dạ nam. Dạ nam này hình như hết size gì anh? Dạ nam này còn đến 70 quần dạ cơ mà. Giấy ăn gấu trúc 10 gói. Ok các chị, lên cho em mã này là quần dạ nam này, quần dạ của các anh nhá, có size từ 45 cân. Cái thùng là 30 gói mà. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Lên đơn cho em mã này luôn ạ, giấy ăn gấu trúc 4 gói. Ok chị Trần Hương. Nói chung là ok lắm, dùng thì ok lắm, tầm này mà chạy số lượng thì chắc là cũng được nhưng mà sợ nó không còn hàng. Đây các chị nhìn cho em này, quần dạ nam lên form của nó cực kỳ đỉnh luôn. Các chị nhá, lên cho em mã này luôn là quần M bao nhiêu 63. M63 và kèm số điện thoại. 45 cân đúng không? 45 cân cho các anh đến 70 cân à? Còn size đến 70 cân. 45 đến 70 cân giúp em mã này. Các chị nhá. M63 kèm số điện thoại 119.000 đồng một quần. 119. 119.000 đồng một quần. Ồ, giấy ăn gấu trúc này thì em còn ít lắm. Chưa? Ok chị gái luôn, chị Hoa Thủy Tiên có. Comment giúp em mã này luôn ạ. Em đang cái comment giúp em mã này luôn là gì ạ? Comment giúp em mã này luôn là M63 kèm số điện thoại đi. M63 kèm số điện thoại cho em. M63, anh ơi em còn ít quần hoa cúc mà ngày trước bán 40 mấy nghìn, anh mang vào đây em xả 29.000 đi anh. Ở ngay trên bậc hè này em buộc vào một bậc. M63 chị Huế Vũ. Comment rất là M63, đẹp lắm. Form này, quần này là quần dạ. Không cần quá dày nhưng mà dạ này nó sẽ rất là giữ nhiệt nha các chị yêu. Đấy, dạ nó sẽ rất là giữ nhiệt. Có đủ size từ 45 cân cho các anh đến 70 cân. Đủ size từ 45 cân đến 70 cân cho em mã này. Lên đơn là M63 và kèm số điện thoại nhé. 119.000 đồng một cái. M63 chị Lê Ly Hằng, Thanh Hằng có đơn. Comment rất là M63 kèm số điện thoại. Tiếp tục lên đơn em xả cái những cái quần như này cho các bé 29.000 này. Trước em bán là 49.000 đồng đấy. Bây giờ em xả các chị yêu này. Nhưng mà để im lên chồng em vào xem là nó còn size gì, size gì. M63 cho em và kèm số điện thoại. M64 tiếp theo. M64 cho em. 12 cân cho đến 26 cân. Thấy chưa? M64. Ok chị gái luôn.
Lên đơn cho em nói là M64 5.000 ạ. M63 chị Lam Bùi ạ. Xét dạ có 13 cân không ạ? Xét dạ không có 13 cân chị ơi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M64 này. M64 màu cam này em còn lại đến 26 27 cân nhá. Màu vàng này hết size to rồi đúng không? Màu vàng này em còn size từ 12 cân đến 18 cân. Comment cho em là M64 85.000 đồng một áo ạ. Cái áo này các bé mặc lên nhìn công tử cực luôn. Đấy, ví dụ như các chị có thể mix áo sơ mi vào bên trong cho các bé cũng ok. Mix cái kiểu cổ áo sơ mi màu trắng vào bên trong cho các bé. Hoặc không, nếu mà thời tiết bình thường các chị mặc không như này cho em cũng đẹp. Lên đơn cho em mã này luôn là M64. Các chị phải tự mix vào cho em nó mới đẹp nha. M63 chị Nhật Huệ có. M64 cho em và kèm số điện thoại. 85.000 một set. Đây này chị ơi, còn cái set này em còn size bé này. Set này em còn size bé này, chị Vi về sang này em xả lốt cho. M64 và kèm số điện thoại cho em. M64 kèm số điện thoại cho em. M63 chị Phạm Trang. Ok chị, M64 cho em và kèm số điện thoại. M64 là áo của bé trai. Đây lên nữa các chị, M65. Set dạ này em còn 2 set này. Đúng rồi, nhỏ hơn chứ chị. Nhỏ hơn mà. Nhỏ hơn giấy kia mà. Cái này em còn size S và size M. Cái này còn size từ 8 đến 14 cân. Comment cái này em còn 2 size S, M. Cái này các chị lên đơn trên mạng này luôn là M6. M65 à? M65 à anh? M65 xả lốt 135.000. M65 em xả luôn 135.000. Hàng này bình thường em bán là 149 nha các chị yêu. Lên đơn trên mạng này còn đúng 2 set S, M thôi. 135.000 lốt. Mọi người lên đơn trên mạng này luôn là M65 kèm số điện thoại. Còn 2 size. Còn 2 set là size S với size M. M65 cho em nhá. 10 đến 14 cân. M64 màu vàng. Ok chị Vi Huyền Trang, lên đơn trên mã này luôn là M65. Chị Lê Điệp ơi có rất là nhiều. M65 em còn 2 set nhá. SM còn 2 size SM xả luôn 135.000. M66 còn 1 set này. M66 còn 1 set size M này. M66 em còn 1 set size M này. M66 em còn 1 set size M. Nhưng mà size này form này bé, 10 cân đến 12 cân. M65 cho em nhá. Cái lên đơn là M66, 1 set 10 đến 12 cân. 10 đến 12 cân comment M66 à. M66 cũng 135.000 luôn. Đẹp chưa? M66 của em cũng 135.000. Lên đơn cho là M66 kèm số điện thoại. Đẹp lắm. Những cái set này đẹp lắm luôn, em thích những cái kiểu set rời lắm. Thích kiểu phối phối ấy các chị. Lên đơn cho em mã này luôn là M66 và kèm số điện thoại nhá. Đấy, M66 cho em và kèm số điện thoại 135.000. Còn một set size 8, size 10 cân, 12 cân. Cách tân bé gái em lên rồi mà chị yêu. M66 giúp em và kèm số điện thoại nhé. Cái cách tân màu đỏ còn đúng không? Đưa cho em cái cách tân màu đỏ kia này anh ơi. M66 kèm số điện thoại cho em. M65 cho chị Phạm Phương. Đây quần nỉ của bé này, quần của bé còn gần này cái đúng không? Em xả tặng các bé luôn 29.000 đồng một quần này. 29.000 đồng toàn bộ quần mì thôi. Cái này của em sẽ có size từ 16 cân. Cái này dành cho bạn nào gầy cao ấy nhỉ? 16 cân nhá các chị yêu, 16 cân cho các bạn đến tầm 23 cân. 16 cân 5 tuổi nhá, 16 cân 5 tuổi mới vừa. Nếu không các chị thích thì các chị về các chị cắt đi cho em. Lên đơn cho em mã này luôn là M67. 16, 17 cân, 5, 6 tuổi ấy, các chị. Cái này phải 5, 6 tuổi dành cho các bạn gầy cao. Em cứ nói rõ là dành cho các bạn gầy cao nhé. Các bạn tròn không mặc được mã này. Các bạn tròn không mặc được mã này. Em xả luôn 29.000 đồng một quần. Comment M67 à? M67, M66 ok chị gái. M67 kèm số điện thoại cho em. Đấy chứ, M67 đây em còn tầm chục cái. Em xả tặng nốt các chị 29.000 đồng. Em xả tặng nốt các chị 29.000 dành cho các bạn nào gầy cao ấy. Dành các bạn tầm 16, 17 cân mà tầm 6 tuổi, 7 tuổi cho em ấy là ok lắm luôn. Lên đơn cho em mã này luôn, váy bé ok chị gái. Lên đơn cho em là M67 nhá. 29.000 đồng một cái luôn. Em xả lộn xộn vào đây các chị 29.000. M66 chị Vi Huyền Trang có rồi. M67 không có lỉ đâu, cái này là quần u mì mà. Cái này là vải u mì mà không có lỉ đâu. Không có lỉ đâu, 29.000 đồng một cái cho em. Cái này nếu như bé nào mà tầm 7, 8 tuổi mà các con gầy cao các con vẫn mặc vừa. Lên đơn cho là M67 ạ. Paca màu vàng em xem ạ. Paca màu vàng nhưng mà nó còn ít hàng. Lên đơn cho là M6 ngày mai để em về thêm được em like tiếp nhá. Cách tân bé gái em lên tiếp cho các chị một cái mã này đi. Em xả luôn. Cái mã này còn toàn hàng nhỏ thôi đúng không anh? Đây. Em còn đến 25 cân này. Còn
đâu thế em thấy tất ở đây như này mà. Cái này em còn size từ 10 cân nhá, 10 cân cho các mẹ đến 17 cân đúng không? 10 cân cho đến 17 cân này, đẹp chưa? Em bán luôn các chị yêu là 125.000. Comment mã này của em là M68 à. M68 kèm số điện thoại. M68 kèm số điện thoại cho em. M68 kèm số điện thoại cho em, 125.000. 10 cân đến 10 đến 18 cân phải không? Cái này của em là 10 đến 18 cân cho em mã này. Các chị lên đơn cho em mã này là M68 đúng không? M67 không có lỉ đâu nhá. Đây lên đơn M68 cho em. Để cho hàng của em là gấm vân này. Gấm này. Các chị lên đơn cho em mã này là M68 nhá. Xả nhanh các chị yêu với giá tiền của nó là 125. Xả nhanh các chị yêu với giá tiền là 125.000. Comment dưới là M68. Áo khoác bé trai em lên rồi chị. M68 kèm số điện thoại cho em. 125.000 một set. 125.000 một set. M69 này, cái này còn mấy set này. M69 679.000. M69 79.000 cho em. 10 đến 20 cân. 10 đến 20 cân M69 79 nhá. M69 79. M69 của em là 79.000 đồng. M69 của em là 79.000. Cái này em còn size 10 đến 20 cân. Hình như chỉ còn kiểu cổ này thôi sao ấy. Lên trên mã này luôn là M69 và kèm số điện thoại. M69 và kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng một cái. Áo hàng Quảng Châu đấy, len Quảng Châu. Đây, AK của nữ đây. Chị lớp Linh còn ở đây không chị ơi? Đây các chị lên đơn cho em con này là M70. Xét váy ở đằng sau bao nhiêu vậy? Sắp xét váy ở đằng sau là 147.000. Size đến 25 cân chị nhá, M1. Không còn 25 cân chị ơi. Cái mã này hết 25 cân rồi. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M70 à? M69 không phải là áo len rồi à? Áo len vàng cổ thủy thủ này. Lên cho các chị bác ca của nữ này. Được chưa? Comment cho em là M70 và kèm số điện thoại. 298.000 đồng một cái nhá. 298.000 đợt đầu chị nào mua được thì rẻ hơn được 230.000. Tầm này nó không có hàng, các chị lên đơn cho em mã này luôn. Được chưa? 298.000 size đến 57 cân đổ về. Áo cổ thủy thủ là 79, comment cho em là mã này là M70. M70 và kèm số điện thoại giúp em 298.000. 298.000 M70 cho em nhá, M70 màu đen này. Được chưa? 40 cân đến tầm 57 cân. M70 cho em màu xanh, 298 nhá. M70 màu đen, màu xanh và màu sữa. Comment cho em là M70, cái này hình như còn nhiều không nhỉ? M70 cho em ạ, 298 ạ. M64 ok chị Nguyệt Lãm ạ, lên đơn cho em mã này luôn là M70 đi ạ. Đấy, mình ngồi quạt sưởi xong mặc lẹ tông ra này này. Ngoài em mà không ngồi quạt sửa xong không ngồi được, không mặc được như này đâu các chị mạnh nhá. Lên đơn cho em là M70 cho em nhá. Cái này các chị eo các chị đến đâu các chị zip vào đấy cho em. Lên đơn là M70, em có màu xanh này. Màu xanh nhá các chị nhá, màu xanh 298. Màu xanh cho em này, màu đen này và màu sữa. Comment cho em là M70. M70 chị Nam Bùi. Cho chị Lê Thị Diễm Thúy. Cái này không có 75 cân, cái này là của nữ mà các chị. Lên đơn cho em là M70. Màu này của em là màu sữa. Màu xanh, màu sữa và màu đen. Chị yêu nào chốt M70 comment giúp em là M70. M70 kèm số điện thoại xanh, sữa, đen cho các chị yêu này. Chị yêu nào lấy comment giúp là M70 nhá. M70 kèm số điện thoại. Được chưa? 298. 298 nhá mọi người. Đẹp lắm, 298.000 đồng một cái. 298.000 đồng một cái. Comment giúp em là M70. M70 kèm số điện thoại cho em. M70 kèm số điện thoại 298.000 đồng một cái. Được chưa? Đây chị nào vào sau chưa chốt được mã này thì lên lại các chị, mã này của em là M1. Mã này của em. Ok chị yêu. Cái này của em size chỉ đến tầm 57-58 cân thôi. Các chị lên đơn cho mã này luôn là M1 kèm số điện thoại này. M1 kèm số điện thoại cho em. Một phải mã này M1 không? 15 cân nhá, 15 cân cho các bé đến khoảng là 25 cân. Lên đơn vào đây cho em là M1. M1 cho em và kèm số điện thoại. M1 và kèm số điện thoại cho em. Cái này chúng mình phải lấp dưới. Comment giúp em là M1 và kèm số điện thoại nhá. M1 và kèm số điện thoại cho em.
Cái này của em là 147.000. Cái này của em là có size cho các bé từ 15 cân đến 25 cân. 15 đến 25 cân, comment dưới là M1 kèm số điện thoại. Đẹp quá mà không vừa. M1 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 200, cái này của em là 147.000. Còn chị nào mình muốn hỏi thêm gì không? Cho em xin cái áo tua rua đi anh ơi. À đây lên áo tua rua các chị này. Tua rua này đẹp lắm. Tua rua như còn mỗi màu trắng với màu hồng à? Màu trắng, màu hồng, đa số còn màu hồng thế thì đấy nhiều. Comment mã này cho em này. Xả luôn 95.000 nhá. Tua rua em xả luôn 95.000, còn size 10 đến 20 cân. 10 đến 20 cân. Ok chị Lê Thanh Hằng, đợi em tí, em tưởng chị ra ngoài rồi. Cái này các chị lên đơn cho em mã chốt 66 được, đúng rồi chị Phạm Trang. M1 cho chị Hiền Thu. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M71 à. M71 cho em. Đẹp chưa mọi người ơi. Cái này của em Trang nó sẽ có ảnh đấy, nhưng mà em lười đăng ấy. Mã này của em bên trong của nó sẽ là nốt nhung này. Bên trong của em là có một lớp nỉ nhung như này. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M71, cách số điện thoại cho em. Chị có tua rua lại giùm em đây. Chị có tua rua lại tua, có tua lại giùm em. Cái gì à, chị Lê Diễm Thúy hỏi cái gì đây? Em còn không đọc được comment của chị ấy. Các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ, không còn 35 cân, em chỉ có áo phao thôi chị nhá. Lên cho em mã này luôn là M71 cho em. Tua rua này đẹp chưa? Cái này các con mix với quần dạ cho em này, mix với chân váy cho em, đều ok. M1 cho chị Nguyệt Lam, cái lên đơn là M71, màu hồng và M71 màu trắng cho em nhá. Xả nhanh các chị là 95.000. Xả nhanh các tình yêu nhà mình là 95.000 đồng một cái. 10 đến còn size 10 đến 20 cân. M71 cho em màu trắng này các chị này. Áo tua rua này em thấy ưng lắm. M71 kèm số điện thoại cho em. Một hồng một trắng nhá. Cái này có màu hồng màu trắng. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn, đây nó có hai lớp nhá. Lớp bên trong đây ạ. Chị yêu nào chốt cái mã lên đơn là M71 cho em và kèm số điện thoại. 95.000 đồng một áo nha, 95.000 đồng một áo cho em. Phao phía sau có rồi. Phía sau giống. Phía sau là bát ấy, bộ bát ấy, bộ bát có 39.000 thôi. Nhưng mà hình như không biết là còn nhiều không. Đây áo gấu của em, tí nữa các chị tua lại mà xem nhá. Tí nữa các chị thích các chị tua lại like mà xem nhá. Áo gấu như vứt ra ngoài phải không chồng? Áo gấu đâu nhỉ? Áo gấu sao không thấy nhỉ? Áo gấu đâu rồi ấy? Áo gấu đâu rồi ấy? Cái này của em là mờ mấy áo gấu này này? Hả? M11. M11 của em là 165.000. M11 của em là màu đỏ này, chỉ còn size từ 10 đến 13 cân thôi. Comment M11 kèm số điện thoại cho em. M11 kèm số điện thoại giúp em. Đấy chứ ạ, M11 kèm số điện thoại giúp em. 165, bên trong nó lót lỉ. Bên trong nó lông thế này này. Nhẹ, ấm lắm. Lê đơn cho em mã này luôn là M11. À nãy giờ lõi bộ nam mà mãi không thấy. Đành bỏ cuộc thôi, muộn quá rồi. Đây em lên bộ nam luôn đây. Cho em xin bộ nam còn không? Váy đằng sau không có 26, chốt đến 22 cân. Chị Nga Phan. Lên đơn cho em mã này là M11. Đây, nhà em quên. Ủa, nhiều hàng. Đây lên bộ lam luôn cho các chị để các chị đi ngủ nha. Lên bộ lam luôn cho các chị để các chị đi ngủ nha. Sao bé gái em tua hết qua mã rồi chị ơi. Đây em lên nốt cho các chị bộ nam. Bộ nam nhà em chỉ còn size 65 đến 75 cân thôi đúng không? Hả? Tua rua 95. Bộ nam bây giờ chỉ còn size 65 đến 75 cân thôi đúng không? Bộ nam nhà em là hàng của hãng nhưng mà bây giờ nó chỉ còn nguyên size từ size 65 cân đến size 75 cân thôi. Chị nào ok thì có size chồng vừa thì các chị chốt nhá. Em xả lốt là 150.000 đồng một bộ. Comment cho em mã này luôn là M72 đúng không? M72 kèm số điện thoại. 150.000 đồng một bộ, form của nó, form với cả may của nó cực kỳ đẹp. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M72 nhá, kèm số điện thoại cho em. M72 kèm số điện thoại cho em. 150.000 đồng một bộ. 150.000 đồng một bộ cho em. M72. M72 còn nguyên màu đen và còn nguyên size XL với size 2XL, 65 cân đến 75 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M72. 150.000 đồng một bộ nốt. 150.000 đồng. Các chị lên đơn là M72 cho em và kèm số điện thoại. Rồi còn chị nào mình muốn hỏi thêm gì không? Cho em xin ga lại đi, em tua lại ga nhá. Các chị tí nữa các chị yêu này, em đăng bài đấy, các chị có thể vào xem lại live rồi mình chốt hàng nhá. Vào xem lại live rồi mình chốt hàng sáng ngày mai tầm 8 giờ sáng bên em in đơn nha các chị yêu. 8 giờ sáng ngày mai bên em in đơn và tầm 8 rưỡi sáng là bên em các bạn sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người. Lưu ý giúp em này.
Chị nào đặt đơn hàng nhớ chú ý nghệ thoại nhà em chốt đơn trên điện thoại nhá. M72 cho chị Lê Diễm Thúy. Ok chị. Không chốt đơn bằng tin nhắn đâu. Không chốt đơn qua tin nhắn hay là cứ thế gửi đơn đâu. Nhà em phải gọi điện chốt đơn mới đi đơn. Mọi người lưu ý giúp em, nhà em Trang phải gọi điện chốt đơn mới đi đơn. M72 chị Lê Diễm Thúy có, chị Maria Huệ có. Lên bộ phông á chị, bộ phông thì tầm này em không có hàng rồi chị ơi. Đây này, ngoài em này các chị nhìn này. Em này phải ngồi quạt sưởi đây này thì em mới mặc được như này. Chứ em mà không có cái quạt sưởi này em chắc phải mặc áo phao mấy áo len thì em mới like được cho các chị. Chứ không mặc được như này đâu, bởi vì ngoài em ở ngoài Bắc ấy nó lạnh lắm. Các chị thích tour lại gì nào? M72 cho chị Vi Huyền Trang. M72 cho chị M72 chị nhận hàng rồi, đẹp lắm em. Cảm ơn chị gái Hương Dinh. Cảm ơn feedback của chị gái nhá. Thật ra là ví dụ như hàng của nữ, riêng hàng của bé với cả hàng của nam thì em trước khi bán một cái gì đấy em rất là chọn lọc. Thứ nhất là form, thứ hai là chất, thứ ba là đường may. Đẹp, và thứ tư nữa là giá rẻ em mới bán. Chứ không phải là hàng nam mà các chị cứ mua linh tinh về các anh mặc đâu, các chị còn bị ăn quát ấy, đúng không? Riêng hàng nam là không cần mua nhiều quần áo, các anh này không cần mua nhiều quần áo, chỉ mua nhiều cho các bé hoặc cho chị em mình thôi. Còn các anh thì không cần mua nhiều nhưng mà miễn là phải đẹp. Nên hàng nam em chọn lọc lắm, các chị cứ yên tâm. Nếu như hàng nam các chị chỉ cần các anh, ví dụ các anh ok màu đấy, mẫu đấy là ok, là các chị cứ chốt đi, vì rất là đẹp. Các chị cứ lên đơn trên mã là M72 đi. Bán cho các chị yêu với giá là 150.000 nốt nhá. Quần bé trai á chị. Quần bé trai thì tạm thời em chỉ có cái mã nót lỉ thôi chị Nguyệt Lãm. Quần bé trai thì em chỉ có cái mã lót lỉ vừa nãy chị chốt rồi. Em nhớ là em đọc tên chị chốt rồi mà. M1 cho chị Vi Huyền Trang. Ok chị. M1 cho em và kèm số điện thoại. Còn tiếp tục các chị lên đơn là áo khoác treo đằng sau của bé chị ơi. Tối qua chốt cái áo phao hoa cúc. Ôi thế chị để à. Ok chị gái luôn. Thế thì em để lại chị nhá, cái phao hoa cúc màu vàng này đúng không? Tại vì em nhớ là hôm qua có chị chốt rồi mà hôm nay lại vẫn thấy còn. Bao nhiêu tiền một cái chị Thìn Lê? Cái mã gì đây? Cái mã gì đấy chị Thìn Lê? Có đồ 40 cân á chị ơi, có 40 cân đấy chị, tí nữa tua lại like cho em nhá. Tí nữa lua tua lại like cho em. Đây các chị lên đơn là xả bộ ga này, cái này nhà nào cũng cần. Tết nhất đến nơi anh em họ hàng các thứ về quê chơi lên chơi là nhà nào cũng cần luôn. Comment cho là xả bộ ga. Các chị đi ra ngoài chợ mua 30.000 một cái vỏ gối này. 25.000 hoặc 30.000 một cái vỏ gối này. Đúng không nào? Bây giờ em bán một bộ ga này, một ga hai vỏ gối nằm cho các chị với giá 65.000 đồng một bộ nhá. 65.000 đồng một bộ mét 6. Mét 8, 2 mét của em là 69.000. 2 mét nhân 2 mét 2 của em bán cho các chị chỉ có 75.000 thôi. Lên đơn là xả bộ ga kèm số điện thoại. Áo khoác treo đằng sau á chị thì nên áo khoác treo đằng sau. Mẫu này của em là 165. Mẫu này của em là 195. Mẫu này của em là 189. Các chị lên đơn trên mã này luôn là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Toàn bộ hàng chất cốt tông, không bay, không xù vải nha. Không bán vải xoa. Đấy chứ em không bán vải xoa đâu. Nên các chị ok luôn nên. Lên đơn trên mã này luôn ạ. Váy tiểu thư bé 9 cân á chị. Bé 9 cân em còn cái mã này anh ơi. Cho em cái váy tay bồng mà giống gạo mặc ấy anh. Hôm nay bọn nó xếp ở đâu nhỉ? Anh nhìn em hình như cái hai có hai cái váy tay bồng có size 8-10 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Còn cuộn giấy vệ sinh em hết giấy vệ sinh rồi chị nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là xả bộ ga màu vàng cho em ạ. Màu này của em là màu vàng, toàn bộ là họa tiết 3D thôi. Lên đơn cho em là xả bộ ga và kèm số điện thoại nhá. 65.000 đồng cho em là một bộ luôn, 21 ga hai vỏ gối nằm. 12 ga hai vỏ gối nằm cho em. Xả bộ ga màu vàng em có mét 6, 2 mét, mét 8, 2 mét, 72 là gì đấy Trang? 72 là bộ nam chị nhá. 72 là bộ nam. Xả bộ ga mét 6, 2 mét cho em này. Mét 6 em chỉ còn nguyên màu vàng. Xả bộ ga màu này của em là màu xanh cốm. Màu xanh cốm em còn màu mét 6 và mét 8 và 2 mét 2. Mét 8 thôi. Mét 8 là 69.000 đồng. Ok chị Lê Diễm Thúy có, chị Trần Huyền có. Màu hồng cho em này. Mét 6 em còn duy nhất màu vàng thôi. Màu hồng toàn bộ họa tiết 3D cho em. Toàn bộ họa tiết 3D, các chị lên đơn là xả bộ ga và kèm số điện thoại nhá. Màu này của em là màu hồng. Màu hồng em còn 1m8, 2m và 2m x 2m2. Được chưa? Màu ghi. Chưa có quần chị ơi, em muốn chốt được quần với áo set. Ok chị gái luôn. Lên đơn là xả bộ ga. Ok chị Nguyễn Vương Hiến có xả. Hình như hôm trước hình như chị chốt rồi sao đúng không? Comment cho em là xả bộ ga và kèm số điện thoại. Màu này của em màu ghi này. Được chưa? Đây 2m x 2m2 em còn màu kẻ nữa này, mà còn màu kẻ ca. Nhà nào Tết nhất cũng phải sắm ga gối em thật sự luôn. Anh em bạn bè các thứ về chơi này. Với cả nhiều khi là Tết nhất thôi mình cứ thay mới cho ngôi nhà luôn, nó chả đáng bao tiền. Mà cái ga này mình nằm được quanh năm cho em. Nằm được quanh năm cho em nhá. Comment là xả bộ ga và kèm số điện thoại đúc vào giúp em này. À, quần nỉ của bé trai nhá. Đây thêm tua lại cho chị ơi, quần nỉ bé trai em tua lại cho. Quần nỉ bé trai mã này của em là 119.000 này. Được chưa? Cái mã này của em là 119.000, size 16 cân 5 tuổi cho các bé đến tầm 35 cân. Mã này của em là mã mấy nhỉ anh ơi?
Quần dạ 1-19 của bé trai này. Ngay cuối thôi, đây bên trong nó nhung này. Cái mã này các chị lên đơn cho em là M. 119.000. Đấy, chị nào chốt xả bộ ga, comment xả bộ ga. Xả bộ ga chị Hiền Trần, màu ghi kiểm tra sao? Màu ghi kích thước của nó là 1m62m, với cả 1m82m nha chị ơi. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 62 kèm à, M62 kèm số điện thoại. M không còn 1m8 à? Màu ghi em nhìn thấy 1m6 nọ còn đấy. Lên đơn cho các chị mã này luôn là xả bộ ga, à cái này lên là M62 kèm số điện thoại cho em. Còn cái quần 75.000 là M bao nhiêu? Quần dạ 75.000 là M bao nhiêu? Cho chị Hiền Trần có, chị Hằng Mon có xả bộ ga. Comment giúp em là xả bộ ga kèm số điện thoại. 65.000 đồng cả bộ luôn. Hả? Cái quần 75.000, cái quần này của em là cũng là quần dạ nót nỉ. Để cho hàng này là ôm được thanh lý này. Comment giúp em là xả M19. M19, ok chị Trần Huyền có xả bộ ga. Cứ lên xả bộ ga, ngày mai chốt màu gì báo các bạn ấy cho em. Lên đơn cho em mã này luôn. Nhưng mà màu 1m6 thì hình như em còn một bộ màu ghi thôi. Còn đâu là em còn màu vàng. 1m8 thì em có màu ghi, màu cốm, màu hồng, màu vàng. Còn 2m2 em có màu hồng và màu kẻ cam nha mọi người. Lên đơn cho em mã này luôn là M14 à. M19 cho em kèm số điện thoại nhá. Cái này em có 16 cân 4 tuổi cho các bạn đến 30 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là M19 kèm số điện thoại 75.000 đồng. Các chị lên chốt cái quần này bởi vì hàng này em ôm được thanh lý. Mà em lời của các chị đúng 5.000 đồng thôi. Thề luôn. Em lời của các chị con quần này đúng 5.000 thôi. Quần dạ nhá. Quần dạ nót lông lên đơn cho em mã này luôn là M19 kèm số điện thoại. Xả bộ ga ok cho chị Mặt Trời có đơn. Lên đơn cho em là M19 kèm số điện thoại cho em. 75.000 em xả lốt. 75.000 đồng em xả lốt các chị yêu. Lên đơn cho là M19. Được chưa? Ok chị nhé, chân có xả bộ ga. Comment cho là xả bộ ga. Các chị lấy mấy bộ, các chị comment mấy bộ nhá. À, chốt rồi mà không chốt lại quên ạ. À. Chị ok các chị yêu. Lên đơn là xả bộ ga và kèm số điện thoại cho em. Xả bộ ga và kèm số điện thoại cho em. Xả bộ ga cho chị Phạm Trang. Ok, M19 cho chị Nguyệt Lãm có. Cái đấy các chị chốt 2-3 cái về cho bé. Đẹp cực luôn. Rồi, em Trang like đến đây thôi nhá mọi người. Hôm nay em Trang nghỉ like đây. Các chị nào muốn chốt thêm đơn, các chị tua lại like cho em. Tất cả các like em đều đăng. Đăng tầm 2-3-4 hôm các chị nhận hàng em mới xóa like nhá mọi người. Em bây giờ xin phép nghỉ like. Chúc tất cả các chị yêu mình ngủ ngon nhá. Đồ bếp, cái gì đấy? Ờ không còn ạ, à. Ok xả bộ ga chị Hường Trần, ok chị gái luôn ạ. À. Hình như em còn một bộ ly cao cấp thì anh mang đây em xả bộ ly cao cấp đi. Lên đơn em còn một bộ ly cao cấp em xả luôn các chị này, các chị sắm Tết cho em. Để cho em xả luôn các chị bộ ly cao cấp nha mọi người. Đây, còn một bộ à? Em còn duy nhất một bộ ly cao cấp này em xả luôn đó các chị với giá tiền luôn là 119.000 đồng cho em. Được chưa ạ? 119.000 đồng các chị đi mua biếu cho em cũng là ok. Lên đơn là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại nhưng mà em dở ra nó kêu ghê lắm. Các chị ơi, chị nào thực sự có nhu cầu các chị hãy chốt nha. Cái này em đi đơn nó khó lắm bởi vì nó hàng thủy tinh. Được chưa? Các chị lên đơn cho là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại. Tết nhất này, uống coca cho em này, uống ăn cơm mà cả bàn uống coca này, uống cà phê cho em này, được chưa? Nó rất là hợp lý, uống trà. Các chị comment cho em là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại nha. 119.000 đồng ạ. Anh ơi, em có gỡ lên gỡ ra không? Em nên gỡ cái ấm ra không? Mà em thấy nó kêu ghê quá. Ui dồi ôi, ghê hết cả răng. Các chị lên đơn giúp em mã này là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 119.000 đồng. Còn đúng một bộ thôi. Thôi anh ơi, anh bỏ tí nữa. Anh bỏ vào cho em. Anh bỏ ra đấy mai, anh bỏ vào cho em nhé. Comment cho em là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại. 119.000 đồng nhé. 119. Đây, bộ cả 5 ly.
Cái này nó có 6 cái ly và 1 cái bình. 6 ly và 1 bình cho em. Chị yêu nào ok mình nhận chốt nhá. Mình bom hàng và tội nghiệp em. Cái này á, đóng đi nó khó lắm. Các chị yêu ạ, đóng đi nó khó. Nó dán dễ vỡ rồi các kiểu trên đời. Cho comment ra là bộ ly cao cấp và kèm số điện thoại. Ok chị yêu luôn. Hai bộ ga mét 6, hai màu. Ok chị. Rồi em nghỉ like đây. Em lên bộ, em lên pack ca người lớn rồi chị nhá. À đây, cái váy tiểu thư đây. Cái váy này bé gạo nhà em mặc rồi đấy. Chị nào có Facebook riêng của em thì các chị thấy bé mặc mẫu luôn đấy. Cái này em còn size từ 8 cân đến size 12 cân này. 8 đến 12 cân nha mọi người. Mã này lên nốt đi. Chị nào vừa hỏi cái váy tiểu thư nhỏ này này. Tay bồng ạ. Còn đúng hai cái này thôi phải không anh? Còn đúng hai cái này thôi phải không? M bao nhiêu đây? M73 kèm số điện thoại cho em. Xả luôn 99.000, xả luôn 95.000 đi. M73 95.000 váy nhung đẹp lắm. Comment M73 giúp em nha và kèm số điện thoại 95.000 một cái. Comment giúp em là M73. Còn đúng hai cái size nhỏ ti ti thôi. 95.000 nha. Lên đơn cho là M73 kèm số điện thoại. Đấy chị nào vừa hỏi size nhỏ đấy. Chị nào vừa hỏi size nhỏ đấy. M73 của em là 95.000 nha. Bộ ly cao cấp, ok chị Phạm Trang, chị Cương Hương Bùi. Còn pack ca người lớn không? Em còn pack ca người lớn chị ơi, còn mà. Pack ca người lớn là mã mấy nhỉ? Pack ca người lớn em vừa lên thôi. M70 cho em. Lên cho em là M70 đi chị. M73 chị Lê Thúy Diêm, đúng rồi. Hôm trước chưa được. Ôi, sao lại lẫn được cái đơn này. Lên đơn cho em mã này luôn này. Pack ca người lớn của em là 298.000 nhá. 298. Mẫu này của em sẽ là mã M70 à. M70 màu sữa này. Đẹp lắm, M70. Các chị lên đơn là M70 cho em. Màu này của em là màu sữa nhá, 298.000. M70 màu sữa, M70 màu xanh. M70 màu xanh. Chị yêu nào chốt M70 comment với em là M70 kèm số điện thoại 298. M70 có màu đen. M70 có màu đen nha mọi người. Lên đơn cho là M70 và kèm số điện thoại 298. Đi đơn không bẻ được đâu. Các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán mà. Cái đấy đi đơn là nói chung là em bán cái đấy nhiều lắm rồi. Chẳng qua nó còn một set thôi. Chị Phạm Trang yên tâm luôn. Các chị cứ mở hàng ra kiểm tra nút shipper đứng đấy cho em. Chứ lên đơn cho em mã này luôn là M70 kèm số điện thoại 298.000 đồng một cái. Còn nó lông có chị ơi. Rồi em nghỉ like nhá mọi người. Mỏi hết cả vai hết các thứ rồi các chị ạ. Nay like 2 lần một ngày. Ok chưa các chị. Ngày mai các chị yêu có đơn nhớ chú ý nghẹn thoại giúp em nha các chị nha. Nhớ chú ý nghẹn thoại, nhà em Trang phải gọi điện chốt đơn mới đi đơn đấy. Không tự dưng mà đi đơn hay là không tự dưng mà như nào đâu các chị nhá. Gọi điện thoại cho các chị xin chiều cao cân nặng của từng sản phẩm một nha. Xin chiều cao cân nặng của từng sản phẩm một xong xin địa chỉ các thứ bên em mới đi đơn. Đầm nào 40 cân em hết hàng đầm 40 cân rồi chị nhá. Không còn mã nào đầm 40 cân nữa đâu. Rồi em nghỉ like đây. Chị nào muốn xem lại like các chị, tí các chị xem lại like chốt đơn comment vào đấy chốt đơn cho em nhá. Ngày mai bên em gọi điện chốt đơn cho các chị yêu. Rồi chúc tất cả các chị ngủ ngon. Bye bye mọi người. Hẹn gặp các chị vào like của ngày mai nhá. Em out đây. Các chị ngủ đi thôi, muộn rồi đấy, 11 giờ kém rồi, 11 giờ kém rồi. Mọi người ngủ đi, mai còn đi làm. Bye bye các chị nhá. Chị ơi em lấy. Chị Lê Thanh Hiền, ok. Em cũng không biết là cái gì luôn ấy. Bye bye mọi người.